ào môn tranh đấu 1, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 941, chờ một chút. Phòng bệnh. Phòng tiếp khách xa hoa, khắp nơi là đồ dùng ấm áp, rèm cửa sổ màu trắng sữa, che đi ánh nắng mặt trời ở ngoài cửa sổ, một màu lam sắc xinh đẹp đến kinh ngạc như thế, giọt nước đầy trong suốt, đổ đầy ở trong bình hoa, bên cạnh hai ghế sofa được đặt một mình ở giữa, hơn nữa còn có một bó mãn thiên tinh. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi tới, mùi thơm nhu tình mật ý bay tới. Trang Hạo Nhiên đang ôm ngang đường Khả Hinh đi vào phòng bệnh, đầu tiên là bên thắm thì ê nhìn cô, vừa đi qua phòng khách, đi vào bên trong phòng bệnh, cẩn thận khẽ đặt cô ở trên giường bệnh. Đường Khả Hinh mềm mại nằm ở trên giường bệnh, trong lòng an tâm và dịu dàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười lên. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc ngồi ở trên giường bệnh, hai mắt lưu chuyển, dịu dàng nhìn về phía đường Khả Hinh mặc áo bệnh nhân màu xanh dương, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán rũ xuống vài sợi tóc, rũ xuống hai bên mặt trái xoan, tim của anh hơi đau đau, đúng là sau khi được cứu lên từ trong biển, anh không thể ở bên cô nhiều, không nhịn được vươn tay, nhẹ vén vài sợi tóc trên trán cô, véo nhẹ lấy cằm của cô, ngón cái quét nhẹ đôi môi đỏ hồng của cô. Trong lòng của đường khả hình khẽ động, nhẹ cúi thấp đầu. Trang hạo nhiên hơi nhắc mí mắt, trầm mặc nước nhìn cô một cái, ngón tay không kìm được nhẹ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ mỉm cười, nói, sao vậy? Mới vừa rồi còn cãi nhau, bây giờ lại xấu hổ hả? Đường Khả Hinh hơi hờn dỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh, giống như có chút trách cứ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười lên, hơi nghiêng cơ thể về phía trước, vươn tay nhẹ ôm cơ thể mềm mại của Đường Khả Hinh vào trong lòng, đôi tay nhẹ vuốt eo của cô, vò nát quần áo rộng thùng thình này. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh dán vào trước ngực của Trang Hạo Nhiên, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và vững vàng của anh, nhớ tới những lời vừa rồi anh nói trong công viên trong lòng không khỏi ấm áp, hai tay không nhịn được vòng qua hông của anh. Audio điện tử võ tấn bền Hai ngày nay có nhớ anh không? Trang hạo nhiên ôm chặt cơ thể của cô, giọng nói hơi khàn khàn hỏi. Rất nhớ, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười ngọt ngào nói. Tối hôm qua em nhìn thấy anh cùng thiên lỗi đi ra ngoài, em ghe nhả. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên ôm lấy cơ thể của cô, thẳng thắn nói với cô, trong lời nói có chút tình cảm khiến tim của cô đập nhanh. Đường khả hình nghe lời này, hai mắt lưu chuyển, nhẹ buông ngực của anh ra, ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên cũng tha thiết nóng bỏng nhìn cô, mập mờ quyến rũ nhìn hai mắt mông lung mơ màng của cô, mũi nhọn, còn có cánh môi hồng phấn nộn động lòng người, không nhịn được mà nhẹ cổ họng, cuối cùng vươn tay, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi cúi xuống, khẽ mút đôi môi của cô, lần nữa nếm được mùi hương ngọt ngào, trong lòng ầm ầm khẽ động, không nhịn được mà mở đôi môi mỏng ra, đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào. Ưm, chấm ngoặc kép, trái tim của đường khả hình lúc này cũng bình bịch đập nhân, khẽ hé môi của mình ra, đầu lưỡi cùng dây dưa với anh, triền miên nóng dây dưa cùng một chỗ, như có cảm giác tê dại, có quá nhiều mập mờ cùng rung động, cô không nhịn được mà thở gấp, đôi tay kéo cổ của anh, nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh, cùng nhiệt liệt đưa đầu lưỡi ra, hút lấy đầu lưỡi của người đàn ông này yêu và dây dưa như vậy. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên cảm thấy vui vẻ, đôi tay ôm chặt eo của cô, vừa đón lấy đầu lưới cô chủ động đưa tới, vừa không nhịn được cười. Đường Khả Hinh cũng ôm cổ của anh nở nụ cười, mặc dù biết rõ cha luôn phản đối, rồi lại trải qua giây phút sống hay chết, giống như muốn nắm chặt đoạn thời gian hạnh phúc này, hốc mắt nóng lên, lại gần sát lồng ngực của anh, mút lấy đầu lưới quyến rũ của anh, vừa dây dưa vừa cảm thấy cơ thể sông lên từng trận tê dại. Vật nhỏ chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, lại điên cuồng mút đầu lưới của cô, một tay vuốt ve bên hông gợi cảm, một cái tay khác cũng vuốt ve muốn khẽ vuốt đi lên, lại cố kỵ cơ thể của cô trước mắt vẫn không tiện, mặc dù khát vọng mãnh liệt, vẫn không có lỗ máng. Đường khả hình hình như cảm thấy, vừa nghênh đón nụ hôn của anh thì trái tim bình bịch nhảy lên, cuối cùng dũng cảm đưa tay nhỏ bé ra, đặt nhẹ ở trên mu u bàn tay xinh đẹp của anh, nhẹ nắm, chậm chạp mà ngượng ngùng kéo tới đặt trước ngực mình. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên dừng lại nụ hôn kia, mi mắt trợn lên, cúi xuống đụng nhẹ lên chán cô, vừa thở gấp vừa đưa mắt chăm chú nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng không nhịn được nuốt cổ họng khát khô một cái, mở to đôi mắt rung động lòng người, nhìn về phía anh, giống như mang theo chút mong đợi. Trong lòng của trang hạo nhiên kích động, giống như bị ánh mắt của cô gái này trên chọc muốn dâng trào, không nhịn được cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô, tay cũng theo chỉ dẫn của cô, vỗ về chơi đùa bầu ngực đầy đặn nở nang của cô, từng đợt bóp bóp nhéo, cũng làm cho trước ngực của cô, càng tê dại và to ra, đưa tay đến cổ áo tròn của cô, tự nhiên cởi một nút áo ra. Thân thể của đường khả hình mềm mại nằm ở dưới cơ thể của anh. Trang hạo nhiên vừa hôn khuôn mặt của cô, đến cổ của cô, xương quay xanh xinh đẹp, tay cũng vẫn trà sát bóp nhẹ bầu ngực căng tròn của cô, ngón tay cởi thêm một nút áo nữa, lộ ra áo ngực trắng viền tơ bên trong, càng nhìn rõ nơi căng tròn đầy đặn kia, anh không nhịn được mà cởi bỏ áo lót bên trong của cô, cúi đầu xuống, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào quả đậu hồng, thậm chí khát vọng mút lấy. Đường khả hình nhắm mắt lại, hưởng thụ, dần dần nằm ở trên giường. Trang hạo nhiên cũng thuận theo đè lên người cô, nóng bỏng điên cuồng hôn bộ ngực đầy đặn của cô, mới tiếp tục cởi tất cả quần áo trên người cô, chợt cảm thấy lồng ngực của mình một trận đau đớn, đột nhiên anh cau mày, đau đớn thở gấp một cái, khuôn mặt để ở trên vai của cô. Hạo nhiên, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức đau lòng mà khẩn trương kéo lại áo lót và áo ngoài của mình, còn chưa kịp cài nút lại, liền cúi xuống vội vàng nhìn về phía anh, khẩn trương hỏi anh làm sao vậy. Trang hạo nhiên thật sự không nhịn được đau đớn, nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cổ họng khó chịu, mới nặng nề thở ra nói, đột nhiên cơ thể của anh rất đau. Có thể là mới phẫu thuật không được bao lâu, chấm ngoặc kép, Đường khả Hinh nghe, nhất thời khẩn trương cùng đau lòng, còn nghĩ đến vừa rồi anh lại còn nhịn đau ôm mình đi vào, cô vừa cài áo lại vừa gấp gáp nói, vậy anh chờ một chút. Em lập tức đi kêu bác sĩ. Một cái tay nặng nề nắm cổ tay của cô, đường khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên có chút tiểu tủy cùng mệt mỏi nụ cười, ngón cái nhẹ lướt qua mờ u bàn tay của cô, nói, không cần, không có việc gì. Chỉ là, xin lỗi, ý là chuyện khi này. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh nhất thời đỏ lên, im lặng nhìn về phía người đàn ông này, lầu bầu nói, như vậy cũng muốn nói xin lỗi hả? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, không khỏi cười. Em muốn xem vết thương của anh? Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh muốn cởi nút áo sơ mi của anh, xem vết thương ở ngực và bên hông. Không sao, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm chặt cổ tay của cô, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, mỉm cười nói, giữ lại tối nay đi. Ban ngày không được buổi tối để cho em từ từ kiểm tra. Chấm ngoặc kép, anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhất thời làm bộ như muốn tức giật, đỏ mặt vươn tay, nặng đánh một cái lên bờ vai của anh. Trang hạo nhiên phì cười, nửa chống người lên, từ phía sau khẽ ôm cơ thể mềm mại của cô, vừa ngừng mặt hôn vành tay của cô, đôi tay để lên ngực cô, vừa bóp vừa khát vọng nói tối nay anh ở lại với em. Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn cùng vuốt ve của anh, thở gấp được không? Trang hạo nhiên ngậm vành tai của cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc. Có phải một lát nữa anh còn có việc phải làm hay không? Đột nhiên đường khả hình nhẹ mở mắt, xoay người, đưa hai tay ra kéo cổ của anh, dịu dàng hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một lát, mới phì cười, vươn tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, còn chưa có gả cho anh, vậy mà đã suy đoán tâm ý chồng rồi hả? Không biết xấu hổ ai muốn gả cho anh? Đường khả hình cười ngọt ngào xoay người, khẽ cắn môi dưới. Không gả cho anh, vậy bây giờ ăn em luôn đi, ai cũng không chiếm được. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lần nữa lại gần cơ thể của cô, vừa hôn mặt của cô, tay vừa muốn đưa vào giữa hai chân của cô. Không nên như vậy, chấm than ngoặc kép, khuôn mặt của đường khả hình đỏ lên, mập mờ mà rung động đẩy anh ra, muốn trốn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm cô vào trên giường, kéo bị đau, lại muốn chịu đựng đau đớn, bây giờ liền muốn cô, bất đắc dĩ lối đi nhỏ ngoài phòng bệnh có chút âm thanh vang lên, biết mọi người đang bên ngoài, có việc bận rộn, là việc hôm nay Khả Hinh bị truy sát, Lãnh Mặc Hàn đã nóng nảy như đốt, anh liền không thể làm gì khác hơn liên tục hôn lên khuôn mặt của cô, mới dụ dỗ cô, nói em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài có chút chuyện, anh sẽ ở đây với em. Buổi tối làm thức ăn em thích ăn nhất cho em ăn. Ha. Đường Khả Hinh nghe lời nói dịu dàng này trong lòng mềm nhũn, đôi mắt quyến rũ trợn to, nhìn về phía trước người đàn ông đẹp trai trước mặt, đột nhiên cô lại đưa tay ra, nhẹ ôm cổ của anh, thật lòng nói: "Trang Hạo Nhiên, em yêu anh." chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cúi đầu nhìn về phía cô, hai mắt nóng bỏng lóe ra một chút kích động. "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, yêu một đời một thế cũng không đủ, yêu anh đời đời kiếp kiếp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em vẫn muốn ở chung một chỗ với anh." Mặc kệ ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể tách chúng ta ra. Đường khả hình mãnh liệt bày tì tu nếp hát cảm của mình với người yêu của. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên dịu dàng nóng bỏng nhìn cô, hai mắt không nhịn được tràn đầy yêu thương. Tối nay, chấm ngoặc kép, khuôn mặt của đường khả hình có chút thẹn thùng, lại dũng cảm thổ lộ tâm ý của mình, dịu dàng mà cười nói em chờ anh. Chấm ngoặc kép, chương 942, giá trị mong đợi. Phòng bệnh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi ở ghế sofa, yên tĩnh nghe hai chị em sinh đôi báo cáo kỹ càng chuyện vừa rồi Đường Khả Hinh bị truy sát, Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành nghe, đều rối rít kinh ngạc nhìn về phía họ. Tiểu Vi mở miệng lần nữa, nhìn về phía mọi người nói, Đường tiểu thư bị truy sát thì chúng tôi đã từng giao thủ với một người trong số bọn họ, phát hiện đối phương chính là dùng thủ pháp thái cực, không giống với võ công của tập đoàn sát thủ bình thường. Hơn nữa bọn họ đang thi hành nhiệm vụ thì thái độ và tính cách có quy tắc cường ngạnh như vậy, giống như đồng môn học cùng một thầy với chúng tôi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nhíu lại. Lãnh mạc hàn nửa nằm ở trên giường bệnh, nhàn nhạt phân tích, sau khi như mặt được cứu, nhất định sẽ gặp mặt giả hành nhân. Trong khoảng thời gian này đến giờ, mỗi lần giả hành nhân đi làm nhiệm vụ đều thất bại, đối phương nhất định sẽ có phê bình kín đáo, nhưng bởi vì hợp tác nhiều năm, lúc này vạch mặt, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, vì ổn định lòng người, nhất định phải làm một chút việc, mới khiến giả hành nhân an tâm, tiếp tục bán mạng cho hắn ta. Lâm Sở Nhai vừa nghe chuyện này, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói, ý của cậu là nói, lần này bọn họ muốn ám sát tiểu đường là vì đưa một phần lễ cho Như Mạt. Hai mắt của Trang Hạo nhiên nhanh chóng lóe lên ánh sáng sắc bén, ngồi trên ghế salon, quả đấm bắt đầu răng rắc nắm chặt, trong đầu hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Như Mạt, một cảm giác tức giận nói không ra lời, muốn bạo phá ra, thiếu chút nữa đánh sụp lý trí tự tin nhiều năm của mình. Lãnh mạc hàn cũng hiểu nhìn thoáng qua trang hạo nhiên, trầm giọng nói, nếu như theo tôi dự đoán, người bên kia cũng nhanh chóng ra tay trong quy mô lớn, đầu tiên là tiểu đường, tiếp theo đó là càng nhiều người. Tôi có một chuyện in, không nghĩ ra, lâm sở nhai ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người nói lên sự nghi ngờ của mình, nói, năm đó những quan chức có liên quan đến cái chết của 300 thôn dân, bây giờ mọi người cũng hưởng hết vinh hoa phú quý, mà bọn họ mới là đầu sỏ gây nên chuyện này, cũng nhất định hiểu biết rõ chân tướng trong đó. Dạ hành nhân chẳng lẽ không có nghe được tiếng gió gì hay sao? Mặc dù không có người được, chẳng lẽ những người này cũng không sợ, có một ngày chân tướng rõ ràng sẽ bị tên sát thủ của tập đoàn này phản bội cắn ngược sao? Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Lâm Sở Nhai, mở miệng nói, đây cũng là chỗ tôi lo lắng nhất. Rốt cuộc người đứng đầu hợp tác với dạ hành nhân là ai? Hắn ta với sự kiện rượu đỏ năm gió, lại có bao nhiêu quan hệ? Vì sao hắn ta lại sử dụng quy mô lớn như vậy để dung túng giả hành nhân tán tận lương tâm đi giết người phóng hỏa? Trang Hạo Nhiên chỉ là trầm mặc ngồi trên ghế salon, hai mắt lưu chuyển, mới chậm rãi nói, ở trước mặt lợi ích, mặc kể có bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu chân tướng, bao nhiêu vô tội, đều sẽ bị những người này đều sẽ công cụ bị lợi dụng, ở trước mặt bọn họ, giết người không cần đền mạng, phạm pháp không cần ngồi tù. Linh hồn là đen tối, tự nhiên không thấy rõ con người chính đạo thế gian này chờ mong thiên sứ là bởi vì e ngại ma quỷ. Nhưng mà con người của tôi chưa bao giờ tin ta. Anh nói xong, hai mắt mãnh liệt lóe lên một cái, liền lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số của tưởng thiên lỗi. Bên trong xe Rolls-Royce, tưởng thiên lỗi ngồi ở ghế sau xe, chậm chạp lấy điện thoại di động ra, thấy hiện thì cuộc gọi đến là Trang Hạo Nhiên, anh suy nghĩ trong chốc lát, mới nghe điện thoại, alo. Giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến, Tưởng Thiên Lỗi im lặng nghe, hai mắt lưu chuyển, sau đó trả lời liền cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Đông Anh. Phủ thủ tướng. Một trận âm thanh của giày cao gót có quy luật tiết tấu vang lên. Đông Anh vừa đi theo Tịnh Kỳ về phía trước, vừa cầm điện thoại di động, tôn kính nói phải, bây giờ tôi đang ở trong phủ thủ tướng, ngài không cần lo lắng, tốt. Sau tôi sẽ gọi cho ngài sau. Tịnh Kỳ mỉm cười đi về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu, dịu dàng nhìn về phía Đông Anh hơi giờ tê mời cô tiếp tục quẹo trái đi về phía trước. Đông Anh cũng lập tức lễ phép khách khí gật đầu. Hành lang cũng xa hoa nhưng khéo léo, cách mấy bước, sẽ có một rèm vải vàng rủ xuống, thỉnh thoảng có kết đồng tâm tinh xảo, rũ xuống một bên, kèm theo bức tường được điêu khắc tinh tế, khắp nơi lộ ra nồng đậm chủ đề con người và núi sông, thậm chí đến gần bên ngoài thư phòng của Thủ tướng. Bức tường gỗ điêu khắc sông suối trong veo đó là tốn thời gian 3 năm mới hoàn thành, tổng cộng dài 3 mét, dọc theo người phía trước, trên đỉnh bức tường còn treo cái đèn nhỏ màu vàng ròng, chiếu rọi vào người cùng phong cảnh trong bức điêu khắc trên tường trông rất sống động. Sinh động khác thường. Đông Anh thấy bức tường này vô cùng kinh ngạc và đẹp mắt, vẻ mặt của cô đầy cảm thán, hai mắt cũng không khỏi tỏa sáng, kinh ngạc nói: "Điêu khắc thật tinh tế, con người và núi non thật là đẹp, điều này cần tốn thời gian thời gian rất dài đi." Chấm ngoặc kép. Tỉnh Kỳ cũng mỉm cười đứng ở trước bức họa thanh minh thượng hà đồ này, ánh mắt nhìn vào bức họa Thấy nó được khắc gò tỉ mỉ cùng nhẫn nhụi, dịu dàng nói, "Thanh minh thượng hà đồ này, là tiểu thư chúng tôi vì đại thọ 70 của thủ tướng, tìm khắp các nơi trong cả nước, mới tìm tới cây ô mộc ngàn năm khó có được này, lại được sư phụ điêu khắc tiêu phí 3 năm mới hoàn thành." "Trời ơi, Đông anh nghe nói như thế," trong nháy mắt có chút khiếp sợ, không nhịn được mà đưa ngón tay ngọc ra, muốn chạm vào cho NHH vẽ trên tướng, nhưng lại sợ lỗ máng, không dám động thủ, chỉ là có chút cảm thán cười nói bức họa này thật sự là vô giá, sợ rằng không có bất kỳ tác phẩm nghệ thuật điêu khắc nào mà có thể so với nó. Đôi mắt của tỉnh kỳ lóe lên, nhìn về phía Đông Anh mỉm cười nói tại sao không có. Năm đó hoàn cầu của cô thì có bình phong cửu long nổi tiếng nhất thế giới, nó có 3.000 năm lịch sử, là tác phẩm điêu khắc chân quý của Hoàng đế Hán Triều, cùng thanh minh thượng hà đồ của Thủ tướng có thể nói là giá trị ngang nhau, thậm chí tương lai giá tiền cao hơn, còn có giá trị mong đợi. Đông Anh trầm mặc nhìn về phía cô. Tịnh kỳ đầu tiên là trầm mặc nhìn cô một cái, cuối cùng khẽ mỉm cười, hơi giơ tay nói, Lưu Tiểu Thư, xin mời. Chấm ngoặc kép, mời, chấm ngoặc kép, Đông Anh nghe tịnh kỳ nói những lời này, tự suy tính mội hồi lâu, mới chậm rãi đi theo tịnh kỳ bước lên phía trước, vừa đi vừa khẽ cười nói, gần đây hình như thủ tướng luôn ở trong phòng nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, phải, tịnh kỳ dẫn Đông Anh đi tới trước thư phòng của thủ tướng, mới xoay người, nhìn về phía cô nói, gần đây thủ tướng bị ốm nhẹ, vẫn luôn không có gặp khách. Chấm, cô vẫn là người đầu tiên. Chấm ngoặc kép. Đây thật sự là vinh hạnh của tôi. Đông Anh nói. Tiếng gõ cửa vang lên. Tịnh Kỳ đứng ở ngoài cửa, dịu dàng nói, thủ tướng, thư ký Đông Anh của Tổng giám đốc tưởng, có chuyện muốn gặp ngài. Chấm ngoặc kép, bên trong buồn bực chút ít. Hai mắt của Đông Anh lưu chuyển, có chút khẩn trương nắm tài liệu, hơi hít sâu, chờ đợi, vào đi, chấm ngoặc kép, rốt cuộc truyền đến giọng nói trầm thấp của thủ tướng. Cuối cùng Đông Anh cũng thở ra một hơi, nắm tài liệu, được tỉnh kỳ vì mình mở cửa, liền cầm tài liệu cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng bên trong thư phòng đi. Một mùi đàn hương liền bay tới, tầng 2 trên lầu, để rất nhiều bộ sách được xếp chỉnh tề, đè xuống một luồng hơi thở mãnh liệt. Bàn sách cổ to lớn được đặt ở bên trái cửa sổ sát đất, ở ưng trúc xanh tươi, nhẹ lay động, thủ tướng đang ngồi ở trên ghế bành, cúi đầu, hai mắt chăm chú nhìn về phía công văn trên bàn, vẹt ngón tay cầm một cây bút máy màu đen cũng không có viết xuống. Thủ tướng Đông Anh vô cùng cẩn thận lễ phép cất bước đi tới trước bàn đọc sách, nhìn về phía ông tôn kính gật đầu, nói rất xin lỗi, sao giữa trưa như thế còn đến quấy rầy ngài, cảm ơn ngài có thể ở trong lúc cấp bách gặp mặt tôi. Có chuyện gì sao? Thủ tướng cúi đầu nhìn về phía một phần tài liệu, mi tâm hơi chặt, nhàn nhạt hỏi. Đông Anh nhấc mí mắt lên liếc ông một cái, mới cẩn thận từng ly từng tí đem tài liệu mà tưởng thiên lỗi giao phó cho mình, nhẹ mà dùng đôi tay đưa tới trước mặt của thủ tướng, nói sáng nay tổng giám đốc của tôi, dặn dò tôi tự mình đem phần tài liệu này đưa đến trước mặt của ngài, xin ngài tự mình xem qua. Chấm ngoặc kép, đôi mắt của thủ tướng hơi lưu chuyển, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tài liệu khách sạn Á Châu, suy nghĩ một lát, mới đưa tay nhận lấy, im lặng mở ra, rút ra mấy phần giấy tài liệu A4, lặng lặng để ở trên mặt bàn, giống như một học giả nghiêm túc, cầm mắt kiếng màu đen bên cạnh lên, lẳng lặng xem nội dung phía trên. Hai mắt của Đông Anh lưu chuyển, chăm chú nhìn ông. Thủ tướng yên lặng nhìn, thỉnh thoảng hơi chuyển động ánh mắt, giống như một chút suy nghĩ, khi ông thấy hai học trò yêu quý, cũng trong vụ án tham ô trên tài liệu, hai mắt cũng chỉ là bình tĩnh lưu chuyển, cũng không có nhìn ra bao nhiêu biến hóa. Đông Anh tiếp tục thật yên lặng nhìn ông, lại không khỏi cảm thấy lồng ngực phập phồng. Thủ tướng lật một tờ tài liệu, thấy như mặt cũng ở trong vụ án tham ô, thậm chí nhắc tới chuyện tần vĩ nghiệp tham ô lúc trước, cuối cùng ngón tay ông nhẹ đóng tài liệu, lấy mắt kiếng xuống, mới nhàn nhạt ứng, ừ. Tim của Đông Anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn về phía ông. Đi ra ngoài đi, chấm ngoặc kép, thủ tướng không nói gì, tiếp tục xem hướng một phần công văn khác. Đông Anh lập tức tôn kính gật đầu, không dám dừng lại, dịu dàng nói tạm biệt. Thủ tướng, cô nói xong, Cuối cùng nặng nề thở ra một hơi rồi đi ra ngoài. Cửa thư phòng nhẹ đóng, Đông Anh đứng ở bên cửa, lại một lần nữa nhanh chóng nhớ lại tất cả động tác cùng vẻ mặt vừa rồi của thủ tướng, mới vừa rồi do dự một chút. Lưu Bí thư, chấm ngoặc kép. Đột nhiên Tịnh Kỳ cười đứng ở trước mặt của cô, nhìn về phía cô nói, "Nhanh như vậy nói xong rồi hả?" "Ách, phải," chấm ngoặc kép. Đông Anh dịu dàng gật đầu, mỉm cười. Thủ tướng gần đây bị ốm nhẹ, Lời nói dù sao cũng khác hơn quá khứ chút, khó tránh khỏi sẽ khiến cô khẩn trương, nhưng không nên suy nghĩ quá nhiều, cũng ngàn vạn lần không được có áp lực, ông ấy là ông già hiền nhất đó. Chấm ngoặc kép, Tịnh Kỳ nói xong, liền hơi giơ tay cười nói với Đông Anh, "Xin mời." Chấm ngoặc kép. "Cảm ơn." Chấm ngoặc kép. Đông Anh chỉ đành phải gật đầu, sau đó cùng Tịnh Kỳ đi về phía trước, rời khỏi phủ thủ tướng. Chương 943. Bệnh viện Tô Thủy Kỳ mặc áo blue màu trắng, đang muốn đi về phía phòng bệnh VIP thì thấy bầu trời răng đầy mây đen, cuồng phong mãnh liệt lên, mi tâm của anh nhíu chặt, phát hiện bây giờ mùa hè đặc biệt nhiều mưa, hơn nữa tiếng sấm cũng đặc biệt lớn, nói xong, mưa tí tách cũng đã rơi xuống, anh lập tức bước nhanh đi về phía trước. Y tá cũng đang cầm khay thuốc, đi theo phía sau anh đi về phía trước. Hàn Văn Kiệt cùng bác dịch mới vừa rồi từ trong phòng bệnh của Uyển Thanh ra ngoài, đều ở đây dối giết thương lượng mời bác sĩ ở Mỹ đến trị cho Huyền Thanh, tăng thời gian là làm phẫu thuật cho cô, lúc nào thì châm cứu nhất, lại thấy Tô Thủy Kỳ đi tới phòng bệnh VIP, liền cùng anh cùng nhau thương lượng vừa đi về phía trước. Tô Thủy Kỳ nghe nói bác sĩ điều trị cho Huyền Thanh cũng sẽ nhanh đến, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm cuốn hồ sơ bệnh lý, vừa đi vào phòng bệnh của Trang Hạo Nhiên vừa cười nói, giải phẫu xong, liền để hai người lấy hết BN lĩnh ra đi, cũng đỡ cho tôi một người bác sĩ nổi danh duy nhất về châm cứu. Tô Thiếu Gia luôn luôn không quá coi trọng y thuật Hán, mấy ngày nay đều có vinh dự học qua rồi. Chấm ngoặc kép, Hàn Văn Kiệt mỉm cười không khách khí nói. Tô Thủy Kỳ nghe, liền chỉ cười, lắc đầu mà đi vào phòng bệnh, vừa muốn quan sát tiếp hát trạng của Trang Hạo Nhiên, người còn đang cầm hồ sơ, trước tiên là nói về hôm nay không cần chạy khắp nơi rồi chứ. Thân thể của anh vẫn chấm ngoặc kép. Anh sợ du nhìn phòng bệnh chống trơn, nhất thời không còn nữa. Một chiếc Rolls Royce màu bạc thắng gấp ở trước cổng khách sạn Á Châu. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi xuống xe, vừa mãnh liệt hướng gió biển, cài tốt nút áo Âu phục của mình, gió quá lớn, phất một góc Âu phục của anh, tiêu đồng cũng nhanh chóng từ trong xe đi ra, đi theo anh bước nhanh đi về phía trước. Đông Anh trở về lúc nào? Trang Hạo Nhiên vội vàng hỏi tiêu đồng. Tiêu Đồng nhanh chóng nói, 15 phút trước, bây giờ đang trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng lóe lên, nhanh chóng bước đi về phía trước, hai người cùng đi vào thang máy, nhấn tầng lầu Tổng Giám Đốc. Đinh, cửa thang máy mở ra. Trang Hạo Nhiên dẫn Tiêu Đồng bước nhanh đi về phía trước, tất cả nhân viên bộ phận hành chính, dối rít đứng lên tôn kính không người chào hỏi, tay anh dơ lên, liền dẫn Tiêu Đồng nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Tưởng Thiên Lỗi, cửa cũng không có gõ. Đông Anh đang đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tiếp nhận câu hỏi, nghe được tiếng cửa mở, cô hơi giật mình xoay người. Cửa cũng không gõ, liền đi vào, cũng không biết là người học khả hình hay là khả hình học người. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đứng lên, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, đi về phía ghế salon ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nhanh chóng cởi bỏ nút áo Âu phục, ngồi ở trên ghế salon đối diện anh ta, mới nói, nghe nói người yêu nhau thời gian dài ở chung một chỗ, sẽ càng ngày càng giống nhau, giống như anh em. Vậy tôi với anh khi còn bé thời gian ở chung lâu như vậy, tại sao lại không có chút nào giống như anh em? Tôi không muốn giống anh em với cậu, tưởng thiên lỗi bên ngồi trên ghế salon, vừa nói, đông anh vừa mới trở lại. Chấm ngoặc kép, không phải đã trở lại 15 phút rồi sao? Trang hạo nhiên lưu truyền một chút sắc bén nhìn về phía tưởng thiên lỗi mỉm cười nói. Tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt lên nhìn về phía anh, Sắc mặt lạnh nhạt một lát, mới nói thẳng, "Đúng, cô ấy trở lại 15 phút rồi, chỉ cần cậu đem rượu đỏ giao ra đây, tôi liền để cho cô ấy nói trong vòng 15 phút chuyện xảy ra, nói cho cậu biết." Coi như xong, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đông Anh một cái, cười lên nói, "Để sở nhai ăn cơm trưa với cô ấy, cái gì cũng nói hết ra ngoài." Trong nháy mắt Đông Anh hút một ngụm lãnh miệng, mặt đỏ bừng. Tưởng Thiên lỗi nghe lời này, không nhìn được nghi ngờ hít mắt nhìn Đông Anh, không quá tin tưởng. Anh nhìn anh đi, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, không nhịn được cười lên nói, người đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, ngay cả người ta thích ai cũng không biết. Quan sát không cẩn thận gì hết, cho nên đi tìm chuyện đi tìm thủ tướng, dĩ nhiên nhất định phải đầu đuôi gốc ngọn nói cho tôi biết thôi. Anh có thể phát hiện rất nhiều chuyện, chấm hỏi ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi như cũ có chút không dám tin nhìn đông anh lúc này khuôn mặt của Đông Anh sung huyết đỏ bừng, ngay cả nói cũng không dám nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi vẫn trầm mặc nhìn cô, mới quay đầu, cầm lên ly cà phê thư ký mới bưng tới không lâu, khẽ nhấm một hớp, mới nhàn nhạt phân phó, đi gặp thủ tướng tình huống như thế nào. Đông Anh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, tôi theo như phân phó của ngài, cầm tài liệu, đến phủ thủ tướng, phát hiện trong khoảng thời gian này thủ tướng, vẫn luôn không có gặp bất kỳ ai tịnh kỳ còn nói tôi là người thứ nhất ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên ngồi ở một bên đồng thời mặt hơi lộ ra nghiêm túc nhìn cô đông anh dừng lại một lát hơi nhớ lại mới nói tiếp đó không đến bao lâu tôi liền thuận lợi thấy thủ tướng tôi cảm giác giống như thủ tướng sớm có chuẩn bị tôi sẽ đến sau khi tiến vào tôi liền đem tài liệu cho thủ tướng ông ấy cầm lấy tài liệu chấm ngoặc kép đợi đã nào chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh, vẻ mặt nhẹ hơn lỏng nói cô phải biết một chuyện. Chấm than, thủ tướng quyền cao chức trọng, liền mạnh mẽ vang dội, hơn nữa cơ chí tinh tế cẩn thận. Ông ấy không chỉ là một người lãnh đạo, càng thêm một người tâm lý. Một người tâm lý thường thường cho người cảm giác, ông ấy là dỗi rãnh, ông ấy là đơn giản, nhưng khắp nơi đều lộ ra các ý nghĩ mà cô không nghĩ tới. Hơn nữa một người lãnh đạo, cho tới bây giờ đều sẽ không tin ngưỡng cơ hội cho nên người bên cạnh ông ấy bên người ông ấy bố trí tất cả của ông ấy đều tràn đầy chiến đấu cơ hội ngụ ý thậm chí nguy hiểm cùng trò chơi nếu như người như thế muốn làm một chuyện ông muốn nói lại không thể nói như vậy tất cả xung quanh ông sẽ hành động cùng chính hành động của ông cử chỉ chính là một ý tứ hãy cùng chơi trốn tìm thường thường cô chấp mắt một cái cơ hội cùng chân tướng liền chạy trốn cho nên quan sát cẩn thận là quan trọng cỡ nào? Đông Anh nghe lời này, liền tinh thần hưng phấn gật đầu, nói, dạ. Tôi chấm, lúc tôi đi vào, đầu tiên là cùng thủ tướng nói rõ ý của tổng giám đốc, liền đem tài liệu đưa cho ông, sắc mặt của ông vô cùng bình tĩnh nhận lấy văn kiện trong tay của tôi, sau đó đem nó mở ra. Chấm ngoặc kép. Không, vẫn còn. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên sâu sắc nhìn Đông Anh, nhanh chóng nói, trước khi mở ra, ông ấy đang làm cái gì? ông ấy đang xem văn kiện, chấm than ngoặc kép, Đông Anh nhanh chóng nói. Tưởng thiên lỗi rất hiểu Đông Anh, ngẩng đầu lên, lại nhìn cô nói, nhớ lại một chút, sau khi xe văn kiện, trước khi ông ấy nhận lấy tài liệu của cô, ông ấy đã làm chuyện gì? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Đông Anh sợ run mà nghĩ nghĩ cái vấn đề này, liền nữa cau mày nói cầm. Cầm lên mắt kiếng, đúng, ông ấy cầm lên mắt kiếng, chấm than ngoặc kép, hai mắt của trang hạo nhiên lập tức lóe lên cười nhưng chấm ngoặc kép đông anh không hiểu nói thủ tướng để mắt kính xem văn kiện có vấn đề gì không tưởng thiên lỗi không lên tiếng suy nghĩ chuyện này trang hạo nhiên nhắc mí mắt lên nhìn đông anh thật sự tò mò hơn nữa tiêu đồng đã bưng trà tiến vào mới cười nhìn cô nói vậy cô nói cho tôi biết vì cái gì khi đó xem văn kiện không đeo mắt kính nhìn phần tài liệu của cô đưa tới lại muốn cầm kính reo cùng là giấy A4, cùng một cách thức chữ viết, đây là vì cái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Đông Anh nhất thời sợ run, quả thật không nghĩ tới cái vấn đề này. Tiêu đồng đứng ở một bên, cũng hết sức tò mò mà nghĩ cái vấn đề này. Tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt lên, nhìn về phía tiêu đồng mỉm cười nói, gần đây quốc gia có một nơi bị lũ lụt, một nơi bị nạn hạn hán, thủ tướng đã mấy lần tìm hiểu, vì chuyện này làm cho này phiền lòng không thôi, mà ngày hôm qua lại có tin tức mới, tình hình thiên tai càng thêm ngày càng nghiêm trọng. Lúc này ông ấy đang phiền não, cho nên căn bản không có chú ý tới những vấn đề khác. Nhưng ở trước khi cô đi vào, ông không mang mắt kiếng, chứng minh tâm tư của ông ấy không có ở trên công văn trước mặt, mà là đang chờ phần tài liệu quan trọng trong tay của chúng ta. Ông ấy đang khẩn trương chuyện này. Cô nói tiếp. Đông Anh nghe, liền không dám sợ ý, nói thẳng, ông ấy nhận lấy tài liệu, thật bình tĩnh nhìn, lật xem, sau đó liền ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên phần tài liệu một chút, liền để xuống, tiếp liền tháo mắt kiếng xuống để cho tôi rời đi. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe sắc bén, Trang Hạo Nhiên hơi dựa vào hướng bên sofa, trầm mặt sắc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói có còn chuyện khác hay không? ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Đông Anh suy nghĩ lại một chút, cuối cùng cau mày nói không có. chấm ngoặc kép cô cố gắng nhớ lại một chút, chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên cảm thấy không chỉ ở đây, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh nói, cô phải chú ý tịnh kỳ bên cạnh thủ tướng, cô ấy không phải quản gia bình thường. Chấm than, cô ấy đã huấn luyện trong học viện quân sự, mặc kệ lực chiến đấu, hay là đang ngấm ngầm làm một chuyện, đều không phải người bình thường có thể làm được. Chấm than ngoặc kép, kia mắt của Đông Anh nhanh chóng lưu chuyển, lúc này mới nhớ tới rồi, lập tức cùng tưởng thiên lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nói, tôi nhớ ra rồi, lúc tôi đi vào thư phòng thủ tướng, thấy vách tường kia trên có gỗ điêu khắc thanh minh thượng hà đồ, lúc ấy tôi có chút cảm thán, cảm thấy bức khắc trên vách tường này không có gì có thể so sánh. Nhưng tịnh kỳ liền cười nói với tôi, năm đó khách sạn Á Châu chúng ta có một bình phong cửu long hán triều, giống nhau đều là vô giá, thậm chí tương lai giá tiền cao hơn, còn có giá trị mong đợi. Trang hạo nhiên đứng lên trong nháy mắt, khiếp sợ nhìn về phía đông anh. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi cũng sáng lên. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, thở gấp, nhớ tới đường khả hinh nói về bình phong này với mình cũng không phải năm kia chú đường cố ý phải giấu giếm sự kiện này trong đầu nhớ lại câu nói kia bình phong so với thanh minh thượng hà đồ có giá trị ngang hàng thậm chí tương lai cách cao hơn quả đấm của anh răng rác vang dội tưởng thiên lỗi nhất thời cảm giác tình thế nghiêm trọng hơn hai mắt mãnh liệt lóe lên trang hạo nhiên không nói hai lời muốn xoay người đi ra ngoài trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi đứng lên gào lớn anh nói chuyện này trước không nên làm càn. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên xoay người, hít mắt nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt bướng bỉnh cố chấp và cường thế kia, bởi vì rất hiểu biết anh, nắm chặt quả đấm nhanh chóng nói, từ nhỏ cậu đã giống như con ngựa hoang. Muốn làm cái gì phải đi làm ngay, muốn leo sơn liền leo núi, muốn lặn dưới biển thì lặn. Chấm than, cậu cho rằng cậu thật có thể chinh phục được thế giới này. Không được làm càn, sẽ gặp nguy hiểm đó. Trang Hạo Nhiên nghe những lời này, đầu tiên là đôi mắt lóe sáng nhìn tưởng thiên lỗi một lúc lâu, mới không nhịn phì cười, nhìn về phía anh ta nói thế nào. Anh lo lắng cho tôi à? Tưởng thiên lỗi thật sự là vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nói xong, dần dần thu hồi bộ dáng đùa giỡn, tiếp theo hiện lên vẻ mặt lẫm liệt như núi, hai mắt mãnh liệt lóe lên nhìn về phía anh ta, gần như khiêu khích nói, đối với một người đàn ông mà nói, nguy hiểm so với sự an ổn, còn có ý nghĩa, nếu như tôi e ngại tất cả, tại sao có dũng khí gánh vác trước tổng giám đốc của 300 vạn công nhân viên? Chấm than ngoặc kép, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tình, tại sao từ nhỏ đến lớn tôi đều không ngăn cản được cậu? Chấm hỏi ngoặc kép, tưởng thiên lỗi thật sự là không còn cách nào nói nhẹ với anh, liền giống lên. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trầm mặc nhìn về phía anh ta, thật lâu thật lâu, rốt cuộc nói cho nên anh so với tôi càng thích hợp làm tổng giám đốc. Anh nói xong, trong nháy mắt liền xoay người đi ra ngoài. chương 944, Đại sự. Gió thổi thật to, kịch liệt mà quá nhanh, mưa mang theo chút lạnh mà bay tán là ẩn. Mặt biển sóng cả mãnh liệt, xoay tròn cuồng phong dần dần đánh vào mặt biển tạo thành nhiệt đới khí lưu, chuẩn bị mang theo thế gian vô tình cùng mãnh liệt, quét sạch mặt đất. Trang hạo nhiên nhanh chóng hứng lấy gió thổi cực lớn, bước nhanh đi ra đại sảnh khách sạn Á Châu, vừa đi vừa cầm điện thoại di động nói mặc hàn tôi mới tìm ra cùng người giả dạ hành hợp tác là ai lãnh mặc hàn bá một tiếng từ trên giường bệnh thẳng ngồi dậy cầm điện thoại di động hai mắt nóng rực nhìn chăm chú về phía phía trước tâm tình không khỏi kích động hỏi ai ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép trang hạo nhiên đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của mình đầu tiên là dừng lại một lát mới sâu kín nói năm nay tuyển cử tất cả ủy viên có ai lãnh mặc hàn lập tức hiểu lập tức nói tôi đi điều tra. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ngồi vào trong chỗ ngồi của mình, hiểu được ý tứ của ngón tay thủ tướng gõ lên tài liệu, nhanh chóng nói, lập tức bắt Tần Vĩ Nghiệp lại, nếu như không nhanh, ông ta rất nhanh lấy tội danh tham ô bị bắt, chỉ cần vào nhà tù, tất cả sẽ phiền toái. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hắn nghe, trong lòng cả kinh, nhanh chóng hỏi, anh có tin tức chính xác sao? 100% mau, đoán chừng tin tức này vừa ra, toàn thế giới đều đều tìm anh ta. Chúng ta nhất định phải trước một bước bắt được Tần Vĩ Nghiệp. chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Rốt cuộc anh ở chỗ thủ tướng biết được cái gì? Lãnh Mặc Hàn lên tiếng, lại nhanh chóng hỏi. Trái tim của Trang Hạo Nhiên như tắc nghẽn cùng đau đớn, cầm điện thoại di động nhìn ra phía mặt biển kia, thật lâu thật lâu, mới sâu kín nói, "Mặc Hàn, cậu hiểu được hoàn cầu quan trọng như thế nào với tôi không?" ngoặc kép chấm. chấm ngoặc kép lãnh mặc hàn trầm mặc nghe. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, dừng lại một lúc lâu, mới đau lòng nói, gần đây tôi vẫn có một nguyện vọng, hy vọng sau khi chuyện này kết thúc, cùng Khả Hinh quay về Cambridge, sống thời gian an ổn. Không muốn phải nhìn nữa cô ấy bị thương nữa, cũng không muốn cô ấy ngu ngốc vì người nào trả giá bằng mạng sống của mình. Tôi vẫn nợ cô ấy nhiều như vậy. Tôi muốn dùng quãng đời còn lại của tôi, cùng với cô ấy ở Cambridge. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, tôi hy vọng mỗi ngày cùng với cô ấy ngồi ở trên ghế xích đu, nhìn mưa phùn, sống qua những năm tháng yên tĩnh. Chấm ngoặc kép. Lãnh mặc hắn nghe, một hồi đau lòng mà khẩn trương nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để cho anh nói ra như vậy. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc trong nháy mắt, hai mắt lóe lên sắc bén như ưng, nhanh chóng nói, nếu suy đoán của tôi không sai, như vậy chủ mưu phía sau màn, người không bao lâu nắc sẽ tìm ra rượu đỏ, hủy bỏ chứng cứ giết người của bọn họ, sau đó đào ra bí mật của tưởng ra, phản kích hoàn cầu, lại đem những quan viên năm đó ở hoàn cầu bảo vệ tôi, một mẻ hốt gọn. Tránh cho khi tranh cử xuất hiện bất cứ tình huống ngoài ý muốn. Đây mới là mục đích thực sự của bọn họ. Anh lạnh lùng nói xong, hai mắt lại lóe lên ánh sáng nóng bỏng mà mãnh liệt mũi nhọn, vô cùng bực tức nói có thể coi người hoàn cầu của chúng là người có tội. Nhưng mở chai rượu đỏ này ra, cũng chỉ có thể là người hoàn cầu của chúng ta. Nhưng tuyệt đối không phải là những người khác Chấm than ngoặc kép Suốt cuộc tưởng ra trừ hơn 300 thôn dân chết đó Còn có bí mật gì Đáng giá để nhiều quan viên chung vì nó Giấu giếm cùng hy sinh Lãnh mặc hàn thật sự không hiểu Khẩn trương nói Trang hạo nhiên nặng nề nắm chặt điện thoại di động Nhớ lại bình rượu đỏ kia được giấu Ở phía sau cơ quan bích họa Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Nhanh chóng mở ra Tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi ra phòng làm việc hai mắt lóe lên, lo lắng cho Trang Hạo Nhiên. Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép, Đông Anh đi theo phía sau tưởng thiên lỗi, thật sự không hiểu hỏi, rốt cuộc Thủ tướng gõ nhẹ tài liệu là có ý gì. Tưởng thiên lỗi đang muốn nhanh chóng đi tìm cha mình, nghe được Đông Anh nói như vậy, liền quay đầu nhìn về phía thư ký có tư tưởng đơn thuần này, bất đắc dĩ mà khẩn trương giải thích nói, trong thời xưa, bàn đọc sách của trưởng lão, tên gì. Đông Anh cặp mắt nhanh chóng lưu chuyển, tự suy nghĩ mỗi hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía anh khẩn trương nói án. Án đài. Tưởng thiên lỗi lập tức vung tay lên chỉ, hơi gập xuống, giải thích nữa nói, trước kia, những cổ nhân đều bấm đốt ngón tay thay thế cúi người chào cùng gật đầu. Như, Đông Anh suy nghĩ một chút, liền tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nói, cha xét. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức xoay người đi vào thang máy, mới nhanh chóng nói, sắp tới có không ít quan viên, sẽ lấy tội tham ô bị bắt lại, sau đó tần vĩ nghiệp nhất định cũng ở bên trong lần trước bởi vì tôi cũng chỉ là cách chức lần này vấn đề liền lớn tần vĩ nghiệp nếu như bị bắt như vậy ông ta sẽ khai hết điều quan trọng ông ta muốn lời khai giả hay lời khai thật toàn bằng ý nghĩ của ông ta chúng ta đưa ra chứng cứ tham ô khẳng định chỉ là một bộ phận trong đó nhưng là coi như bán cho thủ tướng một cái nhân tình phòng ngừa tần vĩ nghiệp làm lời khai giả hãm hại người nhà của ông ta cho nên thủ tướng cũng bán cho chúng ta một cái nhân tình. Chấm than ngoặc kép, cái, nhân tình gì, Đông Anh ngu ngơ hỏi. Hai mắt của tưởng thiên lỗi lóe lên, nhìn về phía Đông Anh nói, cô cảm thấy tịnh kỳ thật chỉ là cùng ngươi tùy tiện nói chuyện về bình phong cho cô nghe. Đông Anh biết là không phải, nhưng cô không rõ, liền trực tiếp nói, thanh minh thượng hà đồ tôi biết nó có giá trị liên thành. Nhưng cô ấy đặc biệt nói tới bình phong của chúng ta, là nguyên nhân gì? chẳng lẽ trong bình phong có dấu bí mật gì? Tưởng thiên lỗi nhanh chóng hơi hạ thấp giọng cùng cô nói, cô không nên chỉ nghĩ tới một vật hết đó. Thanh minh thượng hà đồ nhà thủ tưởng đã là giá trị liên thành, nếu như thân phận thủ tưởng cùng thanh minh thượng hà đồ bằng nhau, như vậy hiện nay trên đất nước, còn có cái gì tác phẩm nghệ thuật nào so cùng thanh minh thượng hà đồ tương lai có giá trị cao hơn sao? Đông Anh suy nghĩ một chút, nhất thời trợn to hai mắt, tâm chợt run lên, tay che miệng, nhưng vẫn là mở miệng ra chấm ngoặc kép, tương lai cạnh, chấm ngoặc kép, cầm miệng, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhanh chóng nghiêm mặt, hai mắt kịch liệt lóe lên nói, có mấy lời, tự mình biết là tốt rồi. Chấm than ngoặc kép, sắc mặt của Đông Anh liền tái nhợt, không khỏi kinh hoàng ngăn giữa cổ họng, vội vàng gật đầu. Tưởng thiên lỗi nặng nề thở ra, hai mắt mãnh liệt lóe lên, nhanh chóng nói, tôi đoán không chừng đối phương đã bắt đầu hành động, một là tìm được tần vĩ nghiệp, buộc ông ta làm lời khai giả trước lật đổ một nhóm người hay là bắt hạo nhiên buộc cậu ấy giao ra rượu đỏ hoàn toàn chém tận gốc cây cỏ gần đây kế hoạch đang cách bọn họ từng bước từng bước đến gần nhưng một lời nhắc nhở của thủ tướng năm đó người tặng chúng ta bình phong cửu long có lẽ có thể giúp chúng ta vượt qua cửa khó khăn này ngài ngài bình phong cửu long của chúng tôi đông anh không thể tin nhìn về phía tưởng thiên lỗi hỏi tôi có nghe nói qua chấm than ngoặc kép Tưởng thiên lỗi nói xong, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, anh lập tức đi ra ngoài. Tổng giám đốc ngài muốn đi nơi nào? Đông Anh nhanh chóng đi theo phía sau tưởng thiên lỗi, gấp gáp hỏi. Tưởng thiên lỗi vừa cất bước đi về phía trước, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt nói, tôi muốn tự mình hỏi cha tôi một chút, rốt cuộc tưởng ra có bí mật gì? Rốt cuộc bình rượu đỏ kia, có bí mật gì? Cư nhiên đưa tới nhân vật lớn tranh chấp như vậy, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng chuyện này. Tôi không thể để cho Hạo Nhiên một mình đi mạo hiểm. Đông Anh nghe lời này, trong lòng không khỏi cảm động, dừng bước lại, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng vội vàng mà đi ra thang máy, đứng ở trong hành lang thì hai mắt lưu chuyển thật nhanh, quay đầu lại nhìn về phía Đông Anh nói, đi thôi. Có cái gì mà che giấu, vốn là nghĩ tới cô theo tôi nhiều năm, cũng đã đến tuổi, vừa muốn xem xét vài thanh niên anh tuấn, để cho cô có cuộc sống hạnh phúc. Không ngờ chính cô chứa một tâm sự ngược lại bị người khác nhìn ra. Chấm than ngoặc kép. Đông Anh sợ run ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt nhanh chóng đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi không có thời gian nói với cô, chỉ là nhanh chóng ngồi vào sau xe, phịch một tiếng đóng cửa xe, lại lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên mới vừa kích động cùng nhanh chóng, anh lập tức cầm điện thoại di động lên, nói với Thẩm Quân Dụ, Hạo Nhiên đã nhận được ám hiệu của thủ tướng, đi bắt Tần Vĩ Nghiệp. Nhưng là trong quá trình này, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chúng ta đấu cùng người giả dạ hành đã đá một cước vào. Hơn nữa trên người cậu ấy còn có hiểm nghi cất giấu rượu đỏ. Những người này nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Cậu lập tức phái một số người đi bảo vệ hạo nhiên. Trong quá trình này nếu như cậu ấy gặp chuyện không may, các ngươi để mạng lại đi. Chấm than ngoặc kép, giả dạ, chấm than ngoặc kép. Thẩm quân dụ lập tức gật đầu. Tưởng Thiên lối cúp điện thoại, hai mắt lóe lên liền lần nữa giành giật từng giây phân phó tài xế, lập tức đi hoàn cầu. Mau, chấm than ngoặc kép, ầm, um, chấm than ngoặc kép, một ly trà nóng nước bắn lên. Tưởng vĩ cuối cùng trang tính vũ đồng thời bị nước nóng vẫy lên, đứng lên, khiếp sợ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hỏi con nói cái gì. Tưởng thiên lỗi có cảm giác chuyện khẩn cấp, lập tức lóe lên ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng nói, hôm nay con để quân dụ điều tra tội chứng tham ô của các quan viên, một lần đưa đến phủ thủ tướng, Thủ tướng ám hiệu Tần Vĩ nghiệp sắp sửa bị bắt lại, bất lợi với tưởng gia của chúng ta. Để cho chúng ta nhanh chóng trước tiên bắt ông ta lại, lại bàn bạc kỹ càng hơn. Hơn nữa thủ tướng ám chỉ người trong đó có thể là chấm ngoặc kép Tưởng Vĩ quốc cùng Trang Tính Vũ đồng thời ngưng mặt nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, cũng không tiện nói rõ, chỉ là ám chỉ nói quản gia tỉnh kỳ của thủ tướng có nhắc tới bình phúc cửu long của chúng ta và tấm điêu khắc nhà thủ tướng có giá trị ngang nhau, thậm chí sau này càng cao hơn. Chấm than ngoặc kép. Trong nháy mắt hai người tưởng vĩ quốc đã hiểu, trang tính vô tức giận cầm tay ghế, kích động nói, hoàn cầu của chúng ta cẩn thận nhiều năm như vậy, cho tới nay rất phối hợp với chính phủ, bây giờ lại muốn trở thành con cờ cho bọn họ cạnh tranh. Quả thực là thật quá đáng. Tưởng thiên lỗi nghe trang tính vũ nơi, lập tức lo lắng nhìn về phía hai người họ nói. Rốt cuộc bình rượu đỏ kia có bí mật gì? Tại sao để nhiều nhân vật lớn tranh chấp như vậy? Hai mắt của Trang tính vũ lé lên, do so dự một lát, mới gấp gáp nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ quốc lạnh lẽo nhìn con trai của mình, chậm chậm hồi lâu, mới nói thẳng: sự kiện rượu đỏ này trên thế giới này chỉ có ba người biết bí mật chân chính bên trong đó. Một là ông nội Tưởng, hai là ông nội Trang, ba là nhóm Chủ tịch Hoàn cầu thứ ba của chúng ta Đường Chí Long chấm than ngoặc kép. Trong nháy mắt, tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên nhìn về phía cha mình. Tưởng vĩ quốc dừng lại một lát, mới nói tiếp, cha chỉ biết, một bí mật trong bình rượu đỏ. Chấm ngoặc kép, trang tính vỗ nghe lời này, lập tức thở gấp lồng ngực hơi phập phồng, nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Cái gì, tưởng thiên lỗi nhanh chóng nhìn về phía cha mình hỏi. Hai mắt của tưởng vĩ quốc thâm thúy nghiêm túc nhìn về phía con trai, dừng lại thật lâu thật lâu, rốt cuộc sâu kín nói, mau chóng đi tìm đường trí long đi. Chấm than ngoặc kép, nhưng đường trí long không phải đồn rằng đã chết rồi sao? Tưởng thiên lỗi nhanh chóng nhìn về phía tưởng vĩ quốc, hỏi. Trang tính vũ liền ngẩng đầu lên, rốt cuộc mới kích động nói ra bí mật kinh người, ông ấy chưa chết. Ông ấy bởi vì phóng hỏa bị xử án tù trung thân. Từ đó đoạn tuyệt với tưởng ra, nhưng ông ấy vẫn đưa con gái vào hoàn cầu của chúng ta, truyền thừa thông minh cùng tinh thần của ông ấy. Ai, tưởng thiên lỗi kích động hỏi. Trang tính vũ dừng lại một lúc lâu, mới rốt cuộc không có để ý đường trí long dặn dò, nói thẳng, khả hinh. Chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi khiếp sợ nhìn về phía ông, nói, khả hinh. Chấm than ngoặc kép. Khả hinh, chấm than ngoặc kép. Tưởng vĩ quốc liền tức giận quay mặt sang, nhìn về phía trang tính vũ, kích động nói, chuyện lớn như vậy, tại sao ông không nói sớm? Con bé là con gái của Trí Long. Phải, khả hinh tôi cũng là sau đó mới biết nhưng khi lúc đó trí long không cho phép tôi nói ra tôi liền không nói nữa trang tính vỗ trực tiếp cúi đầu cũng đau lòng nói nhưng đứa bé này đứa bé này thật sự là khéo léo hiểu chuyện thừa kế vĩ đại cùng trả giá của cha nó vô cùng có khả năng con bé đã biết bí mật của rượu đỏ cho nên mới lựa chọn ôm bình rượu đỏ cay nhảy người xuống biển chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm sắc mặt của tưởng thiên lỗi trắng bệch cơ thể loạn choạng, hai mắt lé lên bắt đầu mãnh liệt nhớ tới khi còn bé có đứa bé bộ dáng rất xinh đẹp đáng yêu, con mắt thật to, mặc quần trắng, cô gái nhỏ ớt hoạt bát cùng khả ái, nhưng cô ấy lại thật là sợ mình. Sau đó anh từng nghe qua ông nội nói muốn cho mình cùng bé gái này đính hôn, trái tim của anh vang một tiếng, bang, giống như bị người ta lấy búa đánh lên. Phải, tưởng vĩ quốc hiểu con trai đang mất mát cùng hối hận, sâu kín nói, năm đó ông nội con cố ý tác hợp con cùng khả hình đính hôn. Bởi vì ông ấy thật sự thích đứa bé khả hình kia, cũng thật sự đối với đường trí long tán thưởng, mới để cho ông ấy còn trẻ như vậy, vào vị trí trước chủ tịch. Tôi thật sự chưa có từng nghĩ tới, khả hình lại chính là con gái của trí long. Chấm than ngoặc kép, trong đầu của tưởng thiên lỗi loạn thành một đoàn, nắm chặt quả đấm, lại nhớ tới khi còn bé cô gái nhỏ đáng yêu đơn thuần nở nụ cười ngọt ngào trốn trong khe cửa. Nhanh đi tìm trí long, có lẽ ông ấy có thể giải quyết chuyện này, mau chấm than ngoặc kép, tưởng vĩ quốc không cho con trai thời gian, để cho anh ta nắm chặt thời gian. Cả người tưởng thiên lỗi hỗn loạn như cũ, sắp xếp lại cảm xúc không rõ, trong đầu tất cả đều là cô gái kia, khuôn mặt tươi cười đáng yêu. Nhanh lên, chấm than ngoặc kép, trang tính vũ lập tức phân phó tưởng thiên lỗi, khẩn trương nói, nếu để cho đối phương tìm được bình rượu đỏ kia, liền tất cả đều không còn kịp rồi. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, nghiêm chỉnh một chút suy nghĩ, đôi mắt lóe lên, cũng không xác thật trang hạo nhiên, rốt cuộc có bình rượu đỏ kia hay không, liền lập tức đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm đường Trí Long. Trong nhà tù, mưa tạm dừng một lát, kéo dài núi xanh, cỏ dại mọc dài, tảng đá trồng chất khắp nơi, nhiều người mặc phạm nhân màu xanh đậm, mỗi người đều cầm cái sẻng, bới móc hòn đá, hôm nay thân thể đường Trí Long mới tốt lên một chút, liền còng lưng, cầm lên cái sẻng, mặt như dao cắt có nếp nhân buồn bã. Đang càng không ngừng móc tảng đá xa xa có một người đàn ông mặc áo phạm nhân màu lam, má trái ẩn sẹo rửa tợt, lạnh lùng nhìn về phía đường trí long giả nua đang còng lưng xuống, ngón tay liền lộ ra dao nhọn chương 945, chính là cô. Bầu trời âm u, không bao lâu sau, một trận gió thổi đến, những hạt mưa tí tách rơi xuống. Tất cả phạm nhân nhao nhao cầm kéo sắt, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt, những hạt mưa đang rơi xuống. Mỗi người đều nhìn về phía cảnh ngục, nghĩ muốn trở lại phòng giam, mấy người cảnh ngục cũng đứng bên trong bụi cỏ, cầm cái còi đưa lên miệng thổi to, làm động tác tay ra hiệu. Để cho mọi người khẩn trương cầm hết dụng cụ lên để trở về phòng giam, tất cả mọi người sôi nổi đi trong mưa, đạp lên những hòn đá gập ghềnh mà trở về. Sao cảnh ngục, người canh ngục, trông coi phẩm nhân. Phía xa xa, đường trí long đứng dưới một đống đá đổ nát, nhìn làn mưa đang lớn dần, mọi người đều đã chạy trở về, ông cũng lập tức cầm kéo sắt trong tay lên, chân bước qua những mảnh đá vụn, lưng hơi còng xuống, vội vã đi về phía trước. Một người đàn ông giữ tơn có vết sẹo trên mặt luôn âm thầm kia, nhân lúc hỗn loạn, hai tròng mắt thoáng qua tia sát khí, nắm chặt con dao nhọn trong tay, từng bước đi về phía đường Trí Long. Mưa rơi càng lúc càng lớn, xung quanh mờ mịt. Đường Trí Long đi về phía trước, chân vấp phải một hòn đá, cả người ngã sấp về phía trước. Người đàn ông mặt sẹo trong nháy mắt xuất hiện, làm bộ muốn dìu ông, con dao nhọn trong nháy mắt nâng lên, hướng về phía bụng đường trí long muốn đâm tới. Một thân ảnh màu xanh đậm chợt xuất hiện, tay trái túm lấy cổ áo phía sau đường trí long, mạnh mẽ kéo ông về phía sau, tay phải nắm lấy con dao nhọn trong tay người đàn ông mặt sẹo kia, bỗng nhiên đâm vào bên trái bụng mình. Máu tươi lập tức phụt ra. Người đàn ông mặt sẹo trong nháy mắt khiếp sợ ngẩng mặt lên, hai tròng mắt nóng lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt, vô thức muốn kéo tay về. Người đàn ông kia kia lại dùng lực nắm chặt bàn tay cùng con dao trong tay hắn, đón làn mưa to hai mắt chấp chấp sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt gọi cảnh quan có người muốn giết tôi đường trí long đứng ở một bên vẻ mặt khiếp sợ khẩn trương nhìn về phía tình huống trước mặt những tiếng động vang lên rất nhiều người canh ngục nghe thấy tiếng hô hoán này tức khắc cầm cái còi lên thổi về phía bên này rồi lấy ra đèn pin bước nhanh tới thời khắc này có vô số những nam nhân trẻ tuổi tướng mạo khôi ngô mặc trang phục phạm nhân cũng không hề tổn hại đến khí chất của họ. Bọn họ đồng thời bình thản nhìn hai người canh ngục đang đi về hướng đường trí long đang khiếp sợ, hai người đi đầu lập tức bước qua, giúp đỡ cảnh ngục dìu đường trí long nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, đường tiên sinh. Chúng tôi là người tổng giám đốc trang phái tới, vừa rồi người kia chính là bảo vệ mà tổng giám đốc trang phái tới, hiện tại ngài chỉ cần là nhân chứng, chứng minh người người kia có ý đồ mưu sát. Toàn bộ đều sẽ ổn thỏa, ngài không cần hoảng sợ, Đường Chí Long nghe lời này, trái tim chợt lạnh lẽo, được đưa vào phòng giam, kinh hoàng hỏi tại sao bọn họ lại muốn giết tôi. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Chai rượu đỏ đã xuất hiện, chấm than ngoặc kép, người đàn ông dẫn đầu nhanh chóng nói ra. Đường Chí Long khiếp sợ trừng lớn hai con mắt, nhìn về phía người đàn ông kia. Hai người đàn ông giả danh là phạm nhân đứng phía xa, khuôn mặt bộc lộ dữ tợn, nhìn kế hoạch bị thất bại, bọn họ lập tức lấy ra kim châm cầm trong tay, nhanh chóng bước về phía trước, y muốn vòng qua bên người đường Chí Long, hướng về phía sau cổ của ông đâm vào, ai ngờ lúc mới đi qua bên cạnh bọn họ, vẻ mặt hai người bên cạnh đường Trí Long chợt lạnh lẽo, đôi mắt lợi hại nhanh chóng lóe lên, một tay nhanh chóng như chim ưng chặn lại đường đi của bọn họ, một tay nắm lấy khuỷu tay của người đàn ông kia vặn một phát. Từng đợt âm thanh răng rắc phát ra, cánh tay kia liền gãy đôi. A, à, chấm than ngoặc kép, hai tên phạm nhân kia đồng thời thống khổ la lên rồi ngã xuống hai người cảnh ngục giống như đã có sự chuẩn bị giả vờ như không thấy liền đi qua dùng chân đá hai tên đang nằm dưới đất lên tiếng quát đứng dậy mỗi ngày đều muốn giả chết có cần tám người to lớn đến khiêng ngươi đi hay không từng đợt âm thanh bước chân vọng đến nghe nói trong ngục xuất hiện sự kiện mưu sát ngục trưởng nhanh chóng đi xuống trong đầu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy với tịnh kỳ qua điện thoại tại phòng làm việc hai mắt của ông lóe ra tia lợi hại lập tức nhanh chóng đi về phía trước nặng nề nói, đem tên phạm nhân kia giam lại cho tôi. Tôi muốn tự mình thẩm tra, rốt cuộc là ai dám gây án ngay trong ngục. Đường Trí Long đứng một bên, lập tức hiểu ra sự tình trong đó. Đi thôi, đường tiên sinh, chấm than ngoặc kép, hai người đàn ông nhanh chóng đỡ đường Trí Long, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh, cảm giác được những ánh mắt của phạm nhân xung quanh nhìn chằm chằm vào mình. Hai tròng mắt hắn cường liệt lóe lên, trong nháy mắt nâng bàn tay lên, Hướng về phía cổ đường Trí Long mà chém tới. À, đường Trí Long một trận choáng váng, cả người hôn mê nằm trên mặt đất. Phạm nhân té xỉu rồi. Chấm than ngoặc kép, người nào đó nhanh chóng la lên, chạy về phía cảnh ngục gọi, mau gọi bác sĩ. Chấm than ngoặc kép. Một chiếc xe Roll Royce màu bạc nhanh chóng lao đi trong làn mưa, lại thấy có một chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy ra khỏi ngục giam, hướng về phía bệnh viện chạy đi. Tưởng thiên lỗi ngồi phía sau xe. Quay đầu nhìn về phía chiếc xe cấp cứu màu trắng kia, đang suy nghĩ xem ai lại gặp chuyện không may vào lúc này, lại nhìn thấy đã đến Ngục Giam, anh lập tức ngồi ngay ngắn lại vị trí, hai tay chuẩn bị mở cửa xe, bởi vì anh biết rằng Đường Trí Long là một trong những người sáng lập ra tập đoàn hòa cầu, cùng với cha và chú Đường, là một nhân vật hiển hách, hơn nữa quan trọng nhất, ông còn là cha của Đường Khả Hinh. Nghĩ đến điều này, tưởng thiên lỗi nhìn xe dừng tước của Ngục Giam cũng không chờ Đông Anh xuống xe trước anh nhanh chóng đội mưa, mở chiếc khuy áo vét, cất bước đi về phía trước. Bảo vệ lập tức mở ô chạy lại che cho anh, đồng anh cũng mở chiếc ô màu đen rồi bước xuống khỏi xe, đi tới trước ngục giam, hướng về phía cảnh ngục xin gặp đường Trí Long, không nghĩ đến ông vì thân thể khó chịu, đã được đưa đến bệnh viện gần đây để trị liệu, cô liền quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi tức khắc hiểu được đã có chuyện gì xảy ra, lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía trước, nói đến bệnh viện. Vâng. Đông Anh nhanh chóng trả lời, mọi người lại hướng bệnh viện đuổi theo. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc chạy như bay trong làn mưa. Di động vang lên. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm di động lên, khẩn trương lên tiếng trả lời, alo. Trên một con đường khác, lãnh mặc hàn mở cửa chiếc xe Ferrari màu đen ra, chịu đựng vết thương trên cơ thể, mạnh mẽ đạp chân ga, chiếc xe như mũi tên mà lao đi, nhanh chóng nói quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cậu. Hôm nay bọn họ đã bắt đầu hành động, muốn giết Đường tiên sinh. Người của chúng tôi đã lẻn vào cứu ông ấy ra khỏi ngục giam, Tịnh Kỳ tiểu thư đã phái người ở bên trong tiếp ứng cho chúng tôi, bắt giữ tên tội phạm kia. Chúng tôi sẽ thẩm tra hắn. Tốt, Trang Hạo nhiên tức khắc lên tiếng trả lời, lại nhanh chóng hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu? Đi bắt Tần Vĩ Nghiệp, chấm than ngoặc kép, Lãnh Mặc Hàn nói xong, hai chồng mắt lợi hại lóe lên, ném di động sang một bên. Hai tay nắm chặt tay lái, lái thẳng về phía trước. Tần gia, hơn 10 chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi Tần gia, ông bà Tần ngã xuống đất ngất đi, vô số người giúp việc đứng khóc lóc, nhưng đoàn xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Tần Vĩ Nghiệp nặng nề thở dốc, ngồi bên trong một chiếc xe chạy ở giữa, mắt nhìn trái nhìn phải giống như tử thần, trên mặt mang chiếc mặt nạ màu bạc, hai mắt lóe ra tia gian xảo, biết sắp sửa sẽ làm một quân cờ. Mưa rơi rào rào, cứ thế chút xuống. Hơn 10 chiếc xe con màu đen, đối mặt với trận mưa lớn chạy ra ngoài đường thanh đồng, nước mưa rơi xuống rào rào đụng vào những phiến lá cây màu xanh, giống như nước mắt chảy uống. Một trận gió mạnh mẽ thổi tới, mấy cây đại thụ mấy chục năm, rắc một tiếng gãy xuống, theo sức gió đổ xuống ẩm ẩm, chặn ngang con đường lớn, nước mưa rội lên, những chú chim kêu lên sợ hãi, trong làn mưa ướt, sợ hãi bay đi. tít chiếc xe dẫn đầu nhanh chóng dừng lại trước đường thanh đồng, Mấy người đàn ông trong xe nhanh chóng rút súng lục ra. Bang 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 bang, chấm than ngoặc kép, vô số đạn trong nháy mắt từ trong núi rừng vang lên, bắn vào cửa xe chiếc xe con màu đen, tạo ra những vết đạn, không bao lâu sau, hai cây to bên cạnh ầm ầm vang lên âm thanh kinh thiên động địa, uy lực thật lớn trong nháy mắt đổ xuống chiếc xe con màu đen. Từng đợt tiếng chó sủa lại lần nữa truyền đến, trong rừng lập tức chạy ra một đàn chó săn màu đen, mỗi con đều trừng lớn con mắt đỏ đáng sợ. Nhắm vào chiếc xe ở giữa mà phi tới, gương mặt quỷ dị của Giang Thành chợt xuất hiện trong ánh lửa, đi theo sau mấy con chó săn màu đen, nhanh như chớp đánh về phía chiếc xe có tần vĩ nghiệp. Cửa xe mạnh mẽ mở ra, phịch một tiếng đập trúng cơ thể Giang Thành. Giang Thành bị đánh trúng, ngã trên mặt đất, những con chó săn kia tiếp tục xông vào bên trong xe, bị người bên trong mạnh mẽ đấm một phát, giải quyết con chó đầu tiên, sau đó một thân ảnh màu bạc trong nháy mắt xuất hiện, hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc xuất thủ nhanh như tia chấp, cùng giao đấu kịch liệt với Giang Thành, mượn than thể của Giang Thành, khiến cho người trong rừng không có phương pháp nổ súng. Hơn 10 con chó săn liền muốn lao lên, muốn đánh vỡ chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt người đàn ông kia. Bang 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 bang, vô số viên đạn bắn trúng đàn chó săn. Một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe Ferrari, mặc chiếc váy ngắn bó sát màu đỏ hồng, bỗng nhiên đứng lên từ bụi cỏ ven đường, trong nháy mắt vai khiêng súng máy, nhắm ngay đầu mấy con chó săn mà bắn chết. Mỹ Linh đang ở trong rừng, liền nâng súng máy màu đen lên vai, nhắm ngay vào người phụ nữ kia, bang 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 phanh, nhưng viên đạn lập tức lao đi. Người phụ nữ kia trong nháy mắt một tay tiếp tục khởi động súng máy, họng súng để trên ghế ra, cả người xoay tròn 360 độ, tránh được làn đạn, thuận lợi lăn mình xuống đất, trên mặt đất lăn vài vòng, xông vào trong rừng, rất nhanh muốn hướng tới chỗ Mỹ Linh, đột nhiên trong nháy mắt có người lao tới đạp mạnh vào bả vai của cô ta, thân thể cô ta đạp mạnh xuống đất, ngẩng đầu đôi mắt nóng rực nhìn cô gái mặc đồ đen trước mặt tiêu yên cũng mặc trang phục màu đen tóc buộc cao đuôi ngựa đứng trong rừng đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô ta người phụ nữ mặc đồ màu hồng nặng nề bò trên mặt đất tay cầm sung máy nhíu chặt nghi tâm nhìn cô ngày hôm đó ở công viên anh đào người muốn đâm chết đường tiểu thư chính là cô tiêu yên sâu xa nhìn về phía cô ta từng câu từng chữ nói ra sát thủ mà lãnh mặc hàn cùng tô lạc hoành đã tra ra. Người phụ nữ mặc đồ màu hồng vẫn như cũ, cả người ướt súng, lộ ra đôi chân trắng nõn thon gọn cùng đôi giày cao gót la mã màu đen, im lặng không lên tiếng, tiếp tục nằm trên mặt đất lầy lội, đôi mắt mãnh liệt nhìn cô, nhẹ nhách khóe miệng, chế nhạo nói, làm sao cô biết đó là tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 946 Con Kiến Tiêu Yên lạnh lùng đứng trong mưa, theo âm thanh rào rào trong khu rừng, nhìn về phía người phụ nữ kia mỉm cười nói, sau khi muốn đâm người xong, cô chạy chiếc xe Ferrari về phía sau công viên, muốn để lại một hình ảnh nhưng thật ra lại vô cùng thông minh, đi qua một tòa nhà cũ không ai quét tước, lá cây phủ kín đường, sau đó chạy như bay xuống hồ, rồi một mình cô bơi lên từ dưới nước. Hồ nước kia là nơi sâu nhất, cô lại sai người quét sạch lá cây trên đường hủy đi mọi dấu vết sau đó thừa dịp thời gian cảnh sát điều tra, đêm đó lập tức bí mật sai người kéo thân xe lên, lại xâm nhập vào hệ thống camera của công viên, không ngừng phát đi phát lại một hình ảnh, bí mật mang xe đi, làm như thể thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, làm sao thoát được, cô cư nhiên đã quên một việc, cô có biết điều gì đã tố cáo cô không, chấm than ngoặc kép. Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu hồng đưa tay vuốt mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, mở lớn con mắt nhìn chừng chừng vào tiêu yên. Tiêu Yên mỉm cười nhìn về phía người phụ nữ kia, nói con cá nhỏ trong hồ. Chấm than ngoặc kép. Hai mắt người phụ nữ kia cường liệt lóe ra. Tiêu Yên đứng yên tại chỗ, tay cầm súng lục màu đen, dáng vẻ muốn bóp cò, mới lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ đang nằm dưới đất cười nói, xe của cô ở trong hồ, tuy khóa xăng, nhưng thân xe làm bằng kim loại nặng tích dầu, bị con cá nuốt vào trong bụng, vài ngày sau liền chết. Buổi chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã đem con cá này về để xét nghiệm rốt cuộc phát hiện thân cá nhiễm kim loại nặng, nguyên nhân chính là vì chiếc Ferrari kia, cho nên không bao lâu sau, chúng tôi liền xuống hồ quả nhiên phát hiện ra dưới đáy hồ quả thật có dấu vết của chiếc xe. Xác thực suy nghĩ cùng phỏng đoán của chúng tôi là đúng. Người phụ nữ kia phẫn nộ nhìn cô. Người thất tình, cô muốn làm gì? Tiêu Yên nói xong liền biến sắc, tức khắc nâng súng lục, nhắm ngay vào người phụ nữ kia muốn nổ súng. Người phụ nữ kia trong nháy mắt hai tay trống lên mặt đất, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao lên đá rơi súng lục trên tay tiêu yên giơ tay túm lấy cổ cô muốn bóp cổ tiêu yên nhanh chóng cúi người xuống sử dụng bát quái trưởng xoay tròn 360 độ nắm lấy một bên chân của người phụ nữ kia trong nháy mắt tức giận muốn bẻ gãy người phụ nữ kia cũng lấy hai tay trống lên mặt đất xoay tròn cực nhanh thành công thoát khỏi hai tay tiêu yên lại nhanh chóng vung chân lên đạp vào người cô mấy phát nội y bên trong của cô đỏ chót chói mắt chấm than ngoặc kép Tiêu Yên không nói hai lời, cả người giống như chim ưng, đạp đất nhảy dựng lên thân cây, người phụ nữ kia trong nháy mắt như con mèo trèo lên cây, vung lên thanh đao cầm trong tay, đâm về phía Tiêu Yên, Tiêu Yên đứng trên ngọn cây giống như trang rằm, xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống, vươn tay lập tức nắm lấy mái tóc dài của người phụ nữ kia, kéo cô ta xuống. A, à, người phụ nữ kia kêu lên một tiếng, thân thể bị Tiêu Yên kéo xuống, đập mạnh trên mặt đất. Tiêu Yên trong nháy mắt vung lên một quyền Đập một phát vào ngực cô ta. Người phụ nữ kia lạ vung lên đôi chân dài, đá vào phía sau lưng cô. Tiêu Yên ngã xuống, tay chống lên mặt đất, khóe miệng phun ra ít máu chừng chừng nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhanh chóng vung lên mấy nắm đấm, sau đó xoay người chạy đi. Hai bên đường, những thuộc hạ đắc lực của Lãnh Mặc Hàn đang giao đấu cùng mấy người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, một người trong số đó nhanh chóng mở cửa chiếc xe con chứa Tần Vĩ Nghiệp ra từng đợt mạnh mẽ vào tới bên mấy cây ngô đồng bên kia. Một thân ảnh màu đen đập mạnh lên lưng Giang Thành, cột sống anh như vỡ vụn, sắc mặt nhíu lại, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông cầm đầu kia giống như ma quỷ, lắc mình phi đến, dồn hết sức phung lên một nắm đấm nặng nghìn cân, hướng đến lồng ngực Giang Thành đấm một phát, một thân ảnh màu đen khác nhanh chóng kéo cơ thể Giang Thành ra, bỗng nhiên cũng vung ra một nắm tay mạnh mẽ đấm tới nắm đấm kia. Phịch một tiếng, hai nắm tay ra đòn nghiêm trọng gặp nhau cuối cùng vì lực đạo đều mạnh mẽ có thể rời núi lấp biển cả hai người đồng thời lùi về phía sau mấy bước người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ngẩng đầu lên hít mắt nhìn về phía người trước mặt lãnh mặc hàn lạnh lùng đứng đằng trước cây ngô đồng đón những giọt mưa lớn thấm ướt cả khuôn mặt lại chừng lớn hai con mắt nóng rực đầy sát khí nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt người bị thương người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc trên người cũng mặc bộ âu phục màu bạc Đứng trong mưa, lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Khuôn mặt Lãnh Mặc Hàn kiên nghị, lộ ra sát khí, hai mắt híp lại, nắm chặt nắm tay, sâu xa nói, nếu như tôi không bị thương, cậu không chịu nổi một quyền của tôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. chấm 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 ngoặc kép, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc liếc anh một cái, cảm giác được thuộc hạ phía sau mình cũng đang giao đấu kịch liệt, hắn nhanh chóng vung nắm tay lao đi trong làn mưa, mạnh mẽ đấm về phía Lãnh Mặc Hàn lãnh mặc hàn nhanh chóng nghiêng người tránh thoát nắm tay của hắn trong nháy mắt giống như tia chớp vung tay đấm mạnh vào lồng ngực của hắn tay nắm chặt lại lại tiếp tục đấm thêm một cú đấm vào ngực hắn người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc lùi về phía sau hai bước lại thong thả thủ thế trước mặt lãnh mặc hàn sẵn sàng tiếp tục giao đấu lãnh mặc hàn chỉ nắm chặt nắm tay cảm giác lồng ngực của mình đau đớn như bị xé rách vết thương bị rách máu chảy ra nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ như một mũi tên Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc nhanh chóng sử dụng các chiêu thức vô cùng linh hoạt, trực tiếp công kích vào lồng ngực lãnh mặc hàn, hai tay lãnh mặc hàn mạnh mẽ đè cánh tay của hắn xuống, lại nhanh nhẹn sử dụng bàn tay mình giống như con rắn nắm chặt hai bàn tay hắn lôi đến trước mặt mình, dùng chán mình đập vỡ chiếc mặt nạ trên mặt hắn, hai cái chán gặp nhau, máu tươi liền chảy ra. Lãnh mặc hàn lại thuận thế, nhân lúc người kia còn choáng váng, lại đấm mạnh vào lồng ngực của hắn một phát. Mười người đeo mặt nạ màu bạc đồng thời lao đến, muốn tập kích lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn nhanh chóng vung nắm đấm, bang, bang 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 lấy tốc độ như tia chớp, liên tục đấm vào mặt mấy người kia. Mấy người kia tiếp tục phi người đến nhanh chóng giao đấu cùng lãnh mặc hàn. Mỹ Linh cùng Tiêu Yên kiềm chế người phụ nữ kia, đồng thời chạy như bay đến vọt vào trong xe, lôi tần vĩ nghiệp ra, ai ngờ Mỹ Linh vừa tiến vào trong xe, người phụ nữ kia nhanh chóng lôi tóc Mỹ Linh trở lại, ép cơ thể cô ngã ngửa về phía sau. Mỹ Linh đau đến quá to một tiếng, bỗng nhiên quay người nhảy dựng lên, xoay một vòng tròn, đạp một phát thật mạnh vào lưng cô ta. Người phụ nữ kia cảm thấy sẽ đập phải cửa xe bên kia, thuận thế chui vào trong xe, trong nháy mắt lãnh mặc hàn như người, nắm chặt cánh tay cô ta lôi ra ném trên mặt đất. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng kéo Mỹ Linh, vung lên con dao kề vào cổ cô, sau đó tiêu yên chạy đến đạp mạnh vào người hắn ta một cước, Mỹ Linh nhờ thế mau chóng thoát thân, lao vào bên trong xe lôi khởi tần Vĩ nghiệp ra người phụ nữ kia hai tay nặng nề trống lên mặt đất đôi chân quấn chặt lấy chân Mỹ Linh bỗng nhiên kéo một phát ép cô ngã xuống đất tiêu yên lại phi tới sung chân hướng tới thân thể cô ta đạp một phát người phụ nữ buông tần Vĩ nghiệp ra xoay người tránh một đạp kia vô số người đàn ông đeo mặt nạ trong nháy mắt từ phía trước lao tới Giang thành dẫn mọi người cũng nhanh chóng tiến lên lãnh mặc hàn cùng người đàn ông đeo mặt nạ cùng nhau nhảy lên nóc xe thân thủ nhanh nhẹn giao đấu lãnh mặc hàn từng bước ép sát người đàn ông đeo mặt nạ từng bước lùi về phía sau từ chiếc xe đầu tiên cho tới chiếc xe cuối cùng nha lãnh mặc hàn không muốn lãng phí thời gian nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nắm chặt vung tới đấm mạnh vào ngực tên đàn ông kia người đàn ông đeo mặt nạ kia không chịu nổi lực này cả người ngã xuống thân xe lăn xuống đất phun ra một ngụm máu to Mấy chiếc xe đua màu đen chạy như bay đến. Chương 947, ấm áp vô hạn. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc vèo một cái bất chấp đèn đỏ phóng đi như tên bắn. Vô số ô tô con màu đen theo sát phía sau, Khẩn Trương Dương súng lục, nhận được mệnh lệnh bảo vệ tốt tổng giám đốc Trang, bọn họ Khẩn Trương ngồi ở trong xe, xoay người nhìn về phía màu sắc bạc lóe lên mỗi khi chuyển động của chiếc Mercedes-Benz. Tài xế lái Rolls-Royce chính là người phải bảo vệ đường khả hình an toàn trở lại bệnh viện mới vừa rồi hắn tạm nghỉ ngơi một lúc sau lại bị tổng tài gọi đi có việc tài xế tạm thời vốn phải thay ca với hắn lại đột nhiên nói không khỏe muốn ở lại nghỉ ngơi hắn vừa mới lái xe ra đường một lúc một chiếc xe đua màu đỏ từ ngõ nhỏ nhằm hướng xe bọn họ lao tới trong nháy mắt đó trang hạo nhiên ôm chặt người tiêu đồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên cứng ngắc lại chỉ im lặng không nói tài xế trên trán tràn đầy mồ hôi lái xe đi phía trước vượt qua cầu ngầm bánh xe ma sát xuống mặt đường vang lên âm thanh chói tai, hắn tức khắc xoay thân xe, mọi người ở đây cho là hắn sắp sửa lại vượt đèn đỏ, nhưng trong nháy mắt xe xoay đầu chui vào một cái hẻm nhỏ, tiến đến ngoài ô đông hoàn, vô số màu đen xe con, có chút theo thẳng sông vào cái hẻm nhỏ, vài cái chặn lại hẻm nhỏ, vài cái tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục bảo hộ trang hạo nhiên. Đằng sau một chiếc giả mạo xe đua màu vàng đậm, thấy Ron Royce chạy mất, tức khắc lùi vào một cái hẻm nhỏ khác, lao ra đường cái, chuẩn bị chạy theo hướng ngược lại, muốn chặn đầu Ro rô roi. Tài xế thấy lại có người chạy từ hướng đối diện lại, vừa vội lại vừa tức, trong nháy mắt xoay tay lái, chạy thẳng vào trong chợ, làm cho mọi người náo loạn, táo, tuyết, lê cùng các loại hoa quả bay tứ tung. A, à, Tiêu Đồng ôm đầu, trốn ở trong lòng Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên yên tĩnh ngồi ở ghế sau, lóe ra hai tròng mắt nóng cháy, mạnh mẽ tay nắm chặt đầu Tiêu Đồng. Bang 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 bang, bang phanh vệ sĩ ở phía sau tung người ra, liên tục nổ súng vào chiếc xe kia, mấy chiếc xe màu đen theo đuôi cải trang thành xe đua lập tức lao lên như tên bắn nhau nhau chuẩn bị vũ khí quyết giết được trang hạo nhiên. Tài xế bỗng nhiên đạp chân ga, dùng đuôi xe đột ngột đụng vào một chiếc xe khác, đánh bay người bám trên xe, lại đạp chân ga, phóng xe như điên lùi vào một hẻm nhỏ khác, hắn thở dốc, nắm chặt tay lái, nhìn thoáng qua ngõ nhỏ. Nghe thấy tiếng xe khủng bố của cảnh sát giao thông vang lên, hắn sốt ruột nói tổng giám đốc chấm than ngoặc kép. Ừ, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên băng lạnh lùng tay ấn chặt đầu Tiêu Đồng, để cho cô dựa chặt vào lồng ngực mình, trực tiếp nói. Nếu như chúng ta bị cảnh sát giao thông bắt được, ngài có biết không họ sẽ bắt chúng ta xuất ra giấy tờ. Tôi vừa thử đếm, chúng ta đã đụng phải gần 20 cái đèn đỏ. Chấm than ngoặc kép, tài xế vừa lái xe, vừa sợ đến đổ mồ hôi lạnh hỏi. Không sao, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhanh chóng nói. Tài xế vừa nghe lời này, trong nháy mắt bị dọa, không nói hai lời, nhanh chóng đạp chân ga phi thẳng đi như mũi tên. Một thân ảnh màu đen, trong nháy mắt từ một lầu cao trong ngõ nhỏ ngõ nhỏ, vịch một tiếng, nhảy thẳng tới mui xe Rolls Royce, lấy kiếm laser cắt thủy tinh, một trận đòn nghiêm trọng đập cửa sổ xe, vịch một tiếng, thủy tinh vỡ vụn, tài xế dùng tay che chướng ngại vật, tiêu đồng vừa mới ngẩng đầu, lại bị dọa a à một tiếng thét chói tai, lại dựa vào lòng trang hạo nhiên càng chặt, Trang Hạo Nhiên lại càng ôm chặt đầu của cô, hai chồng mắt kịch liệt nhìn về phía trước. Tài xế trong nháy mắt xoay tay, bỗng nhiên đạp chân ga, muốn hất ngã xe của người đàn ông kia, đạp mạnh chân ga lần nữa, xe lao đi như tên bắn, veo một tiếng phóng lên phía trước bất ngờ thắng gấp, mắt thấy sắp đâm vào xe của người đàn ông kia, người đàn ông khôi ngô kia trong nháy mắt nhảy ra, thân xe vừa vặn cách hắn một cm, ép phá súng liên thanh của hắn. Vèo, ba người phụ nữ, mặc màu y phục đen, cũng tức khắc từ ngõ hẻm nhảy xuống, ý muốn giết Trang Hạo Nhiên, xe của vệ sĩ đi theo đến, bang 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 bắn đạn, ba gã vệ sĩ là đặc công xuất ngũ, đứng trên thân xe, nhảy lên, đánh gục hai người phụ nữ trong đó, giật lấy tóc dài, hai người phụ nữ phịch một tiếng, ngã xuống đất, máu tươi nổi lên bốn phía. Một người phụ nữ cùng ba vệ sĩ hộ tống đánh nhau, tay cầm phi tiêu vung lên, ba vệ sĩ đồng thời tung mình xoay tròn, tránh phi tiêu, hai vệ sĩ từ hậu phương chạy tới, đồng thời đánh thật mạnh vào lồng ngực người phụ nữ kia, người phụ nữ kia phù một tiếng, mặt nhăn lại, thổ huyết ngã trên mặt đất. đi chấm than ngoặc kép. vài vệ sĩ nhanh chóng lên xe, lại theo đuôi xe trang hạo nhiên. chiếc ron Royce vèo một tiếng, phá tan một tòa công trình vừa xây dựng được phân nửa vì trời mưa nên tạm đình công, phóng đi như tên bắn. tất cả vệ sĩ đều đang đánh địch ở chỗ khác, không còn ai đi theo bảo vệ nữa mà ba chiếc xe cải trang thành xe đua màu vàng không biết từ đâu phi như bay về phía chiếc Rolls Royce. Một nam một nữ theo thân xe nhanh chóng đi lên phía trước, đứng lên, cầm súng trường lên, nạp đạn, gác súng lên cửa xe, nhắm vào chiếc Rolls Royce. Tiêu đồng tựa trong lòng trang hạo nhiên, vừa xoay người, nhìn chiếc xe ở đằng sau, trong nháy mắt khi nhìn thấy một đôi nam nữ ở hướng đối diện mình dương súng làm tư thế phủ đầu, chuẩn bị nổ súng, cô sợ đến mức lấy tay che miệng mà bật khóc. Tài xế nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Đồng, vừa muốn quay đầu. Chương 948, thở gấp công tâm. Mưa rền gió dữ, bóng trúc không ngừng lay động. Toàn bộ thế giới dường như đều bị bao phủ bởi một mảnh tăm tối. Chiếc Rolls-Royce màu bạc phóng nhanh trong làn mưa, dọc theo con đường núi thật dài, đi thẳng tới chân núi, ven theo hang đá, lướt vào trong. Ánh đèn được chiếu sáng. Chiếc xe cứ thế đi sâu vào trong, ánh đèn chiếu lên những tảng nham thạch bên trong hang động một mảnh tối tăm mờ mịt, những đỉnh đá nhọn cứ ngỡ như thời gian lao thẳng xuống, tài xế vừa nắm chặt tay lái, vừa có chút kinh ngạc nhìn phương hướng xung quanh, cảm giác ở đây nhiệt độ luôn giữ ở mức ổn định tầm 20 độ C, thoang thoảng mùi thơm nồng nàn của rượu, thật không thể không hỏi, đây là đâu à? ha? Trang Hạo Nhiên chỉ là trầm mặc lãnh đạm, ngồi ở ghế sau, nhìn về phía hang động uyển chuyển, nhớ tới hồi bé đã từng cùng ông nội đi tới nơi này, nhìn ông tự mình sắp xếp những thùng rượu trong đó, đối với anh lộ ra ý cười, lời ít ý nhiều nói thế gian người nào có thể miêu tả rượu đỏ, đều là nông cạn. Chỉ có đem rượu đỏ coi như sinh mệnh của chính mình, cất giấu sự tươi mới, cùng thành tâm đi đối mặt nó, con mới có thể phát hiện ra sự huyền bí trong đó. Ông vẫn luôn tin, hiện tại chúng ta thế nhân có thể hiểu được rượu đỏ, chẳng qua là chỉ là một chút bí mật của nó. Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Ông nội, bên trong rượu đỏ thực sự có thể cất giấu bí mật gì sao? đứa cháu trai này luôn rất thích ông nội ôn nhu rộng lượng của nó. Đương nhiên, rượu đỏ trên thế giới này đều cất giữ bí mật, bởi vì nó thay đổi thất thường, giỏi nhất chính là mê hoặc tâm trí cùng lý trí người thưởng thức. Chấm than ngoặc kép, ông nội trang lời nói thấm thía, nếu như muốn cho một chai rượu đỏ cất giấu bí mật, phát huy được mị lực tối cao của nó, như vậy lúc chân tướng rõ ràng, nó nhất định khiến chúng ta đủ kinh ngạc. Như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Chấm than ngoặc kép, vậy làm như thế nào mới đủ kinh ngạc ạ à? cậu bé không hiểu hỏi lại à chấm 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 ngoặc kép ông nội người vì sao không nói lời nào bí mật chân chính không phải là hắc ám lại càng không phải giấu kín cũng tuyệt đối không phải là giết chóc không phải là thương tổn không phải là chia lìa bởi vì kinh ngạc phải là mang đến cho người chính diện năng lượng bất kể là hy sinh người khác hay phải trả giá Xét tới cùng thì bản thân mình có thể tỉnh táo cùng tiến lên phía trước mới là điều quan trọng nhất. Lời nói lạnh lùng lan tỏa thẩm thấu vào toàn bộ không gian hang động. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía hang động tối tăm mà kéo dài này, anh dường như nhìn thấy một đứa bé trai, vừa cười vừa cầm lên một hòn đá nhỏ, ở trên tảng đá vẽ lại những điều mình thích, có chim nhỏ, có hoa hoa cỏ cỏ, có con cá nhỏ, thậm chí còn có cả những thùng gỗ đựng rượu, đôi mắt anh lóe sáng, hai tay không khỏi nắm chặt một hồi tia chớp mãnh liệt chém xuống như sẻ ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm rền vang, đá vụn trên đỉnh thi nhau rơi xuống, văng tung vé trên mặt đất. Trang hạo nhiên trong lúc ngẩng đầu, ánh mắt cũng sáng như những tia chớp ngoài kia vậy. Bệnh viện, tưởng thiên lối cầm chiếc ô màu đen, đón lấy mưa gió chút xuống người, nhìn về phía bầu trời xa xa vừa sấm chớp dữ dội kia, vẻ mặt anh có chút ngưng trọng, tay nắm chặt chiếc ô, đôi con người không ngừng di chuyển, trong người dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tổng Giám Đốc, Đông Anh Che Ô, tới trước mặt anh, nhắc nhở anh nói, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm. Tưởng Thiên lối cầm ô, đôi mắt như đã rõ ràng, tự hỏi một hồi, liền gật gật đầu, ở trước sự ủng hộ của vệ sĩ, cất bước đi về phía đại sảnh bệnh viện. Lúc này anh nhìn thấy vô số quan viên cùng viện trưởng nhanh chóng tiến về phía khu vực phòng VIP, tình kỳ cũng đứng ở một bên, phân phó đặc công, cần phải loại trừ hết những người phục vụ. Trong vòng một giờ, phải đem tư liệu về bác sĩ và người chăm sóc bệnh nhân đưa vào quản chế trung tâm, anh nhàn nhạt nhìn tất cả những điều này, biết đây là do Tịnh Kỳ cùng Hạo Nhiên an bài. Liền không nói gì nữa nữa, cất bước đi vào một hành lang thật dài khác trong bệnh viện. Cuối hành lang, có hai vị cảnh sát đang đứng, bọn họ mỗi người tay cầm súng, hết sức nghiêm túc đứng ở cương vị của mình, sắc mặt lạnh lẽo, mắt nhìn phía trước, không chút động đậy. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại, hơi nghiêng mặt Đông Anh lập tức giao hai cây dù đen cho vệ sĩ, sau đó nhanh chóng cất bước, đi tới trước mặt hai vị cảnh sát kia, lấy ra giấy xác nhận thăm tù, thậm chí là do giám ngục trưởng tự mình viết, hai vị cảnh sát mới khẽ gật đầu, hơi rời bước tránh ra. Đông Anh quay đầu lại, khẩn trương nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Đôi mắt tưởng thiên lỗi phát ra tia sáng mãnh liệt, hai tay kìm lòng không được nắm chặt, cuối cùng cũng bước lên, đi về phía trước. Đi tới trước cửa phòng bệnh, nhìn cửa phòng treo tên bệnh nhân đường trí long trong thâm tâm anh lại cất giấu sự tôn kính đứng ở cạnh cửa do dự đã lâu mới rốt cuộc nói mấy người ở lại bên ngoài chờ tôi tôi muốn một mình đi vào chấm than ngoặc kép vâng chấm than ngoặc kép đông anh cùng vệ sĩ lập tức lên tiếng trả lời tưởng thiên lỗi lúc này mới cảm giác lồng ngực nặng nề như bị ngăn cản bởi không khí rồn nén tay cầm nắm cửa nhẹ chuyển động cửa cạch một tiếng mở ra anh rốt cuộc cũng cúi đầu cất bước đi vào lập tức cảm giác được không khí trong phòng bệnh thật lạnh lẽo, kìm nén không được lại nhớ tới đường khả hình đau khổ rơi lệ vì người cha đáng thương của mình. Anh lập tức ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy bên trong phòng bệnh nho nhỏ, một người đàn ông chừng 70 tuổi, tóc đã hoa dâm, trên mặt là yêu thương mà năm tháng để lại. Nếp nhăn nới khóe mắt số xuống, mặc đồ bệnh nhân màu trắng, cả người tràn đầy yêu thương, thậm chí còn có vô hạn buồn bã, anh trong nháy mắt hóa đá. Đường Chí long lúc này, cảm thấy bên trong phòng bệnh có tiếng động không bình thường, ông đè xuống những mệt mỏi mở mắt, ở đôi con người có chút ánh sáng, nhìn về phía người trước mặt. Tưởng thiên lỗi trong khoảnh khắc nhìn về phía con người vĩ đại từng một thời hiển hách tại hoàn cầu này, thế nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của ông, tâm như bị nứt ra, lúc này tất cả những gì là nhi nữ tình trường, tất cả toàn bộ đều tan thành mây khói, trong thâm tâm anh chỉ còn lại sự kính phục người vĩ nhân của thế giới này. Anh ẩn nhẫn thật lâu, mới tôn kính đứng ở trước mặt đường Trí Long, thập phần có lễ khom lưng, trầm trọng cũng đau lòng gọi, đường. Đường chủ tịch, chấm than ngoặc kép, đôi mắt đường trí long lập tức đầy lệ, nằm ở trên giường, giống như bệnh nhân thoi thóp còn một hơi, vẻ mặt kích động, nhìn về phía người thanh niên tuyệt đối có phong phạm của tưởng lão đang đứng trước mặt này. Trong lòng tưởng thiên lỗi, như bị tảng đá nặng đè xuống, đối mặt bộ dáng như vậy của đường trí long, anh không thể tìm ra từ nào khác, để miêu tả lại thái độ thập phần tôn trọng cùng kính ngư âm của mình, trong lòng lại một trận xót xa nói chủ tịch đường. Cháu là tổng giám đốc của hoàn cầu tưởng thiên lỗi, là trưởng tôn tưởng gia, hồi bé, từng cùng ngài có duyên gặp mặt mấy lần, chỉ là ngài lúc đó thân ở địa vị cao, vì hoàn cầu bầy mưu nghĩ kế, dốc hết tâm huyết, cháu lại tuổi còn quá nhỏ, tịnh không có nhiều hơn cơ hội sùng bái ngài công thành danh toại. Thật sự cảm ơn ngài cùng ông nội đã dẫn dắt hoàn cầu, như rồng cuốn hổ trồm, một đường đi tới ngày hôm nay. Thế nhưng cháu vạn vạn không nghĩ đến, ngài lúc đó vì bảo trụ hoàn cầu mà cam tâm tình nguyện gánh chịu ô danh này nhiều năm cháu ở đây thay mặt tất cả nhân viên của hoàn cầu còn có cha cháu cùng chủ tịch cảm ơn ngài nhiều năm như vậy ngài phải chịu ủy khuất rồi chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nói xong lại vô cùng tôn kính khom lưng cúi người đôi mắt không khỏi nhạt nhòa đường trí long nghe thấy những lời này nhất thời lại bị bi thương bao phủ đôi mắt già nua lại kéo thêm những nếp nhân buồn bã nước mắt làm nhòe đôi mắt, nhìn về phía đứa nhỏ trước mặt này. Tưởng thiên lỗi xúc động tiến lên hai bước, đi tới bên giường, lại vì quá mức tôn kính, không dám lỗ máng, chỉ là tâm tình hỗn loạn đứng ở một bên, muốn nói chút gì đó, nhưng cái gì cũng nói không lên lời, chỉ là nhớ tới lúc đường khả hinh vừa tới hoàn cầu, khóc lóc quỷ gối với chính mình, khát cầu kia một chút ánh sáng, nghĩ như thế, anh lại cảm thấy thật châm chọc, hối hận và tự trách, tay nắm chặt, hít thật sâu, áy náy cùng xót xa nói nếu như cháu nếu như cháu đã sớm biết khả hinh là con gái của ngài cháu tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ấy như vậy tuyệt đối sẽ không sẽ để cho cô ấy thấy được ánh sáng muôn màu của cuộc sống cô ấy vốn phải là thiên kim quý thể có tài hoa tuyệt đối phượng hoàng niết bàn là chúng cháu hiểu lầm cô ấy là lỗi của chúng cháu chúng cháu thật đáng chết làm cho cô ấy phải chịu nhiều ủy khuất như vậy thân phận của cô ấy đáng nhẽ ra so với mỗi người chúng cháu đều quý trọng hơn chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nói cho hết lời, lại thật sâu hướng Đường trí Long khom lưng ân hận cùng tự trách. Đường Chí Long nghe xong lời nói này, khóe mắt cuối cùng chảy xuống giọt lệ, vốn là thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở nơi cổ họng, nói không nên lời, lại vì Tưởng Thiên Lỗi, cuối cùng thanh âm khàn khàn, kích động cảm ơn nói cuộc sống của mỗi người đều tự có đạo lý riêng của nó. Mỗi loại trả giá, theo thời gian trôi đi, kỳ thực là chính mình. Không có người nào thiếu ai tất cả đều là ông trời sắp đặt. Chủ tịch đường, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe xong, trong nháy mắt đau lòng nói, quá khứ của ngài khiến trời đất dung chuyển đất, bầy mưu nghĩ kế, tuyệt đối không thể có loại ý nghĩ do ông trời sắp đặt này. Vận mệnh không phải vẫn nắm giữ ở trong tay chúng ta sao? Ngài cùng hai người ông truyền lại lý tưởng, chúng cháu về sau mỗi người lãnh đạo, đều suốt đời không quên. Vô cùng cảm ơn ngài, chúng cháu tuyệt đối không coi những gì ngài trả giá cùng hiến dâng, đều coi là chuyện đương nhiên cho nên cũng xin ngài đừng có loại ý nghĩ này mặc dù biết ngài đang ở trong tù góc cạnh cũng bị năm tháng mải mòn nhưng là tinh thần của ngài cũng sẽ luôn được truyền thừa cho thế hệ của chúng cháu cũng xin ngài vào giờ khắc này cũng đừng tuân theo thiên mệnh cảm thán năm tháng trôi qua đều là bánh xe vận mệnh chúng ta mỗi người đều phải đấu tranh nắm giữ số phận của chính mình chấm than ngoặc kép đường trí long nghe những lời này đôi mắt sáng trói dạng người nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi vươn tay, nhẹ nắm lấy đôi bàn tay tràn đầy trai sạn của đường trí long, cảm giác được làn da của ông nhăn nheo, vô lực, trái tim anh như thắt lại, loại đau đớn phát ra từ nội tâm, từ tận đáy lòng nói cháu cũng xin thẳng thắn, trong quá khứ cháu đã làm rất nhiều việc có lỗi với khả hình. Đáng tiếc lúc cháu cảm nhận được điều này, thì hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, nhưng hạnh phúc của cô ấy đời này vẫn là chuyện quan trọng nhất trong lòng cháu. Hiện nay hoàn cầu đang bị bức ép, khả hinh không biết từ nơi nào lấy được chai rượu đỏ của ông già nhà cháu muốn lấy cái chết để bảo toàn cho hoàn cầu chấm than ngoặc kép đường trí long trong lòng bỗng nhiên chấn động chợt cảm thấy đại não khí huyết tràn đầy đôi mắt mơ hồ nhìn về phía tưởng thiên lỗi không thể tưởng được kêu lên cháu nói cái gì tưởng thiên lỗi lo lắng nắm chặt bàn tay của đường trí long đau lòng nói chú đường khả hinh cùng hạo nhiên yêu nhau chấm than hai người đều là tự nguyện hiến dâng cho nhau mặc dù cháu cùng với Hạo Nhiên có rất nhiều mâu thuẫn, quan điểm bất đồng, nhưng cháu cũng chưa từng phủ nhận cậu ấy là một người lãnh đạo xuất sắc. hiện tại chai rượu đỏ không biết tại sao lại biến mất. Hạo Nhiên một thân chính nghĩa, cháu sợ cậu ấy không biết sẽ làm ra chuyện gì, cho nên vãn bối ở đây khẩn cầu ngài có thể đem bí mật rượu đỏ năm đó nói cho cháu nghe được không? để cho cháu có thể suy xét, xử lý một số chuyện được đúng mực. chấm than ngoặc kép Đường Chí Long lại vào chính lúc này bởi vì lo lắng cho an nguy của con gái cùng hạo nhiên, mà máu dồn lên não, một trận thở gấp công tâm, trong miệng phun một búng máu, thấm ướt sàn nhà. chương 949, đồng nhất gắn bó. Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi tới, sốt ruột giúp đường trí long từ phòng bệnh đi đến, chuẩn bị tiến hành cấp cứu cho ông. Chú đường, chú đường, tưởng thiên lỗi vừa cùng đẩy đường trí long nhanh chóng hướng phòng cấp cứu, vừa hối hận nắm chặt tay của ông, trong lòng đau đớn hối hận nhìn về phía ông mặt đang đeo chụp dưỡng khí, bộ dáng thương tâm muốn chết, thật sự ái náy tự trách nói, thật sự rất xin lỗi. Cháu không có suy xét đến tình hình thân thể của chú. Thực xin lỗi, người nhất định phải không có việc gì. Khả hình muốn trong trận thi đấu rượu đỏ, cô ấy vẫn hy vọng chú thấy được khoảng khắc thành công đó của cô ấy. Chấm than ngoặc kép. Đường Trí Long chỉ là khẩn cấp nằm bất động ở trên giường nặng nề thở phì phò, đôi tay run lẩy bẩy nhanh, chấm than ngoặc kép, y tá hướng phòng cấp cứu mở cửa ra, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng giúp đường trí long đi vào trong, tịnh kỳ lúc này, cũng lập tức dẫn viện trưởng cùng bác sĩ thần kinh tốt nhất trong ngoài khoa nhanh chóng đi tới, vừa muốn cùng lúc đi vào, hỏi tình huống cụ thể, tưởng thiên lỗi lại ở phía sau, bị ép phải buông tay đường trí long ra, mới sốt ruột xoay người muốn cùng tịnh kỳ nói chuyện. Một bàn tay già nua, nặng nề nắm cổ tay anh, thật chặt thật chặt. Tưởng thiên lỗi ngớ ngác xoay người, nhìn về phía đường trí long nằm ở trên giường bệnh, mặt mặc dù thống khổ, hấp hối, hơi thở hổn hển dần dần bình ổn, khôi phục một chút thần trí nắm chặt tay mình, giống như có chuyện muốn nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ngớ ra nhìn về phía đường trí long. Tịnh kỳ cũng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị trầm tính, nhìn về phía bậc trưởng bối này, mặc dù mang theo trục dưỡng khí, miệng lại cấp bách thở ra hơi, có phần không quy luật, mí mắt càng không ngừng di động. Giống như có chuyện muốn nói. Cô lập tức nói, ông ấy giống như có việc quan trọng, muốn cùng tổng giám đốc tưởng nói chuyện. Chấm than ngoặc kép. Nhưng mà, chấm 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 ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi cấp thiết ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ, lúc này, anh chỉ hy vọng thân thể đường trí long mạnh khỏe. Tịnh Kỳ nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh viện trưởng, nhanh chóng sáng tỏ tình huống này, viện trưởng trầm tư nghĩ nghĩ, liền nhanh chóng nói, để cho Tưởng tiên sinh tiến vào xem tình huống cụ thể của bệnh nhân như thế nào. Nếu chỉ là nhất thời tức ngực khó thở, có thể suy xét để cho bọn họ nói chuyện trước. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, bác sĩ cùng y tá nhanh chóng giúp đường trí long đi vào, tưởng thiên lỗi cũng lập tức đi vào theo, hai cảnh sát nghiêng ngòi đứng ở ngoài cửa, lại khẩn trương thủ hộ. Tịnh kỳ đứng ở ngoài cửa. Mặt mang vài phần lo lắng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đóng lại, nhớ tới lời nói của Thủ tướng, bằng mọi khả năng, nhất định phải bảo hộ đường trí long an toàn. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho đường trí long, phát hiện ông quả thật là nhất thời tức ngực khó thở, không có nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt tiêm cho ông liều thuốc nước, rửa sạch vết máu, liền trực tiếp để cho ông nằm luôn trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua tưởng thiên lỗi, tất cả mọi người đều trầm mặc thối lui ra ngoài. Tưởng thiên lỗi lập tức đi lên phía trước, khẩn trương nhìn về phía đường trí long đang dần dần tỉnh lại, kêu nhỏ chú đường chấm than ngoặc kép đường trí long tiều tụy thở hổn hển lại chậm rãi mở to mắt tỉnh lại vươn tay trái già nua đang run run rẩy rẩy nhẹ nắm cổ tay tưởng thiên lỗi nặng nề nuốt một cái cổ họng đang khát khô nhìn về phía anh thanh âm khàn khàn hỏi đúng là là ai nói cho cháu chú vì tập đoàn hoàn cầu mà mạo danh là tham ô tưởng thiên lỗi hai chồng mắt lóe ra mới vội vàng sốt ruột nói cháu vừa rồi lúc qua bệnh viện chú trang gọi điện thoại cho cháu chú ấy đã từng phái người đi thăm dò chuyện về rượu đỏ phát hiện chú lúc ấy là đầu bếp trưởng kiêm chủ tịch tại một khách sạn năm sao khác thậm chí bí mật chuyển tiền vốn cho hoàn cầu thời điểm chú ra khỏi tập đoàn hoàn cầu là vì tội danh tham ô cháu nghĩ không hiểu rõ lắm là tại sao thậm chí trong lịch sử phát triển của tập đoàn hoàn cầu chúng ta chỉ thấy có một nửa chuyện của chú sau đó cháu mới biết được năm đó hoàn cầu đã tùng có một thời gian khủng hoảng về tài chính vừa lúc là chú tham ô năm đó đường trí long hai tròng mắt hơi chút âm trầm, nặng nề nuốt cái cổ khát khô, mới sâu xa nhìn hướng phía trước, giống như thấy được một đoạn thời gian ngắn đã mất đi trong trí nhớ của mình, lại trở lại. Ông cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng nói, hơn 30 năm trước, ông nội cháu cùng chủ tịch Trang đã từng thề muốn ngay trên mảnh đất tại Trung Quốc này, sáng tạo một loại rượu nho cho chính mình, mà còn phát hiện khí hậu vùng đất liêu ninh kia, thập phần thích hợp nuôi trồng rượu băng và loại rượu vang quý. Đây là hai loại dịch rượu, đều có thể tiến đến vang danh dịch rượu trên thế giới. Mà chú năm đó, cũng vào lúc ông bà ngoại của Khả Hinh, phát hiện nơi đó có khí hậu trồng giống nho Henry Pinot chân quý trên đá sỏi đen. liền đề nghị khai phá nơi đó. Tưởng thiên lỗi an tĩnh lắng nghe. Đường trí long lưu chuyển hai tròng mắt, trên mặt hiện lên phần hồi ức ám ảnh cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc ấy toàn bộ, đều đã tiến hành như hỏa như đồ sao, ba đỉnh núi, hoàn toàn đều là cây nho kia bao trùm vọt lên, đón ánh mặt trời rực rỡ, lại như cũ sinh sôi nảy nở bừng bừng. Vô số chuyên gia rượu nho trong nước, nhao nhao ở nơi đó nghỉ chân, bao gồm cả hai chuyên gia ủ rượu vô cùng nổi tiếng, đồng thời cũng là nhà sinh vật học của Viện Khoa học Kỹ thuật chuyên nghiên cứu về sinh vật, bác tiên sinh cùng bác phu nhân. Sao nguyên ý của câu thành ngữ, đỏ như lửa, trắng như bông lau, dùng để chỉ khí thế rầm rộ. Tưởng thiên lỗi tiếp tục khẩn trương nghe. Đường trí long nằm ở trên giường bệnh trắng xóa, tiếp tục hồi ức, sâu xa nói, năm ấy. Chúng ta mỗi người đều đã giống như thấy được vô số hy vọng, hy vọng đó tựa như lá nho vào mùa hè, trời xanh, cây xanh, tràn ngập sức sống. Ông nội cháu cùng ông nội trang lúc đó tràn ngập nhiệt huyết, thời kỳ phát triển kinh tế đất nước, luôn luôn ôm ấp một ý nguyện cực kỳ nghiêm túc trong lòng, vì vùng đất này làm nên được chuyện gì đó. Mơ mộng, đối với người cố chấp theo đuổi, kỳ thật là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nó cũng không phải hư vô nhưng mà lý tưởng con người cũng không địch nổi một ánh mắt phẫn hận của hiện thực xã hội. Ngay tại lúc những cây nho trong trang viên của chúng ta chuẩn bị muốn ủ ra rượu nho thuộc về chính mình, một khắc thành rượu kia, tưởng lão tự mình đến thôn huyện, thời khắc cùng với những thôn dân cộng ẩm sao sao, mọi người đã vì vườn nho mà vất vả kia, lại thật không ngờ, vào cái đêm đầy tinh thần ấy, toàn bộ được phủ kín bởi thi thể chúng độc trì. Chấm than ngoặc kép, sao sao cộng ẩm ý muốn nói cùng nhau uống rượu chung vui. Tưởng thiên lỗi nhất thời chấn kinh nhìn về phía đường Trí Long, vội gọi hỏi ý của chú là. Hơn 300 thôn dân kia, bởi vì uống vào rượu nho chúng độc trì, đã chết. Đường Trí Long hai tròng mắt hoang mang thoáng qua ánh nhìn kích động, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, trầm trọng gật gật đầu. Tưởng thiên lỗi nhất thời một mảnh vô lực đứng tại chỗ, đột nhiên biến sắc, hai tròng mắt hỗn độn lóe ra, cảm thấy được toàn bộ đều không thể tưởng tượng nổi, anh nặng nề nuốt nuốt nơi cổ họng, lại kích động nhìn về phía đường Trí Long, hỏi sự kiện đó là ai gây ra là là ông nội của cháu bởi vì nhất thời lơ là hay lại là đường trí long nghe lời này lại biểu lộ vài phần đau lòng nhìn về phía tưởng thiên lỗi chậm rãi nói trong đó có trách nhiệm của ông nội cháu cùng ông cụ trang chuyện này chú chưa từng nói với người ngoài tưởng thiên lỗi hai chồng mắt nhanh chóng chấp nháy cảm giác trái tim một trận lạnh lẽo nhìn về phía đường trí long đường trí long nằm ở trên giường bệnh Giống như thấy được cái thời điểm kia, như anh hùng, tưởng lão Oai phong lẫm liệt, cùng Trang lão ôn nhu rộng lượng, sâu xa nói, năm đó lúc rượu lên men, mọi người tất cả đều nhảy nhót vui mừng. Nhưng mà chủ tịch tưởng cùng chủ tịch Trang tối hôm đó, đi vào phòng nghiên cứu của bác tiên sinh, phát hiện một dây nho đầu tiên gần thôn hóa thành màu đen, bọn họ kinh ngạc xin hỏi ý kiến tình huống đó. Với đôi vợ chồng mới, bọn họ nhìn vào tình huống này, nói vốn cách đỉnh núi hai dặm đường có nhà máy hóa chất đang đem nước thải thông qua đường thông dưới đất, nhiễm vào mấy chục con sông trong thôn trang, sau này cũng vô cùng có khả năng sẽ ô nhiễm đến mấy vườn nho. Lúc đó, tưởng lão toàn thân lạnh lẽo, rất đối phẫn nộ, muốn dẫn theo cái chứng cứ của bi kịch này, tố cáo nhà máy hóa chất. Bởi vì ông ấy tuyệt đối không cho phép có bất luận cái loại ô nhiễm gì, thấm ướt một chút dịch rượu quý giá này, cũng không có thể coi thường tánh mạng của dân trong thôn mà không để ý tới. Nhưng ai ngờ hôm sau vừa lúc ông mới ra cửa, cũng đã bị người bí mật gặp mặt, muốn ông đem chuyện này che giấu xuống. Thậm chí uy hiếp thêm nhiều lợi ích khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trong lòng tê dần, trầm mặc nhìn về phía đường trí long. Đường trí long hai tròng mắt cũng lóe ra trong lòng đau thương, tiếp tục sâu xa nói, ở trong một con sông của thời đại, một người rất có tinh thần, có ý chí, có vẻ rất nhỏ bé, nhưng mà ông nội cháu từ một người ham mê ẩm thực lập nghiệp, ông ấy hiểu được nước là nguồn gốc vạn vật, mặc kệ là chim muông thú vật, hay là một cây hoa một cây cỏ, đều cần nó tới cùng nuôi dưỡng. Huống chi, thời điểm đó, mặc dù lúc tranh luận trả giá mảnh đất đó, đắc tội một vài quan viên, nhưng vẫn được ủy viên trương che chở. Ông ấy vẫn ôm ấp tư tưởng mạnh mẽ, muốn đi tố giác chân tướng này. Ai biết lời ông ấy vừa mới kiện lên cấp trên trở về, vào lúc ban đêm, nhóm người trong thôn dân đã chết rồi. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, trong lòng một trận hàn băng, hai chồng mắt lập tức tràn đầy kiên nghị ngấn lệ, luôn luôn không thích chính ông nội mình, bởi vì anh cảm thấy được ông nội tính tình tiên phong đạo cốt sao 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 thân thể cường tráng làm người ta cảm thấy được tư tưởng của ông đều đã lộ ra là một người lãnh đạo vô cùng đáng hoán hận. sao 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 cốt cách của bậc tu tiên cao cao tại thượng, đường chí long trên mặt run run mà đau lòng, tiếp tục sâu xa nói, có lẽ cây nho trong trang viên này liền là bắt đầu cho một đấu trường chiến tranh tố giác chuyện này lại dấy lên cuộc chiến tranh của hai phái quan viên. Thương cảm cho thôn dân, ngay vào giữa quá trình kia, bị giết hại đã chết. Bao gồm cả ông bà ngoại của Khả Hinh, thời điểm lúc đó, trên lưng lại vẫn là sọt cây trúc, nằm dưới dây nho giữa lưng chừng núi, bị chết như vậy thật đau thương, như vậy thật đáng buồn. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, cái nơi trong lành thuần khiết có đời đời con người sinh sống tại đó, cả đời khỏe mạnh cường tráng, lại bị chúng ta sao sao, hại chết rồi. Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt mãnh liệt mà sắc bén lóe ra, lại suốt ruột hỏi, sau đó thì sao? Đường Chí Long chậm rãi nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tiếp tục nặng nề nói, sau đó không ai điều tra người sai khiến kia là ai, chú lúc ấy cũng bởi vì việc khẩn cấp, đã đang ở hoàn cầu, chú nghe thấy sự việc đó, lo lắng vạn phần, liền đi cầu xin ủy viên trương cùng cha mình, cứu vớt lấy hoàn cầu, chú cũng lấy bản thân bảo đảm, ông nội cháu cùng trang lão, là hai nhân vật lớn vĩ đại, tương lai nhất định hội tạo phúc cho vô số người, bọn họ tuyệt đối không có khả năng sẽ vì một chút dịch rượu không thuần khiết đó. Mà mà làm chuyện táng tận lương tâm tăng thêm lượng oxy hóa chỉ này. Chú khẩn cầu bọn họ bảo vệ hoàn cầu, ủy viên trương cùng cha chú suy nghĩ một buổi tối, dồn đến đường cùng, liền làm ra lời khai giả, hiệp trợ ông nội cháu cùng ông cụ trang được thả ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, ông nội của ông ấy, vợ cùng con gái ở trong cuộc chiến tranh này, đã chết chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi một trận chấn kinh nhìn về phía đường Trí Long. Bắt đầu từ khi đó, đường Trí Long mặt biểu lộ thần sắc ái náy, sâu xa nói, ủy viên trương bởi vì đối cha cùng vợ con có ái náy, vẫn không có cùng hoàn cầu chúng ta qua lại nữa. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hai tròng mắt lóe ra, khó trách mỗi lần gặp ủy viên trương khi đó, ông đều đã có vẻ mặt cùng bộ dáng trầm tính hối hận. Thời điểm kia, ông nội cháu giống như hạo nhiên, bốc đồng, nhiệt huyết, lại bởi vì một cái thực tế này đã kích, từ đó cũng trở nên vững vàng cùng trầm ổn hơn. Là một người đảm đương ở vị trí càng cao, nắm giữ càng nhiều sinh mệnh. Thời điểm một mình trên đỉnh cao, đều phải giả vờ như người vô tình, chính là vô cùng ích kỷ. Ông nội cháu là một người đại nhân đại lượng, ông ấy gánh vác hơn 300 sinh mệnh của thôn dân kia, một mực chuộc tội. Đường Trí Long tiếp tục u buồn mà đau lòng nói. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, từng trận đau lòng. Đường Chí Long tiếp tục lại sâu xa nói, chuyện này trải qua nhiều năm như vậy, vẫn đều không có cha ra đầu mối, chú lúc ấy cũng hết sức kỳ quái, bởi vì tuyệt đối không tin sự việc chúng độc trì này, là do chúng ta mà ra, chú rất tự tin, khẳng định chú lúc ấy chọn lựa mỗi người mới, đều khó có khả năng sẽ ở trong quá trình này, phớt lờ, liền âm thầm kêu mẹ khả hinh về quê, âm thầm điều tra nghe ngóng thôn dân còn lại sau đó, rốt cục phát hiện là trước khi tưởng lão tố giác, còn gấp rút gia tăng thêm dịch rượu bị đầu độc thậm chí thực nghiệm trên thi thể vợ chồng bác tiên sinh, bọn họ kỳ thật cũng không phải chúng độc trì, mà là trên đường lúc về nhà, bị người ta bức cho chết. Tưởng thiên lỗi nháy mắt đôi tay nắm chặt quả đấm, răng rắc rung động. Đường trí long cũng nhất thời tức giận, hai tròng mắt lóe ra, tiếp tục nói, thời điểm đó, chân tướng bị chúng ta điều tra ra, sau đó ông nội cháu liền đuổi chú ra khỏi hoàn cầu. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ngớ ra nhìn về phía đường trí long, suốt ruột hỏi tại sao ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường trí long tạm dừng một hồi, cuối cùng mới buồn bã mà đau lòng nói, bởi vì lúc chân tướng được làm sáng tỏ, đã mấy năm đi qua như thế, trong đó liên lụy tới rất nhiều người rồi. Ông nội cháu lường trước được hoàn cầu có khả năng lại có một nhóm người gây lên một trận tinh phong huyết vũ, vì sợ liên lụy đến chú, liền lập lên tội danh tham ô cho chú, đuổi chú ra khỏi hoàn cầu. Lại lợi dụng giao tình cuối cùng với ủy viên trương, đã cứu chú âm thầm cấp cho chú gần 20% cổ phần công ty của Hoàn Cầu. Được, nếu giả như Hoàn Cầu không có việc gì, chú nhất định phải trở về, cũng nhất định, nhất định phải đem khả hình đứa bé khả ái kia, gả cho cháu của ông ấy. Để đứa bé gái này mãi mãi ở lại bên cạnh cậu bé, nhìn nó mỉm cười ngọt ngào. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, nhất thời hai chồng mắt đẫm lệ. Đường trí long lại như nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nước mắt chảy xuống không ngừng, thống khổ nghẹn ngào nói, ông nội của cháu là một người vĩ đại. Chú đối với ông ấy, cả đời biết ơn, ơn chi ngộ, vốn là đã khó có thể báo đáp, lại vẫn một lòng giúp đỡ đưa chú lên đỉnh cao. Chí hướng của ông ấy vẫn khi phách như vậy, một tập đoàn cho tới bây giờ cũng không phải chỉ là của tưởng gia cùng trang gia. Chủ tịch Trang cũng là tài năng xuất chúng, người lãnh đạo tương lai của hoàn cầu, phải là người thích hợp. Tuyệt đối không vào lúc này mà độc chiếm tuyệt đối không để cho tương lai của hơn trăm vạn nhân viên giao cho kẻ độc tài. Bọn họ đối với tương lai, đối với suy tính cao xa của vận mệnh, không ai sánh bằng. Cho tới bây giờ cháu có lẽ cũng chưa từng gặp qua sự hợp tác tương hỗ như vậy mà người hợp tác cũng ra sức hỗ trợ. Bọn họ đều một lòng một giả, trải qua vô số năm tháng, không sợ cường quyền, không sợ nguy nan, dẫn dắt mọi người đón gió dễ sóng trải qua vô số năm tháng, thậm chí sau khi biết được chân tướng sự kiện thôn dân bị độc phát, cũng cắn chặt răng, không rời không bỏ. Trong mắt thế hệ con cháu các cháu, chỉ nhìn thấy được tưởng lão là người oai phong lẫm liệt, thật ra Trang lão cũng là một người lãnh đạo vô cùng xuất sắc, cùng tổng giám đốc tưởng giải quyết công việc luôn trái ngược nhau, trước giờ đều luôn có những sách lược sáng suốt. Vì vùng đất Á Châu này, khai sáng vô số sự nghiệp mới. Kỳ thật khách sạn dưới nước, Trang lão đã sớm có dự định tiến hành, nhưng ông ấy lại cảm thán nói, hy vọng trong tương lai có thể có người trẻ tuổi có tinh thần can đảm cùng quyết đoán mở ra một thế giới mới. chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nghe được trong lòng xúc động dâng trào vừa vì là người nhà họ tưởng mà kiêu ngạo tự hào cũng vì trang lão ôm ấp những mộng tưởng chưa từng có mà kiêu ngạo lại tiếp tục khẩn trương hỏi vậy chuyện về chai rượu đỏ là sao? nghe nói nhà họ tưởng chúng cháu có cái bí mật gì giấu ở trong chai rượu đó. đường chí long chậm rãi quay đầu trong lòng một trận đau đớn nhìn về phía tưởng thiên lỗi sâu xa nói cháu có phải rất tò mò nhà họ tưởng cháu có cái bí mật gì tưởng thiên lỗi hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra chính mình cũng không hiểu nhìn về phía đường trí long đường trí long tạm dừng một hồi rốt cục hai tròng mắt nóng cháy chậm rãi nhìn phía trước giống như đang kêu gọi nói sau sự việc rượu đó ông nội cháu hiểu được sinh mệnh con người là đồng nhất gắn bó nhau bởi vì cháu sống trong xã hội đầy lợi ích này tất cả mọi người có khả năng là bạn bè của cháu cũng có khả năng là kẻ thù của cháu. Năm đó ủy viên Trương giúp đỡ chúng ta như vậy, đến nỗi cha cùng vợ con cũng chết. Vô số quan viên nghiêm nghị chính trực, bao gồm cả thủ tướng cũng giúp đỡ hoàn cầu vượt qua cửa ải khó khăn. Ông ấy tự biết cả đời này sẽ không còn những ân huệ như thế nữa, ông tự biết hoàn cầu là cả nước cứu giúp. Liền đem một chai rượu cổ trăm năm, đổ ngược dịch rượu ra, rồi rót vào trong đó một chai rượu chứa oxy hóa chỉ còn sót lại lúc ấy làm bằng chứng đem nhóm người giết hại hơn 300 thôn dân năm đó, cùng chân tướng đã điều tra, gói lại giấu kỹ trong chai rượu. Còn đem ba bí mật của nhà họ tưởng, cũng giấu ở trong chai, giao cho ủy viên trương, bày tỏ lòng trung thành. Thề tương lai đời đời thế hệ người lãnh đạo của Hoàn Cầu, nhất định phải lưu một nửa cơ nghiệp ở trong nước, vì đất nước mà phục vụ. Nếu như trong tương lai người lãnh đạo Hoàn Cầu không tuân thủ lời thề này, ủy viên trương liền có thể mở chai rượu đó ra, đem tấm di trúc trong bình, chứng minh 100% cổ phần của hai họ trang tưởng trong hoàn cầu, toàn bộ kính tặng cho sự nghiệp từ thiện trong nước. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi khiếp sợ nhìn về phía đường Trí Long, kinh ngạc kêu to cái gì. Đây cũng là một bí mật của nhà họ tưởng cháu, đường Trí Long hai tròng mắt thâm sâu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, buồn bã mà kích động nói cho nên. Chú nói ông nội cháu là một người vĩ đại, sau khi giao ra chai rượu đó, ông ấy vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền một mình điều tra lại một chút chân tướng, chuẩn bị chứng cứ muốn đích thân tố giác những người đã từng giết hại hơn 300 thôn dân. Sau khi ủy viên Trương biết chuyện, nhanh chóng đuổi tới, ngăn ông ấy lại, hủy đi chứng cứ trong tay ông ấy. Thậm chí nói với ông ấy, chết nhẹ tựa lông hồng, nặng ở tại Thái Sơn. 100% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu, không bằng một ngày dùng tinh thần sức sống truyền thụ lại những thứ quan trọng tổng cuộc sống. Nếu muốn dùng sinh mệnh của mình cùng chân tướng đi tố giác, không bằng hãy kiềm chế lại chính mình. Ông cho tôi chút thời gian, tôi nhất định sẽ tự mình bắt lại những người đó, xử tử hình. Nhưng mà, ủy viên trương tuyệt đối thật không ngờ, chai rượu kia vừa mới đến được phòng của ông ấy, không được bao lâu thì lại bị mất trộm rồi. Sau đó, chai rượu này tới cùng đi đâu, không ai biết. Tưởng thiên lỗi nghe được lời này trong lòng chấn động mạnh. Đường trí long lại sâu xa ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói cái bí mật thứ hai là bí mật về hai đứa trẻ con chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại kích động nhìn về phía đường trí long nói hai đứa trẻ con đường trí long lại thâm sâu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói đúng hai đứa trẻ con ông ấy kính xin ủy viên trương công khai bí mật về thân thế của hai đứa trẻ con này bởi vì ông ấy thật sự không có dũng khí sau khi hoàn cầu biến mất trên thế giới này công bố một chân tướng này ông ấy thật sự hổ thẹn với hai đứa bé này thẹn với hai gia đình một người lãnh đạo thời điểm khi đứng ở địa vị cao thật ra chính mình liền không phải là chính mình có đôi khi thậm chí ngay cả quyền được hạnh phúc của mình cũng không thể tự nắm giữ được ông ấy khẩn cầu hai đứa bé tha thứ cho ông ấy tưởng thiên lỗi ánh mắt hơi chút ngưng trọng trái tim không nhịn được đau đớn không hiểu hỏi ý của chú là hai đứa bé kia là đường trí long ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi hiện giờ bộ dáng nghiêm nghị cùng phong độ ông kiềm nén vài phần nhưng vẫn cúi xuống dưới, hai tròng mắt lộ ra vài phần bối rối nói, chú không biết. Nhưng chú tin tưởng, cha của cháu có khả năng biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hai tròng mắt nhanh chóng chấp nháy, sau vài phần do dự, lại khẩn trương hỏi bí mật thứ ba là. Đường trí long lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhanh chóng, nói bí mật thứ ba là một điều mấu chốt. Sự kiện rượu đỏ năm đó, ủy viên trương cùng các quan viên tạo ra lời khai giả, Chứng cứ giả, giả người làm chứng hàng loạt sự kiện, Tần lão cũng có phần tham gia. Ông cháu vì sợ Tần lão đến lúc đó trở mặt thành thù, liền đồng thời cũng đem hàng loạt người làm giả chứng cứ, dùng tiền mua chuộc chứng cứ phạm tội, bỏ vào trong chai. Để phòng ngừa có một ngày Tần lão cắn ngược trở lại, cũng có chứng cứ để kiềm chế ông ta. Cho nên Tần lão cũng biết bí mật chai rượu đỏ, ông ấy lại càng biết hai gia đình Trang tưởng có 100% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu. Tưởng Thiên lỗi nghe đến đó, Bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, chấm than ngoặc kép, đường trí long khẩn trương cùng suốt ruột nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói thiên lỗi. Cháu tin tưởng chú, những lời của chú tất cả đều là bí mật thật sự của chai rượu đỏ đó. Đã trải qua nhiều năm như thế, 30 năm trước những quan viên trẻ tuổi của địa phương, hiện giờ có không ít người ở địa vị cao. Nếu chai rượu này rơi vào trong tay của bọn họ, tập đoàn hoàn cầu cùng một nhóm quan viên đều không thoát được quan hệ thậm chí quan trọng nhất là sẽ cướp đi cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu. Cháu nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được chai rượu kia, càng phải ngăn cản Hạo Nhiên mở chai rượu đó ra, nếu nó mở ra, nó sẽ bị kẻ đứng đầu bị tất cả bọn ác ma công kích. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên biến sắc, nhớ tới Trang Hạo Nhiên hôm nay lúc rời khỏi phòng mình có nói, câu nói kia cho nên anh so với tôi thích hợp làm tổng giám đốc hơn. Hai tròng mắt của anh nhanh chóng lóe ra, trái tim đập mạnh vỡ vụn nhớ lại chuyện này nhanh đi, chấm than ngoặc kép, đường trí long lại thúc giục anh, sốt ruột nói, cháu cùng hạo nhiên đều là người phải chịu trách nhiệm. Không thể chưa làm rõ toàn bộ mọi chuyện mà đã hy sinh. Nhanh đi, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, lập tức lo lắng gật đầu, bước nhanh muốn xoay người, nghĩ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía đường trí long hỏi, chú đường. Chú có biết chuyện bước bình phong cửu long không? Bước bình phong cửu long, năm đó là ai đưa cho hoàn cầu chúng ta? chấm hỏi ngoặc kép. Đường Trí Long trầm trọng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói ủy viên trương. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hai mắt sáng lên, chương 950. Hàng núi màu đen, tiếp tục di chuyển ở phía trước mặt, luôn để lộ ra một chút rét lạnh âm u. Trên đỉnh không khỏi truyền đến tiếng chó sủa. Trong nháy mắt, điệp y ngẩng đầu lên, giơ súng lục, liền tiến gần cửa sổ xe bên cạnh, hai mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, cả người lẫn vào giống như động vật linh hoạt, tản mát ra một hơi thở đầy sát khí. Tài xế bị hơi thở của Điệp Y ảnh hưởng, cũng bắt đầu có chút khẩn trương, sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi, nặng nề nuốt cổ họng khô khát, tiếp tục tập trung toàn lực lái xe. Giờ này, sắc mặt của Trang Hạo Nhiên lạnh như băng ngồi ở sau xe, ôm trong ngực như cũ khẩn trương cùng run rẩy tiêu đồng, biết có rất nhiều người chờ mình. Mưa rơi càng lúc càng lớn, vất phới bay loạn khắp nơi rất nhiều chiếc trực thăng đang muốn nhanh chóng bay về phía đại trạch trang ra thì phi công lại không khỏi nghiêm mặt nhìn lên số liệu phi hành phía trước, mặc kệ là kim dầu hay là kim chỉ số, thậm chí ngay cả số liệu phương hướng toàn bộ xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Anh lập tức lấy tay đè lên chốt, khẩn trương nói hệ thống trực thăng của chúng ta bị phá hư, không có cách nào đuổi theo hướng nhà tổng giám đốc trang. Chấm than ngoặc kép. Cái gì? Tô Lạc Hoành ngồi ở ghế sau, nhất thời khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch nói, điều này sao có thể? Phi công lập tức đổ đầy mồ hôi, lần nữa nữa đè xuống chốt để trở lại vị trí cũ, chỉ thấy bàn và đồng hồ nhanh chóng lóe ra chỉ số nguy hiểm, anh lập tức nói, có người thông qua vệ tinh hệ thống viễn trình đang phá hủy hệ thống của chúng ta. Bây giờ lập tức hạ xuống, nếu như không xuống, cả người bên trong khoang đều sẽ gặp nguy hiểm. Chấm than ngoặc kép. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, lập tức tới trang ra. Chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành lo lắng an toàn của Trang Hạo Nhiên, giống lên Lời vừa nói xong, hai chiếc máy bay trực thăng phía trước ầm ầm bị đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt ở trên trời nổ tung. Mọi người thông qua trước cửa sổ, thấy như vậy một màn, toàn bộ khiếp sợ. Trong đầu phi công lập tức rơi nước mắt, nhanh tiến hành thao tác trên tay, lần nữa tìm vị trí, kêu to, lập tức hạ xuống. Chấm than ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt một viên tản đạn lạc vịch một tiếng, bắn thẳng tới đuôi máy bay, oanh một tiếng lửa bay khắp nơi, máy bay trực thăng giống như thẳng tắp rơi xuống. Mấy mười chiếc xe hơi màu đen chạy thẳng đến đại trạch trang ra, nhưng mấy tài xế lại phát hiện toàn bộ đèn tín hiệu giao thông bị dập tắt, chặn tất cả các xe bị kẹt lại không vượt qua được, bọn họ sốt ruột mà vòng lại đi về phía trước. Bệnh viện, ngón tay của tưởng văn phong nhanh chóng gõ trên bàn phím, vừa nhìn các nơi đèn tín hiệu trong thành phố, gần như bị dập tắt toàn bộ, sẽ tiến về phía đội ngũ xe của Trang Hạo Nhiên, toàn bộ ngăn chặn, anh lập tức có chút khẩn trương nói, có người giống như chúng ta, xâm lấn hệ thống cục giao thông, thông qua đèn xanh đèn đỏ bị phá hư, gây ra tai nạn giao thông, tới ngăn cản người của chúng ta đi trang ra. Chấm than ngoặc kép. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lập tức chịu đau tiến lên, nóng nảy nhìn về phía màn ảnh thấy giao thông chen chút, anh vội vàng hỏi, có thể phá giải mật mã của bọn họ không? Không được. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Văn Phong bên thử xâm lấn hệ thống nội bộ giao thông giúp bọn họ khôi phục số liệu nhưng bởi vì máy vi tính của mình kỹ thuật thật sự không kịp tô lạc hoành liền nhanh chóng nói máy vi tính của tôi thật sự không vượt qua kiểm tra được lập tức gọi phó tổng giám đốc tô trở lại nếu như không được hậu quả khó mà lường được hình như anh ta mới đi lên theo máy bay tới trang ra rồi lãnh mặc hàn lập tức đứng dậy cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện thoại cho tô lạc hoành cửa ầm ầm bị mở ra mỹ linh bị thương xông tới nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói phó tổng lâm phó tổng tô phó tổng tàu bọn họ ngồi trên máy bay trực thăng toàn bộ nổ tung khung máy nổ tung rơi tan nát xuống đường thành phố phanh một ly trà sâm nóng hỏi nặng đập xuống đất sắc mặt của nhã tuệ liền trắng bệch tay mềm nhũn cả người nhất thời ngã trên mặt đất không nhịn được nghẹn ngào khóc giống lên trong lòng của lãnh mặc hàn chợt run lên lập tức dẫn toàn bộ người nhanh chóng hứng mưa chạy về phía trang gia Trần Mạn Hồng lúc này mới bưng dĩa trái cây lại đâu, lại thấy cả người của lãnh mặc hàn giống như đoàn bóng đen, mạnh mẽ xông lại, đụng ngã dĩa trái cây trong tay của mình, bản thân cũng ngã xuống trong nháy mắt, trái cây văng khắp nơi, cô A Ya mà kêu một tiếng, ngẩng đầu lên đã thấy lãnh mặc hàn đang bị thương, dẫn mọi người chạy như bay đi ra ngoài, cô kinh ngạc nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Máy bay trực thăng mà mấy người phó tổng tàu New York bị nổ tung, xảy ra chuyện rồi, chấm than ngoặc kép, Mỹ Linh đi sau cũng chịu đựng đau đớn gấp gáp đi về phía trước. Tào, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lời nói vừa xong, đầu hỗn loán, lúc này mới phát hiện ra bọn họ nói là chồng của mình, cô nhất thời hoa cả mắt, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Một tiếng sét đánh, rầm rầm truyền đến, chiếc xe Rolls Royce vừa lắc thân quẹo qua một đường rẽ, một lần nữa, vèo một tiếng từ sau núi thẳng vọt mà đến, cuối cùng phịch một tiếng, điên cuồng đâm vào mỏm núi đá, đá vụn rắc một tiếng, khe hẹp khắp nơi nứt ra, rất nhiều đá vụn oanh một tiếng, trong nháy mắt ảo ảo nện xuống trần xe. tài xế khiếp sợ, ngẩng đầu lên trong nháy mắt thấy đỉnh núi rơi đá sẽ nện lên xe mình, anh a kêu một tiếng, chân đạp chân ga, điều khiển xe vọt đi. a, à, tiêu đồng vừa một trận sợ hãi té vào trong ngực trang hạo nhiên, sợ đến mức run lẩy bẩy. khuôn mặt của trang hạo nhiên nghiêm túc, hai mắt lóe lên ánh sáng như chim ưng, nhìn về phía cửa động đang ở phía trước lúc tay anh vuốt đầu của tiêu đồng. Mái tóc đen nhánh che đi móng tay dài nhọn của anh. 12 bóng đen trong nháy mắt từ trong bóng tối xuất hiện, 6 nam 6 nữ mặc màu quần áo đen, phân ra đứng ở các nơi trước cửa động, vẻ mặt âm u lạnh lùng, giống như tử thần nhìn về chiếc xe phía trước. Tài xế bị dọa sợ trong nháy mắt, dậm chân ga, nhìn về người tới phía trước. 12 nam nữ đều có dáng người khôi ngô, thẳng tắp, trong nháy mắt giơ lên súng lục phi ưng lên, nhắm ngay Ron royce trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngồi ở ngay vị trí chính giữa, tay như cú ôm chặt đầu tiêu đồng đang run rẩy, mượn ánh đèn trước xe chiếu ngược ánh sáng trở về, chỉ là chiếu sáng một nửa khuôn mặt anh, chỉ ánh sáng lóe lên như chim ưng, ngưng tụ sức mạnh không giới hạn, giám sát chặt chẽ 12 người phía trước, mỗi người có sắc mặt lạnh lùng, cứng ngắc, nhất là nữ, cũng giống như điêu khắc lạnh lùng, vô tình cùng tàn nhẫn. Điệp y dựa lưng về phía bọn họ, nắm chặt súng lục, xuyên thấu qua cơ thể của Trang Hạo Nhiên lộ ra hơi thở, Biết tình huống trước mặt, hai tròng mắt của bà nhanh chóng lưu chuyển một chút, liền lạnh lùng phân phó tài xế. Tài xế đã sợ đến cả người run rẩy, đôi mắt run rẩy hoảng sợ, nhìn về 12 nam nữ phía trước, bọn họ ai cũng giơ súng lục, giống như tử thần nhắm ngay mình, giống như chỉ cần trong nháy mắt, đạn sẽ bắn vào lồng ngực của mình, hướng thế giới này chia tay, anh nháy mắt một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán thẳng trượt xuống, tay cầm tay lái, ngay cả đầu ngón tay như nhũn ra trang hạo nhiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng phía trước ngồi điệp y lại giảm trọng lực gọi đua xe chấm than ngoặc kép tài xế vừa nghe ba chữ này ánh mắt liền sáng lên con người hơi lưu chuyển nhìn về phía bóng người bên cạnh điệp y lạnh lùng phân tích cho anh nói chỉ cần trang tiên sinh ở trong xe không chết chấm than cậu cũng không sẽ chết cho nên chuyện kế tiếp cậu theo sự phân phó của tôi mà làm không cần phải sợ Cậu là tay đua xe, sợ chết cái gì? Sợ chết cũng đừng sống. Chấm than ngoặc kép. Tài xế nghe lời này, ánh mắt khẽ đảo nhìn về phía mấy nam nữ giống như tử thần phía trước, vẫn dơ súng lục, họng súng kia hoàn toàn đúng chỉ vô mình, anh là thật sự không tin mình có thể vượt qua cửa này. Trang hạo nhiên vẫn là bình tĩnh ngồi, nặng tay đè đầu tiêu đồng lại, không để cho cô ngẩng đầu nhìn. Bây giờ cậu nghe tôi phân phó, chấm than ngoặc kép, điệp y nghiêng mặt trang hạo nhiên ngồi, lạnh nhạt nói, chỉ cần cậu nghe tôi phân phó, cậu có thể có đường sống. Nếu như cậu không phải nghe tôi phân phó, mọi người cùng nhau chết. Chấm than ngoặc kép. Tài xế nghe lời này, cảm giác có thứ gì ngăn ở cổ họng, muốn nhìn người trước mặt. Không nên nhìn bọn họ. Chấm than ngoặc kép, Điệp Y chưa bao giờ là người thích nói chuyện. Hôm nay nói, so với cả đời bà nói còn nhiều hơn, bà dựa sát vào bên cửa sổ. Nhanh chóng phân phó cậu cứ nghĩ trước mặt không có ai, nắm chặt thời gian, nghe tôi phân phó. Nếu như không xong, bọn họ bấm cò, người chết đầu tiên sẽ là cậu. Bởi vì người trong xe, ai cũng có võ. Tài xế run lẩy bẩy, toàn thân mồ hôi lạnh thẳng chợt, cả người ướt đẫm. Người đàn ông cầm đầu, thân thể cường tráng, chặn lại trước đại bộ phận ánh đẹp, Giờ xúc lục lên, nhắm ngay tài xế, ngón tay từ từ đưa vào, nhắm ngay đầu tài xế. Bây giờ, chấm ngoặc kép, điệp y giống như cảm thấy đã đến lúc rồi, lạnh lùng phân phó, bây giờ từ từ thả lỏng chân phải của cậu, chuẩn bị đặt chơi lên chân ga, sau đó tôi bắt đầu đếm một chút. Đếm tới tiếng thứ ba, cậu bật đèn xe sáng lên càng sáng lên, cậu lập tức khởi động số 5, dậm chân ga chạy thẳng về phía trước. Rõ chưa? Tài xế động cũng không dám động, nhưng vẫn là nháy mắt, run lẩy bẩy, sàn sạt ậm ừ một tiếng. Tốt, tôi đếm, một, chấm than ngoặc kép, điệp y đã giơ súng trên tay lên, để tay ở trên tay nắm cửa xe, sâu kín lại nói hai chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cắn hàm răng giám sát chặt chẽ trước mặt người hai mắt lại lóe ánh sáng sắc bén người đàn ông phía trước nhắm ngay tài xế lập tức muốn bấm cỏ. ba chấm than ngoặc kép điệp y liền kêu một tiếng giống như tốc độ ánh sáng lao ra cửa xe tài xế liền mở đèn xe lên chiếu lên bốn phía trước người 12 người hít mắt trong nháy mắt, tránh đi ánh đèn. Ron Roy oanh một tiếng như là mũi tên sông thẳng lên trước, trong nháy mắt 12 người nhảy ra, điệp y nhanh chóng lộn trên mặt đất, nằm trên mặt đất, dơ súng lục lên, nhắm ngay đỉnh núi đá vụn sắp sửa nứt ra, phịch một tiếng, trực bắn lên, đá vụn trong lúc Ron Roy lao ra động thì lăn rơi xuống đất, chặn cửa động lại. Điệp y, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên trong nháy mắt mới quay người lại, nhìn về phía đá vụn ào ào rơi xuống, sẽ phải chặn lại cửa động trong nháy mắt, điệp y nằm ở bên trong động mắt thấy vẻ mặt của mình, tim của anh chợt đau nhói. Đi, tôi không có việc gì. Chấm than ngoặc kép, điệp y giải quyết hai tên lao ra hang động trong nháy mắt, thân thể cũng trúng ba phát, nhưng vẫn là cắn giang dơ súng lục, bắn lên trên đất đá vụn, chặn lại cửa động, không để cho Trang Hạo Nhiên có trở lại cơ hội. Audio điện tử võ tấn bền chương 951, giết không cần hỏi. Mưa rền gió dữ, bỗng nhiên đến, Chiếc Rolls-Royce đã bị đá nặng đập vào vỡ nát, dừng bên cạnh rừng trúc, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ôm ngang lấy thân thể Tiêu Đồng đang run rẩy sợ hãi, bước nhanh ra khỏi thùng xe, đi qua rừng trúc, tài xế cũng run run rẩy rẩy cầm lấy một khẩu súng lục mà Điệp Y lúc xuống xe đã ném cho mình, cầm chặt đến mức hai tay lạnh run lẩy bẩy, vừa đi về phía trước vừa quay đầu lại, nhìn quang cảnh xung quanh, cảm giác được giữa rừng trúc dày đặc này, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra những tên sát nhân ma quỷ. Anh vừa thở dốc vừa đi. Ai ngờ dưới chân dẫm mạnh phải một cục đá nhẵn ven con suối mát lành, cả người cầm súng ống, vấp ngã về phía trước, rơi vào dòng nước chảy trên bãi cỏ xanh ướt át. Trang hạo nhiên trong khoảnh khắc ôm lấy tiêu đồng, đón mưa gió, quay người lại, khuôn mặt kiên nghị đẫm nước mưa, đôi mắt nóng cháy cương quyết nhìn về phía tài xế. Tài xế đã vô cùng sợ hãi, nằm ngã trên bãi cỏ ướt đẫm, tùy ý những hạt mưa ngạo mạn kia vẫn rơi trên mặt mình, hai mắt run rẩy kích động sợ hãi, nhìn về phía trang hạo nhiên đứng dậy, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên chỉ bình tĩnh ôm tiêu đồng, lúc tiếp tục đi về phía trước, sau gáy chuyển đến từng cơn đau âm ý, một ký ức chợt hiện ra, vọt vào trong đầu mình, lúc mình trộm rượu đỏ, trên tường là bức tranh cả nhà ấm áp xung vầy, thấy rõ một người đàn ông uy phong lẫm liệt ngồi trên sofa, bên cạnh mình là một người vợ dịu dàng ấm áp, còn có một cô bé, khoảng chừng 5 tuổi, vô cùng ôn nhu ngọt ngào cười. Bên cạnh là một cậu bé cũng cười thật vui vẻ. Đầu óc anh một trận đau đớn, đau đến mức sắp đem phần ót mình nổ tung, anh chấp nháy hai tròng mắt, vô thức biến mất đoạn ký ức kia, lại ôm ngang tiêu đồng tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đi tới rừng trúc cạnh chân núi, nơi đó bị rừng trúc rậm rạp che khuất một hướng khác, hết sức chặt chẽ, bên cạnh là một thác nước nhỏ, trên mặt đất ẩn giấu một dòng suối, anh nhanh chóng đạp đá vụn, ôm lấy tiêu đồng, vọt vào bên trong rừng trúc rậm rạp, cư nhiên còn có một hang động nho nhỏ, anh nặng nề thở hổn hển một hơi. Đem tiêu đồng toàn thân ẩm ướt, bị đá rơi vào người đang bị thương, thật cẩn thận đặt bên cạnh tường hang động, lại ngồi xổm người xuống, hai tay khẩn cấp quét qua khuôn mặt ẩm ướt của cô, còn có mái tóc ướt đẫm rũ xuống kia, rất đau lòng nhìn về phía nữ thư ký mà mình vẫn xem như em gái này. Lão đại, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng cả người run rẩy co rụt lại, nhìn về phía trang hạo nhiên cả người đều ẩm ướt, anh vì bảo vệ mình, cánh tay chặn tảng đá lớn đập vào cửa sổ xe, cánh tay trái đã bị thương, cô khóc lên nói anh không sao chứ xin lỗi, vừa rồi tôi thật vô dụng, tôi sợ, chấm than ngoặc kép. Cô vừa khóc, vừa run rẩy con người lại. Tài xế cũng vội vã chui vào, cầm di động, không khỏi sợ hãi đến mức hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía hai người bọn họ. Trang hạo nhiên trong lòng nặng chiếu, lại chậm rãi gạt bỏ bộc lộ chút tươi cười, vươn hai tay nhẹ nâng khuôn mặt cô, ngón tay cái lau đi nước mắt cho cô, trấn an cô như đang trấn an một đứa bé, thấp giọng khàn khàn nói, không có chuyện gì, tiêu đồng, không có chuyện gì. Tôi đoán không lâu nữa, người của Mạc Hàn còn có tổng giám đốc tưởng sẽ dẫn người qua đây cứu chúng ta, cho nên chỉ cần cô ngoan ngoãn ở yên tại chỗ này, nhất định sẽ không có việc gì. Tôi bảo đảm bọn họ sẽ tìm không ra nơi này." Chấm than ngoặc kép. Tiêu Đồng nghe lời này, trong lòng phát lạnh, mạnh tay nắm chặt cổ tay Trang Hạo Nhiên, nước mắt từng giọt lăn dài, khóc nói: "Anh muốn đi đâu? Anh không cùng tôi ở đây sao? Anh không nên ra ngoài, ra sẽ rất nguy hiểm." chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức bộc lộ ý cười hai tay lại nâng khuôn mặt cô lên dường như có phần thoải mái nói cô còn nhớ không ở anh quốc cô thường xuyên cùng lạc hoành bọn họ chơi trò trốn tìm cô ai cũng tìm không ra mỗi lần như thế liền nắm lấy ghế trong thư phòng tôi nói tôi không chơi trò này thế nhưng cô chơi xấu lắm ngay cả tôi cũng tự vạch tội tôi rồi chấm than ngoặc kép tiêu đồng nước mắt lại lăn dài bắt đầu nước nở khóc sống lên đừng khóc đừng khóc trang hạo nhiên lại đau lòng nâng mặt cô thật lòng nói cô làm thư ký của tôi ba năm rồi lại ba năm tôi vẫn thường suy nghĩ nếu ngày nào đó cô lấy chồng tôi vẫn muốn coi cô như em gái mình thay thế người cha đã chết của cô dắt tay cô bước trên thảm đỏ thế nhưng tôi người anh trai này đúng là không chơi đùa nhưng nhìn mấy người lạc hoành cùng cô chơi đùa tôi rất vui vẻ hôm nay tôi liền cùng cô chơi một lần cô ở nơi này nửa giờ sau ra ngoài tìm tôi tìm được của hồi môn sẽ không giới hạn. Không, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cô thoáng cái quỷ gối trước mặt trang hạo nhiên, ôm cổ anh, khóc lên nói, đừng đi ra ngoài. Anh sẽ gặp nguy hiểm, đừng đi ra ngoài, muốn ra chúng ta cùng ra, tôi không sợ, tôi với anh cùng đi. Tài xế nghe lời này, cũng không khỏi xúc động hai mắt đỏ bừng. Đồ ngốc, Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm lấy thân thể đang run run kích động của cô, vuốt ve mái tóc ẩm ướt của cô, Mỉm cười nói, cô cho rằng tôi ra sẽ gặp nguy hiểm sao? Tôi không có việc gì, cô yên tâm, tôi đảm bảo với cô. Không, chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng bỗng nhiên khóc lắc đầu. Nghe lời, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhẹ buông Tiêu Đồng đang khóc nức nở ra, nhìn cô, hai tròng mắt cuối cùng lóe ra vài tia kịch liệt, nắm chặt bả vai cô, trầm trọng nói, tôi hiện tại phải về nhà lấy chai rượu đỏ kia, nếu không, thời gian không còn kịp nữa rồi. Cô ngoan ngoãn ở trong này, nghe lời tôi. Nửa giờ sau, ra ngoài tìm tôi. Hả? Tiêu đồng vừa run run khóc, vừa nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tốt, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên biết cô hiểu lời mình, mỉm cười, nhưng nhìn về phía dáng vẻ khóc sợ hãi, vẫn điềm đạm đáng yêu, trong nhát mắt anh nghiêng người về phía trước, cúi đầu hôn lên chán cô, nói, nhớ. Hiện tại bắt đầu đếm thời gian, nửa giờ sau, ra ngoài tìm tôi, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống, đau lòng gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên thở mạnh một cái, bỗng nhiên xoay người, hai tròng mắt lóe lên vài tia sắc bén nhìn về phía tài xế, nói cậu cầm súng, thật tốt mà ở đây, bảo vệ Tiêu Đồng. Trong vòng nửa giờ, bất luận kẻ nào tiến vào, cậu đều nổ súng cho tôi. Chấm than ngoặc kép. Tài xế nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vội vàng gật đầu. Trang Hạo Nhiên nặng nề nhìn anh một cái, cuối cùng vươn tay, nắm chặt bờ vai cậu ta một lát mới đẩy cành trúc xanh đi ra ngoài. Tổng giám đốc chấm than ngoặc kép, tài xế lúc này nhanh chóng đi ra, đón gió mưa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói, tôi cùng đi với anh. Tôi sẽ giúp anh, tuyệt đối không làm liên lụy đến anh. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, hai tròng mắt như ưng nhìn cậu ta. Đôi mắt tài xế vẫn kiên định, tuyệt đối không nuốt lời đứng trong mưa, khẩn trương nhìn anh. Cậu ở lại bảo vệ Tiêu Đồng. Không được để cô ấy xảy ra chuyện." Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, trong nháy mắt lại nhanh chóng đón mưa to gió lớn đi về phía trước. Tài xế đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng nghiêm nghị màu trắng kia của Trang Hạo Nhiên, hai mắt lại phiếm hồng. Mưa to gió lớn, hỗn loạn mà bay tới, tòa kiến trúc màu trắng kia vẫn sừng sững không ngã như vậy, Oscar như điên, đứng ở cửa ra vào sủa loạn, gâu 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 gâu, gâu điên cuồng sủa, Trang Hạo Nhiên dựa vào một cành trúc nào đó, nhưng mặt đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn về phía oscar ở bên đó vẫn kịch liệt sủa từng đợt tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến quả nhiên cũng không lâu sau một đoàn người hệt như quân đội mặc áo ngắn màu đen quần dài cổ đeo bảng tên bạc hướng về phía bên này nhanh chóng chạy tới người dẫn đầu cầm theo dụng cụ giỏ xét tầng sâu xuyên tường nhanh chóng đi về phía bên này bang 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 chấm than ngoặc kép một trận tiếng súng liên thanh quét về phía đám người kia lãnh mặc hàn lúc đó vì bảo vệ an toàn cho trang hạo nhiên ở bên trong đã sắp xếp vô số cơ quan cũng sắp xếp nhân viên giải hạn đóng tại biệt thự vô số sát thủ nhao nhao lùi tránh một sát thủ da đen trong đó bỗng nhấc súng chuyển xác hướng về phía phát ra tiếng súng bắn ra một đòn mạnh phịch một tiếng căn cứ phía sau rừng trúc bỗng nhiên nổi lửa truy phong kêu lên một tiếng đột nhiên từ chuồng ngựa sông thẳng ra dẫm chân cỏ xanh hướng về phía rừng trúc hí vang một tiếng chạy như bay đến Trang hạo nhiên hai tròng mắt nóng lên, tức khắc như nhìn thấy hy vọng, ngón tay đặt ngoài miệng, huyết lên một tiếng. Nữ sát thủ, nóng mắt nhìn thấy truy phong chạy không bình thường, cô ta nhấc súng lục, hướng về phía truy phong, bắn đi, dồn dập bay ra. Bang 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 bang, bang. vô số đạn đuổi theo bóng dáng truy phong, dồn dập tập kích đến, bọt nước bắn tung tóe trên bãi cỏ. Truy phong thét to một tiếng, tốc độ như gió né đạn, trong nháy mắt vọt vào rừng trúc. Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc nhảy dựng lên, tay lại nắm chặt dây cương trên người Truy Phong, để cho thân thể như gió lùi thẳng lên, né qua cửa trước, mà điều khiển Truy Phong tung mình nhảy dựng lên, trong nháy mắt thoáng qua hồ sen, cơ thể anh bay vọt lên, nhảy vào cửa sổ bên trái phòng mình, thân thể nện mạnh vào tường, hai tay nắm chặt cửa sổ, hai mắt nóng lên, cảm giác cánh tay bị thương của mình, không đủ để chống đỡ cả cơ thể. Mau, chấm than ngoặc kép, người đàn ông dẫn đầu, đứng bên ngoài cửa sắt, nhìn về phía rào chắn màu đen bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt bọt nước, tức khác nói điện của song sắt đã mở. Không nên đụng vào nó, lập tức giải mã, một bộ phận, nhảy qua đi, chấm than ngoặc kép. Ba nữ sát thủ, trong nháy mắt lui về phía sau, nhìn song sắt kia, hai mắt nóng lên, lập tức xông về phía trước, một chân đạp mạnh trên lưng người nào đó, thân thể hệt như chim én, nhẹ nhàng linh hoạt làm động tác xoay tròn 360 độ, vừa mới nhảy xuống, vù một tiếng. Trên mặt đất đâm lên vô số tên độc, giống như con nhím, ba nữ sát thủ tức khắc giật mình, một người tung mình muốn nhảy ra khỏi tên độc, nhưng hai nữ sát thủ kia lại trúng tên độc. A, à, chấm than ngoặc kép, hai nữ sát thủ nằm trên mặt đất thở dốc. Lên, chấm than ngoặc kép, hai người đàn ông lại trong nháy mắt đạp chân lên lưng đồng bọn, xoay tròn 360 độ, bay vọt vào cửa sắt, hệt như dã thú, chạy như bay về phía trước, theo bước chân truy phong, dự đoán trang hạo nhiên đang ở hướng kia. Ba người đàn ông khiêng súng trường lên, nhắm ngay cửa lớn biệt thự, chỉ cần ai từ đó bước ra, giết không cần hỏi. Chương 952, đạo lý trên đời. Mấy chục chiếc xe con đen, dưới sự mở đường của cảnh sát giao thông, nhanh chóng hướng bên này lái tới, Tưởng Thiên Lỗi ngồi sau ghế điều khiển, vừa gọi điện thoại cho trưởng cục cảnh sát, phẫn nộ mắng các người cảnh sát nhân dân đông như vậy, rốt cuộc là có tác dụng gì, trơ mắt ra mà nhìn, giữa ban ngày ban mặt, làm ra nhiều chuyện táng tận thiên lương như vậy tám vị phó tổng của hoàn cầu chúng tôi đã áp chế phá hủy toàn bộ máy bay. Hiện tại còn đem đường trong thành phố ngăn thành như vậy. Nếu như tổng giám đốc hoàn á chúng tôi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định phải bắn chết ông. Chấm than ngoặc kép. Trưởng cục cảnh sát lập tức dùng khắn tay lau mồ hôi, nhanh chóng nói tổng giám đốc tưởng. Xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ lập tức phái người qua đó, bảo vệ tổng giám đốc trang. Vừa dứt lời, một trận bóng đen từ thân xe lướt qua. Lãnh mặc hàn kiềm nén vết thương đau đớn, dẫn mấy người tiêu yên, Mỹ Linh, Giang Thành nhanh chóng chạy như bay về phía trước, vào thời khắc đoạn đường chen trúc này, nhao nhao vượt qua xe cộ, bước nhanh về phía trước. Bên trong biệt thự, vô số những tên đàn ông vạm vỡ cường tráng, dẫn theo cô gái cầm đầu dò xét, cùng nhau chạy vào bên trong biệt thự. Go, chấm than ngoặc kép, Oscar sủa lên một tiếng, thật nhanh lách mình, tung người nhảy lên, cắn mạnh vào tai tên đàn ông dẫn đầu muốn đem hắn kéo xuống, tên đàn ông A lên một tiếng, kêu to, tùy ý máu rơi nhễ nhại, nhưng trong nháy mắt lại rút súng lục, muốn nổ súng về phía Oscar, truy phong trong nháy mắt xông tới như một luồng gió, vung chân ngựa đầy mãnh lực lên, đá mạnh vào người tên đàn ông trước mặt, thậm chí quét ngã vài người. Oscar giống lên một tiếng, lại phá tan dụng cụ thăm dò rượu đỏ trong tay người phụ nữ kia, thậm chí mãnh thế cắn xé hai tay cô ta. Nữ sát thủ thét A lên một tiếng, cả khuôn mặt lại bị Oscar xé rách, vẽ ra vô số vết cào. a à, chấm than ngoặc kép một tên đàn ông tức giận không nguôi trong nháy mắt lấy súng lục ra, nhắm ngay hai con xúc vật này bắn ra. Bang, bang 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 vô số đạn bang bang giống như mưa tập kích đến, Truy Phong cùng Oscar nhanh chóng chạy băng băng về phía trước, ngửa mặt lên trời huyết sáo giải tránh né đạn. vệ sĩ trang gia chú ẩn dài hạn hai bên, nhao nhau cầm súng chạy như bay ra. Hướng về phía đoàn người vọt vào biệt thự, ầm ầm nổ súng, người cầm súng liên thanh bên ngoài biệt thự, lại nhao nhao hướng phía bọn họ nhanh chóng nổ súng, hơn 10 vệ sĩ tung người né đạn trong nháy mắt, lại ném tên nhọn ra, tập kích đám người đã chạy tới. Người đàn ông dẫn đầu né vô số đạn bắn, căn dặn những thuộc hạ đang xông tới, nói, không cần lo những cái khác. Tìm được rượu đỏ quan trọng hơn, cảnh sát lập tức sẽ tới, chúng ta không có nhiều thời gian hai tên đàn ông lập tức ôm lấy dụng cụ thăm dò dẫn vô số người tránh cuộc đánh nhau nhanh chóng nhằm về phía biệt thự mưa rơi càng lúc càng lớn trang hạo nhiên một tay nắm chặt bệ cửa sổ đón mưa gió lạnh buốt vẫn cảm giác trên trán mình đầy mồ hôi hai mắt anh thoáng qua vài tia sắc bén kêu a lên một tiếng ngón tay nặng bấu chặt cửa sổ cắn chặt răng để cho thân thể từ từ vươn lên một cánh tay bị thương khác rốt cuộc nắm bên trong cửa cố nén cơ thể đau đớn dốc toàn lực kích động tiến lên trong cửa sổ. Ba tên đàn ông sắp vọt vào biệt thự, đột nhiên ba vệ sĩ bay ra, cùng bọn họ bắt đầu cường liệt tranh đấu. Bên trong hang động, Điệp Y thoát ra khỏi dây xích ôm chặt lấy cổ hai tên đàn ông vóc người lực lưỡng, nhìn hai nữ sát thủ sắp sửa cầm đao sông thẳng đến, cô lập tức kéo chặt dây xích, vài bước đạp tường, xoay tròn nhảy lên, quay người đá mạnh vào sau lưng hai nữ sát thủ, tay lại cầm một khối đá, đập mạnh vào đỉnh đầu một nữ sát thủ trong số đó, nữ sát thủ đau đớn a à lên một tiếng. Một nữ sát thủ khác đã cầm đao nhọn lên, hướng về phía sau vai điệp y chém xuống, máu tươi bắn ra. Điệp y kéo chặt dây xích, dường như không cảm thấy chút đau đớn nào, quay đầu giận giữ trợn mắt nhìn nữ sát thủ kia, hai tên đàn ông bị dây xích quấn quanh cổ, thừa dịp cô phân tâm, trong nháy mắt giấy rụa thoát khỏi ai xích, lại xoay người quấn chặt hai tay điệp y, trói cánh tay cô, đem thân thể cô đập mạnh lên mặt tường. Bịch một tiếng, Cả người Điệp Y đầy thương tích bị đập mạnh trên tường, trên trán máu tươi bắn tung tóe, cô thở mạnh một cái, toàn thân mềm nhũn vô lực ngã trên mặt đất, mặt dán sát mặt đất lạnh buốt, lúc hai chồng mắt chớp chớp, đều tràn đầy máu tươi. Hai nam ba nữ lập tức thở dốc, đứng trước mặt Điệp Y, nhìn về phía cô đang thoi thóp một hơi, một người trong số đó chậm rãi khom người nhặt súng lục lên, khuôn mặt âm u lạnh lẽo đầy nước mắt, soạt một tiếng, muốn bắn đạn ra. Điệp Y nằm bò trên mặt đất mặt kề sát mặt đất lạnh buốt, tay đè lên chân trái, lại không hiểu sao bỗng hoạt động móng tay, ngay lúc tên đàn ông chuẩn bị bắn súng, trong nháy mắt cô dùng móng tay thép trên ngón áp út, đâm mạnh vào vết sẹo hình con rết thật dài, cắn chặt răng, làm động tác quẹt mạnh. Thịt hé mở ra, bên trong cư nhiên lại là một con dao nhọn dùng một loại keo đặc thù quấn chặt, lãnh mặc hàn lúc khâu vết thương này đã cho vào một con dao nhọn, lúc kéo chặt dây thừng, yếu ớt nói cây đao này. Giấu bên trong cơ thể cô, lưu lại cho cô một giờ phút cuối cùng của mạng sống. Không phải vào một khắc cuối cùng, tuyệt đối không thể phá thịt lấy ra. Chấm than ngoặc kép, khuôn mặt điệp y sâu lạnh, ngón tay lại rạch mạnh một đường, để lộ đao bên trong. Tên đàn ông nhìn bộ dáng nằm bò bất động trên mặt đất của điệp y, liền nhanh chóng giơ tay lên, trong nháy mắt nhắm ngay thân thể cô, muốn bóp cỏ súng. Điệp y lại tung mình, vung ra da dao nhọn, tức khắc đâm vào giữa cổ tên đàn ông, hắn thét a lên một tiếng, súng lục rơi xuống điệp y trong khoảnh khắc quay người hai tay bắt lấy súng lục nhắm ngay bốn người khiếp sợ đang muốn nhào tới bang 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 liền nổ bốn phát súng trong nháy mắt giải quyết bọn chúng cô thở dốc cầm lấy súng lục còn sót lại một viên đạn cuối cùng lại bất chấp máu tươi từ đùi tràn ra lo lắng an nguy của trang hạo nhiên tức khắc tung người nhảy lên đi tới bên cạnh hang đá di chuyển một cục đá bỗng nhiên trên mặt tường đá từng đợt rơi vỡ, tiếng bang 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 phanh từ sơn động truyền đến. Ba tên đàn ông nhanh chóng giải quyết hai tên vệ sĩ, cầm dụng cụ thăm dò, trong nháy mắt nhảy vào bên trong biệt thự, bắt đầu dò xét từng nơi trong biệt thự. Vô số người cũng vào lúc này, xông thẳng tới, từng bước một đi lên lầu hai. Trang hạo nhiên hao tổn khí lực, cuối cùng bò được vào căn phòng, cắn chặt răng, đỡ hai tay đau đớn, chạy như bay đến trước bức họa không trọn vẹn kia, không liếc mắt nhìn bức họa, trong nháy mắt xoay giá cắm nến phía dưới bức họa, bức họa kia vào giờ khác này, bỗng nhiên chậm rãi chuyển động mở ra, lộ ra một luồng khí lạnh, chỉ thấy bên trong hiện ra kết an toàn. Anh lập tức đưa tay kéo ghế dựa, đứng lên, ngón tay bắt đầu nhanh chóng dịch chuyển khóa an toàn. Hơn 10 tên sát thủ, vọt vào lầu 2, từng bước hướng về tủ rượu, bắt đầu giữa hai gian phòng, lục soát. Trang hạo nhiên biết bọn chúng lên đây, hai tròng mắt chỉ cường liệt lưu chuyển một chút, lại vẫn bình tĩnh chuyển động khóa an toàn, nhìn vài ký tự cuối cùng, 7. 3. Chậm rãi xoay xong, kết sắt trong khoảnh khắc mở ra, bên trong một chai rượu đỏ thình lình xuất hiện, nổi bật giữa đợt khói lạnh, hai mắt anh nhìn nó, bỗng kích động cười, vươn tay lấy rượu đỏ ra. Hai tên sát thủ trong nháy mắt vọt vào phòng. Phịch một tiếng, mưa to gió lớn, hỗn loạn mà bay tới. Trang hạo nhiên hai tay nắm chặt lan can trước cửa, vung chân lên, trong nháy mắt đá bay bọn chúng, lấy được súng lục của một tên trong đó nhắm ngay ba người đàn ông đang xông thẳng qua lợi dụng khả năng bắn súng siêu phàm của mình lần đầu tiên nổ súng bang bang phanh hướng đầu gối bọn họ liên tục bắn ba phát nhìn về phía hai người đàn ông bị đá văng lại đờ nát muốn xông thẳng lên anh lập tức cầm chai rượu đỏ trong tay ném mạnh lên phía trên hai sát thủ đồng thời ngẩng đầu trong nháy mắt lồng ngực lập tức bang bang liên tục bị trúng đạn trang hạo nhiên bắt được chai rượu đỏ từ không trung rơi xuống đem súng trong tay ném đi, nhặt lấy súng lục của một tên vừa mới rơi xuống, nhanh chóng đi về phía trước, lúc vừa bước qua quầy ba tầng 2, lại nhìn thấy ba tên sát thủ bỗng nhiên xông thẳng tới, anh trong nháy mắt lách mình trốn vào trong quầy ba, buông chia rượu trong tay ra, nhanh chóng cầm lên một chai rượu băng đã mở, trong khoảnh khắc đứng phía sau ba tên sát thủ, gọi, hi, chấm than ngoặc kép, tam tên sát thủ đồng thời quay người lại. Trang hạo nhiên đã vứt sâm panh lên, cầm súng lục lên phịch một tiếng đem chia rượu đập vỡ, thủy tinh bắn ra tung tóe, lúc đâm thẳng về phía ba người đàn ông trước mặt, anh lập tức tung mình nhảy lên, trong nháy mắt lúc bọn chúng né tránh không kịp, đá liên tục ba cước, đạp mạnh vào lồng ngực bọn chúng, chân vừa rơi xuống đất, liền lợi dụng tốc độ như ưng của mình, hướng đầu gối bọn chúng bắn ba phát đạn, đảo mắt nhìn thấy ba tên sát thủ lại đang nhào tới, hai mắt anh mãnh liệt chớp lóe, trong nháy mắt cầm lấy một chai sâm panh trên quầy ba. Đập vỡ miệng chai, ngửa mặt đem dịch rượu rót vào trong miệng tay vung bật lửa lên cạch một tiếng liền cháy lên ba sát thủ tức thì liền vung súng lục lên nhắm ngay trang hạo nhiên nổ súng trang hạo nhiên ầm một tiếng phun thẳng dịch rượu ra dịch rượu chay giữa không trung toàn bộ hướng về phía mặt ba tên sát thủ bùng cháy qua a à, một tiếng nhân lúc một tên sát thủ trong đó vẫn đón lấy lửa cháy mà xông lên trang hạo nhiên đã một tay giữ chặt tay vịn bên cạnh cầu thang đôi mắt như ưng chợt lóe hướng về phía bọn chúng liên tục đá, đạp bọn chúng xuống cầu thang, mới tung mình nhảy đến quầy ba, cầm chai rượu đỏ lên, vai sông thẳng vào cửa sổ thủy tinh chạm đất, giữa lúc một trận thủy tinh bể vỡ văng khắp nơi, ngón tay anh nhét vào trong miệng, huyết sáo, lại hướng tầng một, tung mình xuống. Truy phong nhanh như tia chớp, chạy thẳng đến, hất chân nhảy xuống dưới lầu. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ngồi trên lưng truy phong, hai chân đạp mạnh, kêu to, đi. Chấm than ngoặc kép, truy phong ngửa đầu lên trời hí vang, đón mưa to gió lớn hướng về trại ngựa phía trước, chạy thẳng tới. Ở đó, đuổi theo, chấm than ngoặc kép, vô số người nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt, lập tức ra lệnh cho một nhóm người điên cuồng đuổi theo, bọn chúng lập tức cầm súng lục lên, nhắm ngay truy phong cùng Trang Hạo Nhiên bang 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 nổ súng. Truy phong lại hí vang, chân ngựa bị trúng đạn, nhưng vẫn nhấc chân chạy thẳng. Một trận tiếng mèo kêu, trong nháy mắt truyền đến, Điệp y cùng Oscar bỗng nhiên xuất hiện, đem những người đang nhao nhao nổ súng, xé rách ra, lãnh mặc hàn dẫn mọi người, cũng nhanh chóng tới, có cả đám người hứa mặc, nhậm khinh phong, cặp song sinh, tung mình nhảy vào tường rào, bắt đầu cuộc tranh đấu, điệp y ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc máy bay trực thăng trên bầu trời, bắt đầu tung ra hỏa lực, theo trang hạo nhiên mà phóng. Lãnh mặc hàn trong nháy mắt nhận lấy súng tản lựu đạn của Giang Thành, nhắm ngay chiếc trực thăng kia bắn. Bang 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 bang, bang phanh, vô số đạn thẳng bay về phía bóng dáng trang hạo nhiên cùng truy phong trang hạo nhiên nhìn trại ngựa đờ nát gần kề lo lắng truy phong gặp chuyện không may trong nháy mắt lúc truy phong phóng qua lan can chuồng ngựa lúc tung mình qua anh lập tức vươn người để cho ngựa lùi thẳng về phía trước sau vai anh bị trúng đạn ngã trên cỏ lăn một vòng ngửa mặt nằm trên cỏ vừa muốn nhắm ngay trực thăng nổ súng phịch một tiếng máy bay trực thăng lại khoảnh khắc nổ tung giữa không trung trang hạo nhiên đón mưa gió điên cuồng nặng thở dốc quay mặt sang nóng mắt nhìn thấy lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn cũng đứng trong mưa, nhìn về phía người an hem tốt này. Trong nháy mắt, bầu trời cư nhiên bay tới gần 20 chiếc trực thăng, mỗi người đều mặc đồng phục màu, cầm trong tay súng liên thanh, đang kịch liệt bắn phá người trên mặt cỏ. Trang hạo nhiên nóng mắt nhìn, trong nháy mắt phẫn nộ đứng lên, đón mưa đạn rơi xuống, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đi vừa dơ chai rượu đỏ lên cao, nói to, rượu đỏ ở chỗ ta muốn liền đến đây mà lấy không cho phép lại thương tổn bất cứ người nào chấm than ngoặc kép nói cho hết lời anh lập tức liền dơ rượu đỏ lên đón mưa to gió lớn hướng về phía những chiếc trực thăng đang xoay quanh bầu trời giống giận ta tuyệt đối không tin thế giới này vô nhân đạo tuyệt đối phàm là coi thường sinh mệnh của bất cứ người nào đều phải bị trừng phạt hôm nay ta chết ngày mai sẽ là ngươi chết mặc kệ bao nhiêu linh hồn bị các người vùi tròn đi cuối cùng có một ngày đời đời con cháu của chúng ta đều sẽ truy đuổi các người. Đừng vọng tưởng, các người có thể tùy tiện tiếp tục sinh tồn. Muốn rượu đỏ, đến đây đi, bước qua xác ta, ta sẽ cho ngươi, chấm than ngoặc kép. Anh không nói hai lời, muốn nâng rượu đỏ lên, đập mạnh vào chuồng ngựa. Bang 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 phanh, một trận tiếng súng liên thanh dồn dập ác liệt, đánh sập lan can chuồng ngựa, rượu đỏ rơi giữa không trung. Cặp song sinh cùng lãnh mặc hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt nâng súng tản lựu đạn lên, muốn hướng về phía vô số trực thăng trên bầu trời mà bắn. Bang 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 phanh, vô số tiếng súng chuyển đến, nhao nhao thủ tiêu đám sát thủ trên mặt cỏ. Mọi người ngẩn ra, Trang Hạo Nhiên cũng đón mưa gió cuồng nộ, đứng giữa bãi cỏ, nóng mắt nhìn mọi thứ trước mắt. Máy bay trực thăng cuối cùng dưới sự khiếp sợ của mọi người, từ từ rớt xuống, vô số người của quân đội, từng bước mang theo hỏa lực, nhao nhao đứng trong mưa, hai thư ký mặc đồng phục màu đen, đứng giữa máy bay trực thăng, chậm rãi đi xuống, bật cây dù màu đen, một bóng người màu trắng đã lao tới trước một bước, đường khả hình mặc váy dài trắng tinh, mái tóc dài xỏa, đón mưa gió, vừa khóc vừa chạy thẳng về phía trang hạo nhiên, đau lòng kêu to, hạo nhiên. Trang hạo nhiên tay cầm rượu đỏ, toàn thân run rẩy kích động nhìn về phía đường khả hình đón mưa gió nhào vào trong ngực mình, anh vẫn đánh chống ngực, cúi đầu, nước mắt chảy xuống, khiếp sợ nhìn cô anh nói là, chúng ta suốt đời suốt kiếp cũng không xa rời nhau. Vậy anh tại sao lại muốn bỏ em lại? Muốn chết cùng chết, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên, khóc kêu lên. Trang Hạo Nhiên vẫn còn giật mình, lại vô cùng kích động ôm chặt cô gái trong lòng, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, nước mắt theo cánh mũi kích động chảy xuống. Tưởng thiên lối cũng lúc này trong nháy mắt, nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bình an vô sự, hai tròng mắt anh kích động đỏ hồng, thở hồn hển một hơi. Mọi người tiếp tục kinh ngạc. Không bao lâu sau, trực thăng dần đáp xuống bóng dáng vĩ đại, ủy viên Trương Mặc Âu phục màu đen, đón cuồng phong bạo vũ, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, hai tròng mắt cường liệt lóe ra, sâu xa nói câu cậu thực sự rất giống ông nội cậu. chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ủy viên Trương, chấn động mạnh một cái. Chương 953, trả lại sự công bằng mưa lớn rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ còn lác đác vài hạt, từng cơn gió len lỏi gột rửa khắp mọi nơi, máu tựa mật hoa tinh khiết dần thấm đẫm nền đất. Bên ngoài biệt thự, mọi người đều trầm mặc đau thương tột độ, khuôn mặt ai nấy đều u ám, hơi thở thì gấp gáp như người lên cơn xuyến. Ngoài Tào Anh Kiệt và Tô Lạc Hoành, còn có cả Lâm Sở Nhai, ba người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì lo lắng cho hạo nhiên nên liền đổi mưa chạy thẳng đến biệt thự, nhìn thấy tất cả mọi người ai nấy đều bị thương, nhất là điệp y, cô hy sinh bản thân mình bảo vệ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng. Trước khi anh ta phát hiện ra nguy hiểm thì cô đã ngã xuống, bác sĩ và y tá đang ra sức cấp cứu, đặt cô lên cáng đưa đi. Còn Mỹ Linh, Tiêu Yến cũng giúp tất cả bọn họ lên xe, tim họ trượt quặn thắt lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng chạy ngược về. Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ vừa mới từ biệt thự đi ra, nhìn thấy bọn họ ba người đều bình an quay lại, Mạn Hồng chạy tới khóc lớn, rồi gào lên, chồng ơi chấm than ngoặc kép. Tào Anh Kiệt trong nháy mắt đã thấy vợ đến chỗ mình, mắt anh ngấn lệ, liền hôn cô một cái. Nhã Tuệ đang âm thầm tạ ơn trời đất trong lòng, thì một bóng dáng ôn nhu từng bước nhanh nhẹn ra khỏi khu biệt thự, hướng đến Lâm Sở Nhai, cô mẩn ra. Lâm Phó Tổng, chấm than ngoặc kép, Đông Anh chấp đôi mắt đã ngập ngụa nước mắt hướng Lâm Sở Nhai mà nghẹn ngào nói, em lo lắng có người giết anh. Nghe nói anh không sao, nhưng em vẫn thấy lo cho anh. Chấm ngoặc kép. Lâm sở nhai toàn thân mệt mỏi thở hồn hền, vừa kích động ngước nhìn bàn tay mềm mại của Đông Anh cùng khuôn mặt kiều diễm đang khóc nức của cô, anh hơi giật mình. Đông Anh dùng mu bàn tay lau nước mắt của mình, rồi lấy ra chiếc khăn tay, dịu dàng thâm tình đưa tới lau đi mưa bụi dính trên mặt của Lâm sở nhai, vừa lau cho anh lệ nơi khóe mắt cô cũng vừa rơi xuống lúc nào không hay. Lâm sở nhai tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn cô gái đang nhẹ nhàng lau mặt cho mình, mới nhớ tới Đông Anh từng ở Anh Quốc chính là đàn em học việc của mình. Cô gái nhỏ luôn một mình đến tiệm sách cũ, hay ngồi bên bàn trống, phía trên thì đặt cuốn sách dên ai trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng thì rời đi cùng giáo viên. Cô luôn mặc chiếc áo màu hồng nhạt phối với váy ngắn màu trắng, tay cầm một hộp sữa, vừa hút vừa lóng ngóng như đang đợi ai đó. Chấm, chính là cô. Lâm sở nhai nhịn không được mà vươn tay ra, nghi hoặc nắm lấy tay cô, sửng suốt nhìn. Đông Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn lệ, nhìn về phía lâm sở nhai. Hai người tay trong tay giữa bầu trời đen nghịt, mắt chăm chú nhìn đối phương. Nhã tuệ đứng ở biệt thự phía trên, nhìn một màn này, mắt cô chợt lóe lên tia đau đớn, cứ như vậy âm thầm xoay người rời khỏi. Tiêu đồng đâu, tô lạc hoành đi vào, nhìn tình hình ở đây, khó hiểu hỏi, anh biết tiêu đồng cùng trang hạo nhiên đang trở về, lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện không may. Lãnh mặc hàn mang thương tích trên người đi ra khỏi biệt thự, nhìn về phía tô lạc hoành, rất nhanh nói tôi nghe lão đại nói tiêu đồng tránh ở phía dưới thác nước trong sơn động nhanh đi tìm cô ấy đi tô lạc hoành nghe lời này còn người nóng lên tức khắc xoay người chạy như bay về phía trước vừa chạy vừa bất an không biết tiêu đồng có xảy ra nguy hiểm không trong trí nhớ của anh tuy xung quanh anh có rất nhiều người nhưng cô là người thường bị anh sai bảo lại kiêm luôn vị trí nha đầu hầu hạ anh thậm chí khi anh mang nữ nhân khác bên mình hay anh đang ăn cơm thì cô vẫn luôn đợi anh dù không muốn nhưng cô vẫn luôn là người đỡ anh lên xe những lúc anh say, mặc kệ mưa gió gào thét thấm đấm hết người. Anh vẫn nhất định phải mang cô trở lại, dù cô không cam lòng, dù phải đón nhận những tình cảm không mong đợi. Tiêu đồng, chấm than ngoặc kép, anh nặng nề kêu lên một tiếng, rồi phi thân vọt qua rừng trúc, chẳng thèm để ý tới khoảng không gian tối om xung quanh, một hướng chạy thẳng về phía trước. Chợt anh ngước lên nhìn đến phía đằng xa có hai thân ảnh cùng nằm một chỗ, anh mơ hồ phát hiện một trong hai bóng dáng đó là tiêu đồng thầm cảm tạ ông trời anh hắng giọng kêu lớn tiêu đồng chấm than ngoặc kép ai chấm than ngoặc kép giọng nói hai người lái xe đồng loạt vang lên tay liền giơ súng sợ đến mức run lẩy bẩy đi về phía trước ngắm bắn một phát đạn dường như sắp có một màn mưa máu bang khắp rừng trúc trong nháy mắt vang lên âm thanh đáng sợ chim chóc bay tán loạn vô số người đứng ở giữa bãi cỏ đều kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành, còn có Mỹ Linh cùng đội cứu hộ, mọi người khẩn trương chạy lại phía trước sông lớn. Bóng cửa sổ đổ dài trên mặt đất, ánh nắng len qua khe cửa, một thân hình cao lớn nhưng nhuốm đầy vẻ sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng trừng lên chứng kiến hết thảy mọi việc phía dưới, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng vào thân ảnh đứng giữa mặt cỏ, không một chút chấn động, thản nhiên nói tôi đã xem qua sổ sách 10 năm qua, không nghĩ cậu quản lý một công ty quy mô toàn cầu lại có thể nhàn nhã thế được. Trong thư phòng, tưởng vĩ quốc ngồi đó, nét mặt nghiêm nghị nhìn trang hạo nhiên, tưởng thiên lỗi, còn có đường khả hình, sự việc liên quan đến chai rượu đỏ đã khiến nhiều người thiệt mạng, người còn lại chỉ có bác dịch và lãnh mặc hàn, họ đều trầm mặc chờ đợi, bí mật rượu đỏ dĩ nhiên sẽ được vạch trần, tất cả mọi người đều biết sự tình nghiêm trọng, ngồi một bên không lên tiếng. Ủy viên trương lạnh lùng nhìn về phía đám người hỗn loạn phía dưới, sắc mặt ông nổi đầy rông bão, lộ ra bất quá chỉ nửa điểm khí thức, sâu kín nói tình huống gì đây các người cùng tôi vốn đã bất đồng lời nói tôi càng không nghĩ đến chỉ một tập đoàn hoàn cầu lại có thể đem cả thành thị này làm cho long trời lở đất thậm chí nhiều lần nhiễu loạn hệ thống bảo an của chính phủ dựa vào kinh nghiệm nhiều trận đối kháng với nhiều người như thế xem ra thuộc hạ của tổng giám đốc trang cùng tổng giám đốc tưởng thật không phải loại bình thường mà thật lớn mật làm càn lời này vừa nói ra mọi người tất thảy đều chấn động lãnh mạc hàn cũng trầm ngâm mọi người ai nấy đều trầm mặc không lên tiếng. Trang hạo nhiên hai mắt không lấy nửa điểm hoang mang, vẫn nhẹ nhàng ôm lấy đường khả hình đang ngồi một bên, không lên tiếng. Ủy viên trương xoay người, sắc mặt thâm trầm nhìn về phía trang hạo nhiên, cảm thấy đôi mắt cậu ta sắc bén lợi hại như loài chim ưng, thậm chí có thể nhìn thấu mọi thứ. Ông thở dài một hơi, trầm giọng nói cậu là người xúi dục từng nhóm lớn người dân chống lại khách sạn. Lan truyền tin đồn, bòn rút nước nhà gây biến động thị trường chứng khoán trong nước cũng là cậu. Thậm chí mở riêng cho mình một quán rượu, chẳng khác gì một quan viên lộng quyền. Cậu lộng hành như vậy, một ngày nào đó chẳng phải sẽ leo lên đầu lên cổ chính phủ ta sao, đúng là vô pháp vô thiên. Trang tính vũ khẩn trường nhìn về phía ủy viên trương, sắc mặt lo lắng nói, ủy viên trưởng, Xin ngài bất giận, con trai tôi còn non nớt, chấm ngoặc kép, cậu ta còn non nớt sao? Ủy viên trương nhíu mắt lại, Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang hảo nhiên, đôi mắt anh sâu thẳm chẳng thể nào thăm dò được, ông lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang hết sức bình tĩnh kia. Cậu ta chẳng bao giờ làm việc quang minh lỗi lạc kiên quyết, nhờ tôi bí mật bình rượu, cả sự việc về đứa bé, ông chậm rãi nói cũng vì hai người hành động bốc đồng, không có gia giáo, mẹ các người không dạy các người sao? Chấm than ngoặc kép. Tương Vĩ Quốc ngồi một bên, trầm mặc không lên tiếng. Tôi là trụ cột vượt dậy nền kinh tế cả nước luôn coi trọng tập thể, nếu hy sinh tôi, thân là một giám đốc, trước phải bảo vệ chính bản thân mình, mới có thể bảo vệ người khác. Các người không tin chính phủ như vậy, chính phủ thế nào có hảo ý cùng các người hợp tác. Ủy viên Trương lại lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cậu năm ấy trộm rượu trong nhà của tôi, thật khá can đảm đấy. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt chấn kinh ngẩn đau ù lên, nhìn về phía ủy viên Trương, tâm trí của anh lập tức nghĩ đến hình ảnh bức tường đó, đích thị là sấm vang lên xé toạc khoảng không, gió ù ù rít lên, xẹt qua chiếu sáng nửa khuôn mặt của ủy viên trương, ánh lên sự cương liệt trong đôi mắt ông. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng vĩ cuối cùng trang tính vũ hơi nhỏm dậy, chấn kinh nhìn về phía ủy viên trương, trương. Ủy viên trương, ý ngài là, năm ấy bình rượu kia, ở, ở nhà ngài, sau này không bị đánh cắp ư. Về phía ủy viên trương, ông thu lại sắc mặt, nhìn về phía mọi người, nói, năm ấy ông tưởng đem bình rượu kia giao cho tôi, để củng cố lòng trung thành với quốc gia, cùng trợ giúp tôi trong cuộc tuyển cử sắp tới. Ông chính là yêu sự công bình, lập được nhiều kỳ công trong quá khứ, thậm chí nếu con cháu đời sau tưởng ra không thể tiếp tục cống hiến cho quốc gia, liền đem trăm phần trăm cơ nghiệp, toàn bộ hiến tặng từ thiện. Mọi người nghe thấy lời này, đều vô cùng giật mình, chỉ có tưởng thiên lỗi ngồi ở vị trí phía trên, đôi mắt cường liệt lóe ra, biểu lộ niềm tự hào trên mặt ủy viên trương lại nhìn mọi người một người vĩ đại như vậy nếu ông xảy ra chuyện gì tôi không có lý do chống lại ông ấy chỉ có thể ra sức cứu lấy ông ấy chính là lãnh đạo các người chúng ta phải đối mặt với cuộc diện oan nghiệt của thế giới tự hỏi ảnh hưởng tới cả quốc gia như vậy chỉ có ông tưởng ông nắm giữ trăm phần trăm cổ phần toàn cầu mang truyền thống đất nước phát huy không phải quan trọng hơn sao mặc dù tôi trong vấn đề này đã để mất đi cha vợ cùng vợ mình nhưng tôi vẫn không hối tiếc vì hoàn cầu làm ra việc này phải biết rằng, đó là một chặng đường dài và sự cống hiến là dùng cả cuộc đời mình thực hiện. Tôi khi ấy tiếp lấy rượu, liền hiểu được, nó nhất định ảnh hưởng đến sinh mệnh của các nhà lãnh đạo trên thế giới và cũng mang trọng trách hồi sinh lại nền kinh tế. Tôi nghĩ trước sau, vừa để mất trộm bình rượu, thậm chí để nó biến mất trên thế giới này, đều là biện pháp của tôi để chiến đấu với kẻ thù trong bóng tối. Bởi vì, đây là trách nhiệm của tôi, các người là con dân, tôi là quan phụ mẫu tôi phải bảo vệ con dân của mình. Mọi người sửng sốt nhìn ông. Ủy viên trương đối mặt với cái nhìn đó, nói tiếp chính là tôi tuyệt đối không nghĩ đến, sau 10 năm lại xuất hiện một đám trẻ này, đối mặt với sinh mệnh, phải đặc biệt cẩn trọng, vì thậm chí có thể sẽ phải hy sinh và hiến dâng. Con gái Trí Long khi lớn lên, cô duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp phi phàm, được truyền lại tinh thần quý báu của cha mình, chỉ đứng ở dưới tòa thị chính ôm cửu long làm tấm bình phong, quỳ gối khóc trước mặt tôi, câu đầu tiên nói chính là, Ngài nếu thích xa thành tháp, trung tất thành Phật. Sao sao chúng tôi hôm nay vì mỗi người, ngày mai chính là mỗi người vì chúng tôi. Sinh mệnh chỉ là chuyện thừa, quan trọng là chúng ta không bỏ cuộc. Chúng tôi và mọi người nhất định làm được, đối mặt với sự hy sinh của mọi người, chúng tôi toàn tâm tôn trọng điều đó. Cũng xin Ngài tại giây phút này mở cho tôi một con đường. Cứu thế giới chúng ta, có chết cũng không từ. Chấm ngoặc kép sao sao ý nói nếu con người tích nước nhiều ắt sẽ thành phật thôi đường khả hinh nhẹ cúi đầu nước mắt cô tuôn rơi trang hạo nhiên nghe lời này xúc động minh mông nhìn về phía đường khả hinh tưởng thiên lỗi hai mắt cũng không nhịn được nhìn cô ủy viên trương dùng cả đời này dựa vào chính nghĩa một mình đi tới vị trí tố cao ngày hôm nay cảm thán mà cười cho nên tôi vẫn hâm mộ trí long ông ấy nuôi được một người con gái rất tốt tôi hy vọng chính mình cũng có một đứa như vậy cô ấy như áo bông chi kỷ, lại có một trái tim tinh tế, giống tôi có thể chịu đựng được tịch mịch cùng dày vò của thế nhân, có cô ấy kế thừa, là một điều hạnh phúc, cô ấy như nhắc nhở ta, nếu tâm đã mệt mỏi, một lần nữa hãy tỉnh lại, cứu lấy tinh thần đang bị sa sút sắp diệt phong này. Bởi vậy mới thấy, kế thừa là một điều vô cùng quan trọng. Chấm ngoặc kép, đường khả hình khuynh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ủy viên trương, đôi mắt tràn lệ. Ủy viên Trương lại quay qua, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cùng Tương Thiên Lỗi, các cậu đều là tổng giám đốc, ông chủ của nền kinh tế quốc gia. Tự nhiên có trách nhiệm của mình, từ hôm nay trở đi, sẽ không có ai có thể làm hại hai người. Nhưng không thể hành động bừa bãi, chết cũng đã chết, bị thương cũng đã bị thương có thể sống cho tới hôm nay đã là điều không hề dễ dàng. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ phái người lo cho bọn họ chu toàn, tới đây, các cậu nhất định phải nghĩ được kế sách ven toàn bởi vì rượu đỏ, chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ông nói xong, đột nhiên thâm sâu nhìn về phía chỗ bác dịch ngồi, nghiêm túc khẳng định, chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp, nhất định sẽ trả lại công đạo cho những người đã hy sinh. Chấm than ngoặc kép, chương 954, hai người đồng ý không? Bác dịch chậm chạp ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía ủy viên trương. Ủy viên trương thật sâu nhìn về phía bác dịch, nghiêm túc mà khẳng định nói cậu chính là đứa bé bác tiên sinh cùng bác phu nhân lưu lại năm đó. Hai mắt của bác dịch lóe ra ánh sáng mũi nhọn, nhìn về phía ông, mang theo một chút đau thương gật đầu. Tốt, hai mắt của ủy viên trương mãnh liệt lưu chuyển, lại quay người nhìn về phía bầu trời mưa gió âm u kia, còn có sấm sét vang dội cả người thân thể đột nhiên dâng lên chút minh mông, sâu kín nói, như vậy, tôi liền một thân một mình, công khai chân tướng bí mật của bình rượu này gánh chịu trách nhiệm tôi ngụy tạo chứng cứ năm đó để cho dây thường pháp luật trói lại các người gần đây luôn tìm kiếm hành động như vậy tôi cũng nên một mình gánh chịu rồi không đường khả hình liền đau lòng cùng khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía ủy viên trương nói chú trương con xin chú giúp chúng con cũng không phải muốn chú đi làm chuyện này a à. vẻ mặt của ủy viên trương có chút nặng nề nở nụ cười nhìn về phía cô gái đơn thuần này đúng vậy Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc cũng đồng thời đứng dậy, khẩn trương nhìn về phía ủy viên trương nói, mấy chục năm qua, ngài vẫn luôn che chở cho hoàn cầu của chúng tôi. Bảo vệ hai người lãnh đạo tập đoàn chúng tôi, thậm chí hy sinh người nhà của mình cùng con đường làm quan của mình. Hôm nay chúng tôi sao có thể để ngài đi mạo hiểm như vậy? Ngài có chiến tích nhiều năm, ngàn vạn lần không được vì hoàn cầu cầu chúng tôi, mà xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn gì. Hoàn cầu của chúng tôi chỉ là tập đoàn nho nhỏ, nhỏ gánh vác không nổi a à. ủy viên trương nghe lời này cũng có chút nhẹ nhõm mỉm cười nói là một người lãnh đạo chuyện thứ nhất không phải là gánh vác sao huống chi năm đó đúng là tôi không thể khống chế những âm mưu vì cứu tưởng trang ra các người mới ngụy tạo chứng cớ rất nhiều chuyện đều là người đang làm trời đang nhìn nên tôi muốn gánh chịu trách nhiệm một phần tôi chia ra cũng không phải ít càng không cần phải nói có thể bảo vệ an toàn cho những đứa bé kia Tương lại mỗi y người đều có thể làm nên chuyện lớn, chính trị nước ta đang phát triển, nhân tài phía sau không thiếu một mình tôi. Không, hai mắt của đường khả hình dương dưng đứng lên, đi tới trước mặt ủy viên trương, nghẹn ngào nước nở nói chú trương. Chú không thể làm như vậy, ngàn vạn lần không thể làm như vậy, nếu như chú như vậy, cả đời chúng con sẽ mãi đau lòng và ái náy. Mấy chục năm chú vì hoàn cầu mất vợ mất con, vật trên tay chú con biết, đó là gì tặng cho chú, nhưng chú vẫn luôn mang theo chú là một người trọng tình nghĩa như vậy ngàn vạn lần không thể vì chúng ta đi gánh chịu đây tất cả ủy viên trương nghe lời này nhìn về phía đường khả hình hiểu chuyện đáng yêu như thế đứng ở trước mặt của mình giống như con gái mình nước mắt chảy xuống lo lắng cho mình ông khẽ nhếch môi cuối cùng vươn tay khẽ đặt trên đầu cô gái nhỏ này tình cảm nói nếu như xảo xảo không chết đoán chừng là cũng lớn bằng con rồi trong lòng của đường khả hình đau nhói nhìn về phía ủy viên trương. Hai mắt của ủy viên trương nhẹ lưu chuyển chút đau lòng, để tay ở trên đầu cô, nặng nề thở dài, mới chậm chậm nói, ngày ấy khi xảo xảo rời đi, vừa lúc là sinh nhật của con bé, mang theo cặp sách, lúc ra cửa nói đau chân, muốn cho tài xế đưa tiến con bé, khi đó chú không có đồng ý, nói với nó, đi đến trường, không được lấy cớ. Con bé chính là ra cửa như vậy, sau khi ra ngoài, liền chưa từng trở về. Chú nghe người đi đường nói, lúc xào xào nằm ở lối đi bộ, trên người bay đi rất nhiều bươm bớm, sau lại chú mới biết, con bé nói mỗi khi đứa bé ra đời một ngày kia, là một ngày mẹ đau nhất, cho nên nó len lén bắt rất nhiều bươm bớm, tính để ở trong bình làm quà tặng sinh nhật của mẹ. Nhưng mẹ của bé còn chưa kịp thấy bươm bớm xinh đẹp này, cũng đã xảy ra chuyện ở trên con đường khác. Cơ thể của đường khả hình chấn động, nước mắt đau thương chảy xuống, nhìn về phía ủy viên trương. Tâm của mọi người cũng nặng nề nhìn về phía ủy viên trương ủy viên trương nhíu chặt mi tâm hai mắt có chút tối tăm cùng đau lòng nói đối với quan chức như chúng tôi người đã chết xa xa không có quan trọng so với người còn sông chúng tôi có thể để cho một oan hồn tạm thời đặt ở trong khe hở thời gian nhưng không có nghĩa là họ có thể bình an vô sự lên thiên đường đâu muốn làm một người tốt cũng không dễ dàng muốn làm có một người tốt gánh vác mọi chuyện càng khó hơn mọi người đều là người sống chuyện kế tiếp để lại cho tôi xử lý hãy sống thật tốt tôi sẽ giải quyết chuyện này, tin tưởng tôi. Không, đường khả hình vội vàng khóc lên lắc đầu. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nói lên ý kiến của mình, thật ra thì chuyện cũng không phải khó giải quyết như vậy. Tôi biết rõ ủy viên Trương Băn Khoăn là khi vạch trần rượu đỏ, mặc dù vạch trần bằng cách nào, hoàn cầu cũng không thoát khỏi quan hệ. Nhưng là chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta gánh chịu là được. Không có bí mật gì, có thể giữ lại cả đời hoàn cầu cũng không thể bị những bí mật này kiềm chế cả đời chuyện đã đến nước này rồi ngóc đầu trở lại cũng không phải là chuyện đánh sợ đúng tưởng thiên lối cũng chậm chạp đứng dậy cả người kịch liệt tức giận nói không ai có thể nắm giữ một tập đoàn vĩnh viễn huy hoàng coi như ủy viên trương ngài ra mặt nỗ lực bảo vệ chúng ta hoàn cầu cũng không thoát khỏi liên quan chúng ta liền nghĩ cách đem chân tướng sự việc này truyền cho đời sau chúng ta nghênh đón làn sóng thẳng lên mặc kệ có yêu ma cô quái gì, có lẽ có âm mưu ám toán. Chúng ta trực tiếp đối mặt, liền nhìn xem đến cùng, bọn họ thật sự có khả năng này hay không. Vốn quan trọng nhất trong cuộc sống là cảm ơn cùng phản đối. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang kính Vũ cũng đồng thời gật đầu, nói đúng vậy. Đây là chuyện của Hoàn Cầu, nên để cho chúng tôi tự giải quyết đi. Năm đó tâm nguyện mà ông tưởng không thể hoàn thành, chúng tôi tới thay ông hoàn thành. Nếu có chuyện gì, chúng tôi cũng tiếp nhận. Ủy viên Trương trầm mặt nhìn về phía bọn họ, hơi lộ ra chút nghiêm túc cùng kiên trì nói, đây không phải là chuyện riêng của bốn người các anh. Đây là tập đoàn người, đây là chuyện 300 công nhân viên trong hoàn cầu, nếu như mọi người rơi đài, cũng sẽ bị người có tâm tư khác thừa cơ lũng đoạn nhiều công ty. Tôi và thủ tướng chính là muốn ngăn lại chuyện này, mới một đường giúp đỡ các người đi tới hôm nay. Anh cho rằng, chúng tôi nhiều người bảo vệ cửa một tập đoàn như vậy, chỉ là ý nghĩ nhất thời nông nổi sao? Ủy viên trương, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ kịch liệt nhìn về phía ông. Ủy viên trương tiếp tục trầm mặc nhìn bọn họ, nghiêm túc cùng trịnh trọng nói, hiện tại quan trọng nhất, chính là trước giữ được hoàn cầu. Nhiều tập đoàn khác đang chuẩn bị thừa dịp thị trường chứng khoán của tập đoàn mấy người dung chuyển, sẽ có hành động. Tôi với thủ tướng càng lo lắng hơn, lúc này, trước hết nên tìm ra một số nhân tài. Huống chi, đây là chuyện của chúng tôi, cùng các anh không có bất cứ quan hệ gì. Để tôi ra mặt, đây là lựa chọn tốt nhất. Ủy viên Trương, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ nặng nề kêu ông. Ủy viên Trương cũng không có nói nữa, mà là cùng thư ký, xoay người muốn rời khỏi thư phòng. Còn có một cách, một giọng nói ngọt lịm dịu dàng truyền đến, quét qua không khí nặng nề cùng ngưng trọng này. Ủy viên Trương cùng mọi người cùng nhau quay người lại, nhìn về phía cô. Cả người của đường khả hình duyên dáng yêu kiều như vậy, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt, nhìn về phía mọi người, nhanh chóng nói tôi có một biện pháp có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này mọi người đều giật mình nhìn về phía cô ủy viên trương thì càng không tin nghi ngờ nhìn về phía cô gái trước mặt nói con không cần lại nói với chú con một thân một mình mở chai rượu đỏ này ra nói ra chân tướng sau đó sẽ làm một việc ngốc nghếch đem bình rượu này uống sạch chú nói cho con biết chân tướng nhưng không có nghĩ đến con lại có hành động như vậy ngày đó sau khi biết con rơi xuống biển cũng rất khiếp sợ cùng tức giận. Ba con thật vất vả mới có người con gái tốt hiểu chuyện và đáng kiêu ngạo như con, đang ở tuổi thanh xuân tốt đẹp, lại đi gách vác chuyện này sao? Trang hạo nhiên cùng mọi người cũng rất sốt ruột mà nghi ngờ nhìn về phía cô. Không phải, đường khả hình tiếp tục nhìn về phía ủy viên trương, vẻ mặt vô cùng kiên định, nắm chặt quả đấm nói con thật sự có một cách. Năm ngày sau, chính là cuộc so tài của các học trò của chuyên gia rượu. Vào thời điểm đó, tập trung rất nhiều ký giả cùng tuyển thủ trong và ngoài nước. Chính là toàn thế giới chú ý tới, mà tranh tài, tổng cộng có 3 vòng. Vòng thứ nhất thi viết, vòng thứ bịt mắt chọn rượu, vòng thứ ba rót rượu. Nếu như con có thể thuận lợi tiến vào vòng tranh tài thứ ba, theo như quy định so tài, con hoàn toàn có tư cách chọn lựa rượu đỏ thích hợp với con. Vào thời điểm kia con sẽ có thể ở trước mắt người đời mở chai rượu đỏ này ra. Em điên hả, Trang Hạo Nhiên đi tới trước mặt cô, giống giận, vậy em sẽ làm sao? Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, đến lúc đó em sẽ lấy thân phận tham gia tranh tài rượu đỏ. Em không phải người của Hoàn Cầu, cho nên em mở, tất cả mọi người không có việc gì. Vậy còn em, Trang Hạo Nhiên lần nữa kích động nhìn về phía cô, gầm lên, nếu em xảy ra chuyện, thì anh biết sao hả? Em không có việc gì. Đường Khả Hinh vội vàng mà lo lắng nhìn về phía anh nói, anh không hiểu rõ quy định của cuộc so tài. Không tin anh hỏi bác dịch xem. Lúc này bác dịch ngồi ở ghế salon, nhìn mọi người nhìn về phía mình, hai mắt của anh mãnh liệt lóe lên, mới khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Vòng rót rượu cuối cùng đều là do hiệp hội rượu đỏ thế giới chọn lựa ra rượu đỏ, bỏ vào tủ lạnh, lại đưa đến bàn đấu, cho nên chỉ cần chai rượu đỏ trăm năm này do hiệp hội rượu đỏ thế giới tuyển chọn rồi quyết định, cuối cùng bỏ vào tủ lạnh nghiêm phong cất vào kho, như vậy hoàn cầu sẽ không đóng mà lần này lựa chọn rượu đỏ, toàn bộ do người có kinh nghiệm trong giới rượu, trước mặt rất nhiều truyền thông, công khai chọn lựa, không ai có thể ăn gian, ai cũng không làm gì được. Cho nên mặc dù khả hình tiến vào trận chung kết cuối cùng thì nhắm mắt trọ đại ngay rượu đỏ, cho nên dù ai chọn chúng một ít bình, cùng cô quả thật không có quan hệ. Cũng không có quan hệ với hoàn cầu. Không được, Trang Hạo Nhiên vẫn là nghe một trận kinh hãi và giật mình. Đây là biện pháp duy nhất duy nhất để cho bọn họ xuống đài. Đường khả hình tính toán, gấp gáp nói, khi đó, toàn bộ thế giới đành trực tiếp xem, tất cả ống kính cũng sẽ quay chính xác chai rượu đỏ kia. Bọn họ không thể nào không nhận ra chai rượu đỏ này, cũng không thể nào để cho em mở chai rượu đỏ này. Nếu chuyện này, vạch trần quan trọng hơn giấu giếm, liền để cho bọn họ tự xuống đây đi, giúp đỡ mọi người, chờ đợi một thời gian, ủy viên trương sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. Lúc này ủy viên trương, hai mắt mãnh liệt lóe lên. Khả Hinh, hai tay của Trang Hạo Nhiên nặng nề cầm bả vai của cô, hai mắt lóe lên ánh nước, đau lòng nói, em làm như vậy, có nghĩ tới anh hay không? Em quyết định như vậy, đồng nghĩa với việc bây giờ chia tay với anh. Nếu như em không làm như vậy, đường Khả Hinh khóc lên, thâm tình nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nước mắt từng dòng chảy xuống nói, nếu như em không làm như vậy, em sẽ mỗi ngày mỗi ngày chia tay anh. Vừa rồi em ngồi ở trên máy bay trực thăng, Nhìn một mình anh cầm rượu đỏ, nhắm ngay mưa đạn. Lòng em đau lắm, nhưng cũng vì anh mà kiêu ngạo. Em vẫn rất khát vọng có thể đi nhanh một chút, đi tới bên cạnh của anh, cùng anh trải qua một ít mưa gió. Hôm nay rốt cuộc em đã có cơ hội rồi, làm dù che mưa cho anh, vì anh, vì hoàn cầu mà làm một chút việc. Anh coi như là vì hoàn thành một mơ ước trong cuộc đời của em đi. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Trang Hạo Nhiên, anh không thể hiểu, em có thể làm một chuyện vì anh là hạnh phúc cỡ nào. Em không có chuyện gì, em nhất định không có chuyện gì. Trái tim của Trang Hạo Nhiên đau đến giống như bị xé rách, trên mặt có quắp khổ sở, còn là rơi nước mắt, lắc đầu. Giờ phút này, trong lòng của tưởng thiên lỗi vẫn rất đau tiến lên, nhìn về phía cô vội vàng nói cách này có thể được. Nhưng không nhất định phải là em. Không ai so với em càng yêu rượu đỏ hơn. Đường khả hình khóc nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nước mắt như suối trào, nói, không có ai, so với em càng hiểu chai rượu đỏ này. Nó làm bạn với em 3 năm, cùng vượt qua gian nan nhất trong đời của 3 năm. Em thường xuyên nói chuyện trên trời dưới đất với nó, nhớ thế này này, nhớ tất cả, em đã bảo vệ nó 3 năm, nếu như chấp nhận hứa hẹn kia, thì đời đời kiếp kiếp bảo vệ nó. Hạo nhiên, đường khả hình vội vã đưa hai tay ra, nhẹ chạm vào hai bên mặt anh, lại khóc nói em không có việc gì. Thật sự là không sẽ có việc đâu, nếu cứ như vậy, sẽ khiến em lo sợ và lạnh lẽo, sợ anh gặp chuyện không may tùy thời rời khỏi em, sẽ để cho một mình em nghênh đón sóng gió. Chúng ta cùng nhau, vì hoàn cầu, cùng nhau sống chết đi. Em không sợ chết, bởi vì có anh yêu anh, em thật sự rất thỏa mãn. Em đã thật hạnh phúc, anh yêu em như vậy, mỗi một khắc đều là vĩnh hằng. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Trang hạo nhiên đau khổ nước nở rơi nước mắt không nói nên lời, chỉ là đau lòng run rẩy bưng mặt của cô, Yêu thương sâu đậm nhìn cô gái trước mặt. Đường Khả hình cũng rơi nước mắt khổ sở nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói anh hiểu em mà có đúng hay không? Anh hiểu em thật xin lỗi. Chúng ta cùng nhau học xong dâng hiến, chúng ta cùng nhau hiểu được tất cả tâm bồ đề kia, anh nên hiểu giờ khắc này, em có thể dâng hiến, em rất hạnh phúc. Cho một cơ hội để em trả anh một chút yêu thương đi. Em rất khát trong đời có thể làm một chuyện oanh oanh liệt liệt yêu anh một lần. Trang Hạo Nhiên vẫn đau khổ ôm chặt khuôn mặt cô, cúi đầu xuống, hai mắt run rẩy cùng đau lòng rơi nước mắt, nhưng vẫn là lắc đầu mà nói, không được. Anh không thể để cho em gặp chuyện không may. Không được. Hạo Nhiên, em biết rõ, nếu như em gặp chuyện không may, anh cũng không sống nổi, cho nên em là anh, cũng nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, thuận lợi tiến vào trận chung kết. Em sẽ không có chuyện gì, anh yên tâm. Đường Khả Hinh lại khóc đau khổ cầu xin anh. Khả Hinh, Trang tính vô cùng mọi người cũng đau lòng nhìn về phía cô. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Ủy viên Trương dừng lại một lúc lâu, nhìn về phía đường khả hình kiên quyết như vậy, hai mắt ông chợt lóe, cuối cùng nói cái này vẫn có thể xem là một cách. Vừa có thể giữ được hoàn cầu, càng có thể để mọi người an toàn. Ở thời gian khả hình so tài rượu đỏ này, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho con bé. Hơn nữa cho tôi thời gian, tôi sẽ khiến bọn họ thấy giải thi đấu trong rượu, sau đó tự mình xuống đài. Không cách nào tham gia tuyển, trả lại cho các người một hoàn cầu có tương lai tươi sáng. Trả lại cho các người cuộc sống an toàn. Trang hạo nhiên ôm chặt khả hình, sợ run nhìn về phía ủy viên trương, đôi tay ôm chặt hông của cô, vẫn đang do dự. Đường khả hình cũng vừa kích động khóc cười nhìn ủy viên trương. Ủy viên trương lần nữa khẳng định nhìn về phía trang hạo nhiên, hai mắt lóe lên qua ánh sáng sắc bén như người lãnh đạo, cam kết cũng khẳng định nói tin tưởng tôi. Con bé là con gái của Trí Long, cũng giống như con gái của tôi. Tôi sẽ không để cho con gái của tôi lại xảy ra chuyện. Nếu như các người xác định trái tim đối phương, như vậy khi con bé ở vòng tranh tài cuối cùng, cậu lợi dụng thân phận tổng giám đốc đi cùng con bé dâng chai rượu đỏ này ra. Các ngươi đồng ý không? Trang hạo nhiên cùng đường khả Hinh nghe lời này, chậm chạp quay đầu, yêu thương và nước mắt đong đầy nhìn đối phương, đưa mắt nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng nước mắt cùng nhau chảy xuống, đồng thời hạnh phúc gật đầu. Bầu trời sét đánh một tiếng, phá tan tầng mây, mang đến một đoạn ánh sáng thiên đường. Chương 955: Va chạm. Ban đêm, bệnh viện. Khi đó, Tô Lạc Ố anh lập tức đứng ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt còn có Trần Mạn Hồng và y tá, quần áo bẩn cũng không kịp đổi trên mặt còn dính đầy cho than khi máy bay bị cháy trực tiếp lắc đầu hí mắt giơ tay nói ông đây vừa phát hiện máy bay có vấn đề lập tức anh dũng mà nói với người điều khiển mặc kệ xảy ra chuyện gì các ngươi nhất định phải thuận lợi đến nhà lão đại cho tôi khi đó tôi có một quyết tâm liều mạng còn mang chút nóng máu trong mắt trong lòng chỉ có lão đại tôi thích nhất anh nói xong rất đẹp trai mà giơ tay lên nâng lên chỉ về phía bầu trời đen tối Phốc, mọi người không nhịn được cúi đầu cười một tiếng. Có hay không, Trần Mạn Hồng dựa sát vào bên cạnh chồng, không nhịn được vì cười nói, chính anh là người nhảy dù nhanh nhất thì phải. Đi đi đi, Tô Lạc Hành trực tiếp trừng mắt, biết hai cô y tá này vẫn còn ở đang cầm khay thuốc, đứng ở bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đang vô cùng chăm chú mà nghe lời của mình, cô gái nhỏ dễ dụ nhất, anh lập tức lại nhảy đến một hướng khác trong phòng bệnh, trừng mắt, vẻ mặt khoa trương nói, tôi không gạt mấy người đâu. Khi đó Trước mặt tôi là hai chiếc máy bay đang rơi xuống, tôi kêu to lên. Sở Nhai, anh Kiệt, hai người không nên bỏ tôi lại. Trong nháy mắt Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt kích động nhìn Tô Lạc Hoành, cảm động đến đôi mắt muốn rơi lệ rồi, run rẩy đôi môi nói thật. Thật sao? Khi đó, Tô Lạc Hoành giống như là một anh hùng chân chính, ngực thở gấp phập phồng, nóng mắt nhìn hai người an hem trước mặt, kích động như vậy, trọng tình trọng nghĩa nói, tôi không nhịn được, lập tức liền nhảy xuống máy bay chết chung với hai người. Hai cô y tá nghe xong lời này, trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy bộ dáng cảm động, đôi mắt sùng bái, giống như nhìn anh hùng nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Lãnh Mặc hẳn cả người bị thương nặng, nửa nằm ở trên giường bệnh, vừa nghe Tô Lạc Hoành nói lung tung, vừa nghiêng người nhìn về phía ngoài phòng bệnh, y tá đi qua đi lại cùng thuộc hạ bị thương, thậm chí thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy Lâm Bạch Bạch tranh thủ thời gian đi hái thảo dược, chuẩn bị cấp cứu cho Khả Hinh, cũng không có phải nhìn thấy bóng dáng khác. Khi đó đột nhiên xảy ra một chuyện lớn. Tô Lạc Hoành lập tức giống như một con mèo, nhảy đến cửa phòng bệnh, vẻ mặt vẫn rất khoa trương nói, máy bay của chúng tôi, cư nhiên cũng bị bắn trúng. Oanh một tiếng, tỏng nháy mắt đuôi máy bay nổ tung. Toàn bộ lửa nóng ào tới cửa tôi đang đứng. Hai cô y tá nghe, lập tức thở hốc vì kinh ngạc, thật khẩn trương nhìn anh, quên luôn việc đổi thuốc cho lãnh mặc hàn, không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Lãnh mặc hàn mới rồi muốn nhìn về phía ngoài cửa, lại bị Tô Lạc Hoành kéo qua, liền đành phải dừng lại, bất đắc dĩ nhìn anh ta. Sau đó, vẻ mặt của Tô Lạc Hoành đột nhiên có chút khoa trương, hiếp chặt mắt, cố làm cho thần bí cùng khẩn trương nói, khi đó, tôi rất anh dũng nhào tới hai người điều khiển trước mặt, xô ngã bọn họ xuống đất, kêu to cẩn thận. Tôi tới bảo vệ hai người. Cô y tá nghe xong lời này, vẻ mặt càng sùng bái, giống như muốn khóc nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Lúc này tiêu đồng, mới đang cầm chén canh hầm mà chú Phúc dặn Tiểu Nhu đưa tới, cô trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới xị anh ta, phi. Tôi không tin anh có thể làm như vậy, vừa rồi vọt vào rừng trúc cứu tôi, nghe được tài xế kia bắn một tiếng súng vang lên, liền lấy tốc độ như một con khỉ đu lên mấy cây trúc. Chết sống dung cây cũng không chịu xuống, nói tôi là tiêu đồng, tôi là người tốt, cũng không chết được. Cho đến khi chúng tôi nổi điên muốn lấy dao chặt trúc, mới bị sợ mà tụt xuống. Còn chạy nhanh đi cứu nhân viên, đúng là người không biết xấu hổ. Anh nhìn mặc hàn của chúng tôi đi, trên người mấy viên đạn cũng không có hừ một tiếng. Này, Tô Lạc Hành kêu lên, mặt có chút đỏ, vừa trừng mắt về phía cô, vừa không khỏi liếc về phía hai cô y tá có chút hoài nghi, lập tức nói cô không nên nói như vậy. Lời của tôi nói đều là thật, còn về chuyện kia với cô thì tính chất nó khác nhau. Người kia là tài xế ngốc, thấy ông đây liền muốn nổ súng, là một người cũng, cũng sẽ có chút sợ rồi. nhưng khi đó ở trên máy bay, tôi thật sự đẩy ngã bọn họ nha. thậm chí lôi kéo ghế dựa để dập lửa, kéo dây dù để nhảy, để cho bọn họ nhảy trước, sau đó tôi mới nhảy. nếu không phải như vậy, tại sao khuôn mặt đẹp trai của ta lại có thể bị bẩn tới như vậy? chẳng lẽ là sau khi ông đây nhảy dù xong, lấy bùn đất chết lên mặt mình? chọc, tiêu đồng vừa cầm thuốc, đi tới trước mặt lãnh mặc hàn vừa buông xuống không nhịn được cười lên nói, tôi đoán là lửa cháy đến cổ anh, nên tự mình lau. Phốc, Trần Mạn Hồng lại không nhịn được che miệng cười lớn. Tôi nói nãy tiêu đồng, Tô Lạc Hoành có chút tức giận nhìn về phía tiêu đồng, nói có phải cô nhìn tôi leo lên cây trúc, nên nhìn tôi không vừa mắt hả? Từ này đến giờ, vẫn không ngừng mất hứng nhìn tôi. Có chuyện gì, ở trước mặt anh em nói rõ ràng đi. Thật vất vả tôi mới còn sống. Mặc hàn mới thật sự là khó khăn lắm mới còn sống. Tiêu Đồng vừa mút canh hầm, vừa chừng mắt nhìn anh, mới nói tiếp: "Anh nên đàng hoàng chút đi." Đông Anh lập tức đẩy xe thức ăn, tới đây hầu hạ anh như hầu ông nội đó. Lãnh Mặc Hàn lại nhìn về phía canh bổ, mùi vị vô cùng nồng, tràn đầy mùi vị nhân sâm, nói: "Lại uống canh nhâm sâm hả?" Tiêu Đồng vừa cười nhìn Lãnh Mặc Hàn, vừa cầm muỗng lên, cẩn thận từng ly từng tí khuấy canh bổ kia, mới nói: "Phải. Đây chính là cây nhâm sâm mà ba của Tiểu Nhu cho người đưa tới." nghe Tiểu Nhu nói, đây là vật chân quý của Chu gia bọn họ, gọi lão yêu nghìn năm, hiển nhiên có một cái hình người, khiến cho lúc tôi nhìn thấy liền giật mình, cũng biết nhân sâm này quý giá riêu ít. Trừ trong nhà chủ tịch có ba gốc nhân sâm ngàn năm, đây là cây nhân sâm thư tư tôi thấy được. Tiểu Nhu thực sự không tiếc, cho anh nưa cây, cho Uyển Thanh nưa cây, đến lúc đó có chuyện gì, lấy nó để cứu mạng. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn về phía tiêu đồng, hai mắt có chút dịu dàng, Hỏi Tiểu Nhu đâu? Tiêu Đồng cầm lên một chén sứ nhỏ, vừa múc canh cho anh, vừa nói, cô ấy và Lâm Bạch Bạch nghe chú Phúc nói, tạm thời ở trong phòng bếp nhỏ phía sau, phơi nắng chịu khó mà chế tạo ra thuốc bột trị rắn, bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, vừa vội cái này, vội cái kia, còn phải nấu canh cho anh, choáng váng luôn rồi. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, không nhịn được nói, bận rộn đến thời gian qua đây cũng không có. Từ xế chiều đến bây giờ vẫn chưa đi đến phòng bệnh này đâu buổi sáng còn khóc suốt mướt vậy. Tiêu đồng hơi giật mình, cầm cái muỗng, chừng nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn không nói nữa, chỉ là vẻ mặt có chút không tự nhiên, nặng nề nháy mắt một cái. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tiêu đồng lặng yên trợn mắt nhìn NHH một chút, cuối cùng vẻ mặt nở nụ cười rực rỡ, chậm chạp ngồi ở bên giường, cầm muỗng, nhẹ múc một chút nước canh, làm bộ thổi thổi, đưa đến bên miệng anh, mới nói uống đi lãnh mặc hàn nhất thời giật mình cũng có chút không vui ngồi ở trên giường mặt hơi đỏ vẫn quấn băng gạc bị thương thật sự nặng thật sự là mất hứng tiêu đồng nhìn bộ dạng này của anh không nhịn được cười đứng lên nói không muốn uống đây chính là nước canh nhân sâm ngàn năm lâm bạch bạch nói rồi bây giờ nhân sâm ngàn năm chỉ lấy cho con gái cùng con rể ăn lãnh mặc hàn nghe lời này quay mặt sang nhìn về phía cô hai mắt nhíu lại tiêu đồng nhìn vẻ mặt này của anh đành phải bỏ muỗng vào trong chén, lại đem chén canh để qua một bên nói, được rồi được rồi. Anh không muốn uống, tôi đi tìm người đút anh uống, được chưa? Lãnh Mặc Hàn luôn luôn cùng Tiêu Đồng ăn ý mười phần, liền đành phải trầm mặc nhìn về phía cô. Tiêu Đồng vừa nhìn anh vừa cười đứng lên, muốn đi ra ngoài. Này, Lãnh Mặc Hàn đột nhiên gọi cô lại. Sao vậy? Tiêu Đồng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt lóe lên chút do dự cuối cùng nghe tiếng mưa rào ngoài cửa sổ biết từ vườn hoa bên kia đi đến phòng bếp tạm thời bên này khoảng cách hơi xa nói cầm cái dù ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép tiêu đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía lãnh mặc hàn cố ý đùa anh nói anh lo tôi bị ướt mưa hay là sợ người đó bị dính lãnh mặc hàn lại không có để ý tới cô tiêu đồng không nhịn được cười lên cầm cây dù màu xanh đen bên cạnh giường bệnh Vừa đi ngang qua chỗ của Tô Lạc Hoành bên cạnh, đá anh một cước mới đi ra khỏi đó, liền thấy Tô Thủy Kỳ chờ mấy bác sĩ đang kiểm tra cho người bị thương, đau đau xem bệnh cho tất cả bệnh nhân, vừa lo cho mấy người kia, còn phải quan tâm những y tá mới tới, tình huống của Uyển Thanh. Cô khẽ mỉm cười, nặng nề thở một hơi, liền vội vàng đi ra khỏi phòng bệnh VIP, vòng qua hành lang thật dài, lập tức thấy mưa đang ảo ào, ào hắt vào, vườn hoa bên kia có một phòng bệnh VIP bị bỏ, nhưng tương đối đầy đủ hết có phòng bếp, cũng có không gian, tiểu nhu cùng bạch bạch, bao gồm nhã tuệ đều đang ở chỗ đó giúp một tay, cô vội vã vòng qua núi giả, bước qua sân cỏ xanh mượt, mới chịu hứng gió thổi mạnh, đi về phía đối diện, ai biết đi chưa được mấy bước, cư nhiên liền nhìn đến tiểu nhu mặc áo sơ mi màu xanh lá cùng quần trắng. Cột tóc cao đuôi ngựa, mang cái túi lớn trên lưng, trong hai tay ấn cầm theo gói thuốc, cũng muốn đi về phía phòng bệnh bên kia, nhưng bởi vì mưa rơi quá lớn, cô đi không kịp, liền trốn phía dưới cây chuối tây tránh mưa. Tiểu Nhu, tiêu đồng nhìn cả người Tiểu Như ướt đẫm trên mặt còn có nước mưa chảy xuống, cô vội vã đi tới, che dù, khẩn trương nói cô đi ra ngoài hả? Sao không lấy dù theo? Tiểu Nhu quay đầu, nhìn về phía tiêu đồng, nhất thời không nhịn được mệt mỏi thở hổn hển vẫn như cũng nở nụ cười thật thà ngọt ngào, ngu ngốc đáng yêu nói tôi đi lấy thuốc. Bạch bạch để quên thuốc ở hiệu thuốc. a à, tiêu đồng che dù, nhìn về phía tiểu nhu, người con gái khéo léo hiểu chuyện, cô không nhịn được cười lên, thật lòng nói, vất vả rồi. Cô mau đưa thuốc cho tôi, tôi giúp cô đem vào cho. Cô đến phòng bệnh của Mạc Hàn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi xem anh ta một chút, anh ta có nhắc tới cô. Tiểu Nhu lại ngu người giật mình đứng ở dưới dù, cầm theo hai bao thuốc, trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng của Tiểu Nhu như vậy, liền không nhịn được cười lên nói, sao rồi? Mau đi đi, đi xem anh ta một chút. Ách, tiểu nhu nhớ tới xế chiều hôm nay lãnh mặc hàn thật khẩn trương gấp gáp quan tâm chuyện của khả hình, thậm chí còn vì vậy trách phạt hai thuộc hạ. Trái tim của cô phanh phanh phanh, phanh giống như có ít đồ va và chạm vào nhau có chút đau, vội vàng cầm theo thuốc liên tục lui về phía sau, chỉ ngây ngốc đứng ở trong mưa nói tôi 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 có việc tôi tôi không đi. Cô nhất định phải dặn anh ta uống hết canh. Cô nói xong liền liên tiếp lui về phía sau. Này. Tiêu Đồng nhất thời giật mình, che dù đứng ở trong mưa, trợn tròn mắt. Phòng bệnh, Tô Lạc Hoành, cùng Lâm Sở Nhai, còn có Trần Mạn Hồng cùng đến thăm mấy người nhân viên trong công ty, đều bị thương vì chuyện máy bay bị rơi, Trang Hạo Nhiên nhịn đau làm chút gì đó cho mọi người ăn, biết khẩu vị của Lãnh Mặc Hàn nhạt, càng tự mình xuống bếp, lúc này Tiêu Đồng cầm theo cây dù ướt mưa nước chảy róc rách, đi vào phòng bệnh, nhìn Tô Lạc Hoành vẫn còn quấn lấy hai cô y tá, cô liền không nhịn được nói, vẫn chưa nói hết sao? lãnh mặc hàn liền ngẩng đầu lên mang theo một chút vui mừng cùng kích động lại thấy tiêu đồng một mình trở lại mi tâm của anh siết chặt nghi ngờ nhìn cô tiêu đồng cũng có chút xin lỗi cầm cây dù nhìn về phía lãnh mặc hàn cười gượng mấy cái mới nói cô ấy nói cô ấy, cô ấy cô ấy có chút bận có thể không có thời gian tới hai mắt của lãnh mặc hàn chợt lóe trong nháy mắt nhìn về chỗ hẻo lánh phía trước ngực bị người nặng nề va chạm audio điện tử võ tấn bền